xin chào tất cả các chị đẹp của em nha. Trời ơi mấy chị ơi, như đã hứa là trưa nay em lên siêu phẩm cho cả nhà, làm tranh thủ em lên cho cả nhà của em luôn nha. Gì vậy? Đây, tình yêu nào, chị đẹp nào hiện tại đang vào xem live mình tương tác mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Trời ơi, siêu phẩm đã về, siêu phẩm đã lên giỏ hàng cho cả nhà của em rồi nha. Chị nào mà đang vào xem live thấy em, mấy chị ơi cho em xin một nút tim, một nút chia sẻ nha cả nhà ơi. Tim tim vào màn hình luôn giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, con này lên giá chấn động cho mấy chị luôn nha. Hiện tại cái mẫu này nó đã có 3 giảm để em ghim cái phẩm lên cho mấy chị đặt hàng nha. Trời ơi con này đẹp nha cả nhà ơi, con này ok nha. Con này em cho mấy chị săn hôm nay 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em, mã CD nha cả nhà ơi. Em đang mặc là mã CD luôn giùm em, 89.000 nha cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con độ về giùm em, con này là mặc đẹp nha. Rồi và tất cả các mẫu hàng này em đã ghim cho mấy chị rồi nha, cứ thao tác khẩu hàng lam khảo và mình chốt nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em là mã CD nha cả nhà ơi. CD luôn giùm em nha cả nhà, 40 cho đến 85 con độ về luôn giùm em nha. Chị nào muốn đặt hàng cái con mẫu này trước tiên thì mình có việc mình tim tim mình tương tác nhiều nhiều lên luôn nha em nha. Đang là khách mới chia sẻ phiên live cho bạn bè người thân của mình vào xem nha. Áo đang mặc chắc phải nha em, áo đang mặc này chắc phải sẽ là phải thun lưới co giãn thì mình thoải mái luôn cho mấy chị nha. Em đang mặc hiện tại cho mấy chị là CD chỉnh nha cả nhà ơi. CD chỉnh 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này đẹp nha, 40 cho đến 85 con độ về, CD chỉnh thêm ghim lại 89.000 một con luôn giùm em cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con độ về, đợt này về bông đẹp không mà cả nhà ơi. Đợt này em cho mấy chị về sản phẩm số 96 đó là đồ bộ, chị nhắc khỏi nhà mình chút đồ bộ đó cho mình nha. Trời ơi, em đang mặc là CD chỉnh hiện tại trơn cho cả nhà luôn, 89.000 con này con mấy vậy? Con này hôm qua giờ mấy chị hỏi nhiều nè cả nhà ơi. Đây con này đẹp nha mấy chị ơi. Đó. Đẹp nha. Rồi mấy chị ơi, 89.000 một con giùm em nha cả nhà ơi. 40-85 độ về giùm em làm mặt đẹp nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em luôn mấy chị ơi, CD chỉnh luôn giùm em nha. Trời mấy chị ơi, cái nền hay trắng hôm qua đỏ đỏ rất là xinh cho mình luôn nha. Đây con này đẹp CD 15. Rồi CD 15 con này có tổng cộng 16 màu cho mấy chị nha. Rồi con này là CD 15 luôn giùm em cả nhà của em ơi, 89.000 một con giùm em nha. CD 15 đồng giá 89.000 luôn giúp em nha. Thường ngày mua 100 mấy 200.000, hôm nay mình bỏ ra 89.000 sang cho mình một áo về mặt luôn cho mình nha. Hàng này sẽ là hàng mới về bên em luôn, cái chuyện con này cực kỳ là xịn sò luôn cho mình á. Đây con này đẹp nha cả nhà của em ơi, con này đẹp nha. Đây con này xinh nè mấy chị ơi, con này xinh giùm em luôn nha. 40-85 độ về, em đang mặc là CD chỉnh nha cả nhà ơi. CD chỉnh 89.000 luôn giùm em nha. CD 2 nha. CD 2 cực kỳ xịn sò luôn cho mấy chị luôn nha. Rồi con này chọn giùm em là CD 2 nha cả nhà ơi. CD 2 89.000 luôn giùm em nha. Còn em đang mặc là CD chỉnh con này luôn giùm em là CD 15 nha cả nhà ơi. Có 89.000 một con thôi. 40 cho đến 85 con độ về giùm em, con này là mặc đẹp nha cả nhà ơi. Bao nhiêu con vừa em dạy, từ 40 con cho đến 85 con bắt đầu lên cho cái mẫu này là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn nha. Mặc váy 52 con là chọn size số 2 luôn cho mấy chị nha. Rồi đẹp nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 luôn giùm em nha. CD 10 luôn giúp em nha. CD 10 cả nhà ơi. CD 10 89.000 luôn giùm em nha. CD 10 89.000 luôn giùm em mấy chị ơi. Vải thun co giãn cho mấy chị thoải mái cực kỳ luôn giùm em nha. Đây con này là CD 10 giùm em nha. Có áo xéo. Áo xéo không xớp. Áo xéo là áo gì cũng vậy của em ơi. Đây con này là CD 10 giùm CD em. CD 10 luôn cho mấy chị nha. CD 10 giùm em nha cả nhà, có 89.000 con một áo con. Đang mặc, giá đang mặc CD mấy chị ơi. Con này là hàng mới luôn giùm em nha. 40-85 độ về giùm em làm mặc đẹp nha. Rồi mình đi vào xem live mình tương tác giùm em cả nhà ơi. Em đang mặc là CD 9. Mà đây mặc sẽ là một con CD 9 luôn cho em luôn nha, là nó sẽ có trong cái dấu hàng luôn cho mấy chị luôn á. Mà hiện tại nó cầm là con CD 10 nha. Áo sờ em không biết áo gì luôn á cùng vàng ơi, vô vô hàng mình coi giùm em đi. Đây con này là CD áo ở sao giùm em, áo ở sao đúng không cùng vàng ơi, áo ở sao á đúng không, áo ở sao là con CD 15 giùm em nha. CD 15 là con áo ở sao đúng không, áo ở sao đúng không cùng vàng ơi. Đây là con CD 15 giùm em nha. CD 15 luôn cùng vàng của em ơi, lên màu tím đi, màu tím luôn cùng vàng ơi. Đây màu tím cùng vàng ơi. Con màu tím của mấy chị sẽ là con CD, con CD 4 luôn cho mình nha. Rồi, CD 4 luôn cho mình nha. Giùm em nha, màu tím 16 màu đen có số 2 không mà. Dạ con đủ size cho mấy chị, cứ nhắc vào cái hàng tham khảo luôn cho mình nha. Rồi con này đẹp nữa nè mấy chị ơi, con này luôn nha. Trời ơi con này đẹp nha. CD 12 luôn cho mình nha. CD 12 luôn giùm em con vàng ơi. CD 12 đẹp nè. CD 12 luôn mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. CD 12 89.000 luôn mấy chị ơi. Chắc phải coi giãn mềm mịn thoải mái luôn cho mấy chị luôn nha. Và không riêng về cái mẫu khác, chắc phải này bên em cũng sẽ là phải thun lưới mềm mịn. Rồi con em đang mặc là CD chỉnh, con này là CD 12 nè.
Còn chị nào hỏi con mã phía sau là chọn giùm em là mã CD15 nha. Mấy chị ơi, cái bông đúng đẹp luôn nha cả nhà ơi. Đây con này là CD15 là con ảo phía sau cho em luôn nha. 40 cho đến 85 con đổ về luôn giùm em nha cả nhà ơi. Tương tác lên giùm em mấy chị ơi. Rồi mình đang vào xem live mình tim mình. Nào đây mặc màu gì em nha. Mà đây mặc là con CD9 luôn cho mấy chị nha. CD9 đồng giá 95.000 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay nha. Quần là 85.000, cả set là 174.000 luôn giúp em. Mua áo cũng được, mua quần cũng được, mua cả set. Rồi để em ghim lại cho mấy chị nha. Có 89.000 thôi, CD15 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CD15 là con canh đen mặc ở phía sau luôn giùm em nha. Rồi con này là CD12 giùm em nha. 12 là một con màu tím rất là đẹp luôn, bông là bông to luôn nha cả nhà của em ơi. Rồi con này cho mấy chị xăng 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 con độ về giùm em. Con này là mặc đẹp nha cả nhà ơi. Rồi vừa đẹp vừa xinh, giá lại hồi mấy chị ơi. Hiện tại nó đang bị lỗi rồi mấy chị ơi, coi lựa màu trước giùm em nha. Rồi một chút xíu nữa mấy chị chọn nha mấy chị ơi, nó đang bị lỗi rồi cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em mã là CD10 cả nhà ơi. CD10 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CD10 89.000 luôn giùm em nha. Hiện tại đang bị lỗi chút xíu rồi cả nhà ơi. Hồi nãy có không? Rồi CD10 giùm em cả nhà ơi. Còn em đang mặc là CD9 luôn giùm em nha. Giá 89.000 con đó mấy chị ơi. 89.000 một con luôn giùm em nha. Trời ơi con màu này đẹp nữa chơi. Con này sang nữa chị. Đó con này em có cái màu xám thì cho cả nhà của em luôn nha. Con màu xám thì đâu em ơi. Rồi con này hiện tại giá 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. Mấy chị chạy mấy xíu nha. Hiện tại mấy cái mẫu này thì nó còn mấy chị nha. Còn cái hàng mình xem màu nữa chị. Hết trơn rồi. Chị nào muốn đặt hàng trước tiên thì mình có thể lên đúng chiều cao và sẽ kèm đúng cái con nặng của mình luôn nha. Tư vấn sao cho mấy chị rồi là chị có vừa và có đẹp luôn nha. Mình là cái trường hợp rồi, không vừa bên em không có trả đổi sao cho mình đang vào xem live mình tương tác và tim lên giùm em đi cả nhà ơi. Mình tương tác mình tim lên giùm em nha. Tại vì con này nó hiện tại nó đang bị lỗi á cả nhà ơi. Mình tương tác lên giùm em cái nha để nó bị lỗi á cả nhà ơi. Hiện tại là nó đang bị lỗi nha mình. Rồi nó có lại bình thường rồi, có lại rồi này mấy chị. Đây con này đẹp rồi, lắm mới sửa lại cho mấy chị rồi nè. Rồi ok đó mấy chị ơi, cảm ơn chị đã đặt đơn qua giùm em nha. Tranh thủ mấy chị ơi. Rồi đang mặc là CD9 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này trời bông đẹp dữ trời, có 89.000 thôi con cả nhà ơi. Đang cầm CD7 luôn giúp em nha. CD7 giùm em cả nhà ơi. CD7 luôn giùm em nha. 89.000 một con để em ghim lại cho mình nha. Con này hiện tại nó bình thường lại rồi cả nhà ơi. 89.000 một con giùm em. Đây rồi. Trời ơi xinh quá cả nhà của em ơi. Rồi 89.000. Rồi hiện tại có ghim lại cho mấy chị rồi nha. Nhắc vào cái hàng tham khảo thử luôn cho mình một con cho mình mặc thử đi chị. Còn với ship hay không thì nó còn phải tùy thuộc vào cái tài khoản của mình nữa nha. Mua một con với ship cao quá, mua một lần thôi với ship. Hay như vậy thì lấy luôn cho mình 2-3 con. Rồi con CD9 em đang mặc cái màu bông của nó đúng xinh luôn á chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em luôn là CD9 cả nhà ơi. CD9 89.000 luôn giùm em. Cổ tim nè mấy chị ơi, cổ tim tay dài luôn giùm em nha. Con này mặc là không lo vấn đề bị lộ và bị hở cho mình luôn nha. Tại vì con này em làm cổ là cổ tim cao lên cho mấy chị như thế này luôn giùm em ha. Đơn giản dễ mặc mấy chị ơi. Không kén da, không kén dáng, không kén độ tuổi luôn giùm em nha. Có 89.000 thôi mấy chị ơi, đẹp quá. Rồi hiện tại đây mặc là con CD9 luôn giúp em nha. CD9 89.000 luôn giúp em. Và hiện tại ở màu này nó sẽ có trong cái giỏ hàng luôn giúp em nha. Ở trong giỏ hàng là màu nó sẽ hơi đậm hơn một chút xíu, nhưng mình nhận hàng sẽ là hàng đang mặc và màu nó rất là tươi luôn cho mấy chị nha. Em là sao là mình sẽ nhận hàng y hiện tại luôn. Em nói sẽ phải thun lưới là mình nhận hàng sẽ phải thun lưới luôn cho mình nha. Nút ngọc cổ tim luôn giúp em ạ. CD15 nè cả nhà ơi. Gọi giá 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 một em như thế này luôn giùm em. 40 cho đến 85 con độ về nha. Rồi quân là ở mã màu cả một set là 174 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Một set của nó em đang like là 174 luôn, chốt phải của nó mình chơi thun lưới coi dễ mềm mịn cho em luôn nha. Và cái áo này là 165.000 một áo và đang được hỗ trợ còn có 89.000 một áo. Vì vậy mình cứ tranh thủ nhấp vào cái hẻm tham khảo và mình chốt luôn cho mình nha. Yeah. 52 con là chọn size số 2, 40 con chọn size số 1 luôn giúp em. 16-17 con là chọn size số 4 luôn cho mình nha. Hàng sẽ là hàng may sẵn thiệt nhưng mà hàng vẫn là có size con số luôn cho mấy chị luôn nha. Cổ tim tay dài dễ mặc cực kỳ luôn cho mình. Đi lễ, đi chùa, đi tiệc, đi đám thì rất phù hợp luôn cho mấy chị luôn nha. À, chị có quần đen rồi, khỏi mua quần được không em? Được, tôi luôn cho mấy chị nha. Mua áo cũng được mà chị mua quần cũng được. Rồi, con này chọn giùm em mã là CD15 cả nhà ơi. CD15 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em. Nút bên em là đóng hoàn toàn trực tiếp vào áo cho mình luôn nha cả nhà. Vừa đẹp vừa rẻ, giá lại hồi cho mình luôn. Đây con này là CD10 giùm em nha. Còn em đang mặc hiện tại là CD2 á cả nhà ơi. Rồi CD10 luôn giùm em nha. Giá chỉ có 89.000 thôi cả nhà ơi.
Chắc phải mềm mịn thoải mái luôn cho mấy chị nha. Bà đang cầm là con CD4 nha. CD4 sẽ là một con nghiêng về con màu tím luôn cho mấy chị. Hết ngọt lấy con CD4 luôn em nha. Hết màu tươi lấy con CD9 luôn cho mình nha. Rồi con này là CD4 luôn giùm em nha. Ủa mấy chị ơi, em có màu xanh dương á. Này nhỏ màu xanh dương. Màu xanh dương là nha. CD8 nha. Màu xanh dương là một con CD8 luôn giúp em nha. Đây con này là CD8 luôn mấy chị ơi, CD8 luôn giùm em nha. CD8 màu xanh cobalt nha cả nhà ơi. Mấy cái con này bông đẹp quá cả nhà ơi, bông nào cũng đẹp hết trơn á, không có chê được con nào luôn giùm em nha. Rồi con này luôn giùm em chỉ có 89.000 thôi cả nhà ơi. 89.000 CD8, còn em đang mặc hiện tại là CD9 luôn giùm em nha. Chắc phải thun lưới em nha, đúng không chị? Chắc phải thun lưới mềm mịn coi giãn dễ mặc luôn cho mấy chị luôn nha. Mà cứ tùy lên đúng chiều cao và sẽ kèm luôn cái cân nặng luôn giúp em nha. Vì mẫu này nó coi giãn không có nhiều á, vì vậy mà cứ tùy lên đúng đi chị, bên em sẽ tư vấn luôn size luôn cho mấy chị luôn nha. À, quần size quần vải giam cho quần phải là cái thun cho mình đó chị. Rồi mua một áo được, không phải shop già đồ bình thường. Còn vậy ơi, mua một áo cũng được, mua một bộ cũng được nha cả nhà ơi. Tại vì con này là áo lẻ thì nó sẽ dễ mua hơn. Em bán áo lẻ và quần lẻ, chị nào mua áo cũng được, mua quần cũng được, mua cả set giùm em vẫn được nha. Đây con màu xanh vuông luôn giùm em cả nhà ơi. Con này là con CD8 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Vải của nó là thun lưới coi dạng mềm mịn cho mình luôn. 40 cho đến 85 con độ về, con này là mặc đẹp nha. Tay của nó là tay dài luôn mới chơi. Đây con này luôn giùm em, chọn giùm em mã là CD cả nhà ơi. CD8 luôn. CD8 mới chơi. CD8 giá con này 89.000 luôn giùm em. CD8 giá 89.000 luôn giúp em nha. Mấy con này thì nó sẽ có trong cái giao hàng hết luôn cho mấy chị rồi nha. Trời ơi, em có con CD2 nó cũng giống như con này nè mấy chơi. Đẹp lắm, con này xinh lắm nha. Con CD2 nè cả nhà ơi. Đây con này là con CD2 giùm em giá 89.000 luôn giùm em nha. Dạ cho chị một cái người đang mặc 56, con là size 3, chọn giùm em là CD9 kèm này lên giùm em. CD9 lên cái này giùm em là có đơn nha con vậy ơi. CD2 nè. Rồi con này là CD6 luôn giùm em cả nhà ơi. CD6 giùm em, con này là hàng mới tanh luôn nha còn nhà của em ơi. Gọi chị ơi, chị lên em mặc là lên cái này giùm em, CD9 kèm cái này giùm em là có chị luôn. Chị 40 con mặc được không em? Dạ 40 con thì nhấp vào cái hàng chợ xa xứ mộc luôn cho mình đi chị, bên em tới 85 con quay đầu lận. Từ 40 cho đến 85 cân độ về giùm em nha mấy chị ơi. Đây cái chốt vải của nó đúng mềm luôn mấy chị ơi. Dạ chị nào đây là cái mới hiện tại chia sẻ phiên like cho bạn bè người thân của mình vào xem live chung của mình rồi, luôn nha. Rồi con này là CD4 cả nhà ơi. Con này chọn giùm em mã là CD4 89 ngày, cổ tim tay dài luôn giùm em nha cả nhà ơi. Nút là nút ngọc nha. Nút bên em thì hoàn toàn đóng trực tiếp vào áo cho mình luôn. Mặc là không lo vấn đề bị lộ và bị hở. Trời ơi con này xinh lắm nha. Trời ơi đẹp nha mấy chị ơi. CD6 giùm em đẹp nữa nè. Đây con này là CD10 giùm em nha cả nhà ơi. CD10 luôn giùm em nha. Vừa đẹp vừa rẻ, giá lại hồi cho mình luôn. CD10 giùm em nha. À, áo đây mặc có size lớn không ạ? À? Dạ có nha, size lớn này mình tới size 5 anh chị. Mua về cho mình mặc, mua về cho bà mình mặc, mua về cho mình mặc vẫn được luôn cho rồi, mấy cái mẫu này nha. Rồi, mã kèm cái này lên giùm em nha chị ơi. Chị nào có giỏ hàng vô, giỏ hàng mình săn giùm em. Con này hiện tại bán 89 ngàn đúng không? Có nhiều chị mua là được miễn ship luôn á mấy chị ơi. Vào giỏ hàng mình coi thử giùm em coi mình có được hỗ trợ cái ship hay không nha. Dạ đây, còn về cái phần ship hay không thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái tài khoản của mỗi chị nữa nha. Chứ em không có hỗ trợ ship cho mình nha. Thường ngày mấy chị bỏ ra mấy trăm ngàn thì em đồng ý mình thì nó ngán tiền. Hôm nay bỏ ra 89 ngàn săn được áo cho mình về mặc nha. Đây mấy chị ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Có gì đó rồi, 89 ngàn luôn mấy chị ơi. 89 ngàn luôn giùm em nha. Đây con này đẹp đã chơi. CD8 giùm em nha. CD8 89 ngàn luôn mấy chị ơi. CD8 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi chị nào mà đi vào xem live mình tương tác mà tim lên giùm em cả nhà ơi. Tương tác tim con này đẹp nha mấy chị ơi, con này có màu xanh nữa, màu xanh là CD1 giùm em nha. Xanh là CD1, còn màu em đang cầm là CD3 giùm em nha cả nhà ơi. CD3 nó sẽ là con màu phải coi giãn nhiều không em? Dạ chắc phải thun lưới thiệt nhưng mà nó coi giãn không có nhiều nha. Rồi cho chị ok chị đành có đơn giùm em nha. Ok chị yêu có đơn giùm em này. Dạ chị nào mình đã đặt, mình đã mua, mình đã săn rồi cứ comment lên cho biết, bên em sẽ cho bạn đi đơn và kèm sản phẩm chi ân cho mấy chị luôn nha. Một áo phân có, hai áo phân có, ba áo phân có, số lượng đặt càng nhiều cái sản phẩm kèm chân cho mấy chị là càng nhiều luôn cho mình nha. Rồi con này giùm em là CD3 cả nhà ơi. CD3 bông màu xanh đen giùm em nha. 40-85 độ về giùm em, con này là mặc đẹp nha cả nhà ơi. Đây có màu xanh nữa nè cả nhà ơi, màu xanh này xoay nè. Rồi chị nào đặt đơn cái này giùm em, không có em không để đơn, còn em đang mặc CD9 nè cả nhà ơi. Chị nào lấy CD9 đang cầm là con CD5 cho mấy chị nha. CD5
CD589.000 áo luôn cho ngày hôm nay luôn nha. Chắc phải thun lưới mềm mình coi dạng dễ mặc luôn cho em nha. Mặc đi lễ, đi chùa, đi đám tiệc, mặc ở nhà thì nó cũng rất là phù hợp luôn cho mấy chị á. Đang vào xem like mình tim tim, mình chấm chấm và mời luôn cho mình khách mới thì cho em muốn theo dõi luôn nha. Còn khách cũ đã biết cái sao và cái số của mình rồi, chị biết chắc phải như thế nào rồi cho em cùng học các bé con bé em nha. CD589.000 luôn dùm em đi bà chị ơi. Một CD3 chị luôn nhất Phật cái hàng chốt cho mình đi chị, đếm ghim lại cho chị nha. Đếm ghim lại cho cục vàng ơi. Rồi mấy chị ơi, mẫu này em có ghim lên hết rồi. Mấy chị ơi mình coi thử dùm em đi, mình ương con nào mình lấy con đó nha. Đây con này là CD8 dùm em nha. Màu hiện tại con cầm là con CD8 cho chị, sẽ là một màu xanh dương luôn cho mình nha. Màu đang mặc là con CD9 cho mình đó chị. CD9 thì nó nghiêng về con màu tôi luôn cho mấy chị nha. Còn hết sáng nha thì lấy con CD cầm, đang cầm luôn cho mình là con CD8 cho mình á. Rồi con này là CD8 á chị ơi. CD8 89.000 luôn dùm em nha. Dễ quá. Không chén da, đây, không chén nhãn luôn cho mình nha. CD15 á chị ơi. CD15 luôn dùm em nha. CD15 89.000 luôn chơi. CD15 89.000. Áo đang mặc 52 con. Áo đang mặc 52 con thì giá phòng với hàng chọn size số 2 luôn cho mình đi chị. Bên em đi 85 con luôn cho mình nha. Ôi con này đẹp nhớ chơi. Con này đẹp nha. Là xám bông nó vàng vàng nè mới chơi. Con này là bông cam cam vàng vàng rất là đẹp. CD7. CD7 mới chơi. CD7 89.000 luôn giùm em nha. CD7 89.000 con này có màu đỏ luôn mọi người ơi. Con này có màu đỏ đẹp lắm nha. Con màu đỏ là bông đỏ là con CD10 cho mình nha. À, nó nằm kế không là màu đang mặc luôn cho mình đó chị. Đây con này là CD 10 đặt hàng được chưa? 10 và con này con mấy? Con đó là CD 7. Rồi 7 và 10 giùm em nhé chị ơi. Con này giá trơn cho mấy chị là 89.000 luôn giùm em nha. Đặt đơn thì tranh thủ vài giỏ hàng giùm em nha cả nhà ơi. Đặt đơn thì mình tranh thủ vài giỏ hàng luôn giùm em. Cả bộ bao nhiêu ngoài? Dạ cái bộ là 174.000 nha. Áo là 89.000 cùng 85.000 luôn giúp em 75 con đó là 75 con là size số 5 nha. Chị Thu Hương là chọn size số 5 luôn cho mình là vừa là đẹp luôn cho mình đổi chị bên em 85 con nha. Chị Thu Hương chọn size 5 giùm em nha. Cục vàng của em ơi cho chị hai chiếc size 15. À, một chiếc thôi. Rồi chị lên cái này giùm em đi cục vàng ơi. Có cái này em mới lên đơn được cho mình nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em luôn là CD9 nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là CD9 luôn giùm em. Đây con này là CD10 nha cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là CD10. Mình đã đặt, mình đã xăng rồi, cứ comment lên cho biết nha. Mà đang cầm là con CD7 cho mấy chị nha. Sẽ là một con đèn sáng màu vàng cho mấy chị chơi, nha. Con 7 này đẹp nha. Cái bông cam 7 này mới chơi. Rồi con 15 là con màu vàng ở đây mặc ở phía sau mới chơi. Qua giờ mấy chị hỏi quá trời. Đó là con màu này ở phía sau là CD15 giùm em nha. CD15 luôn giúp em đi. Cái mẫu này là bên em sẵn có nhiều màu luôn cho mấy chị nha. Là nó gồm có 16 màu luôn, từ màu sáng cho đến màu tối, từ bông nhỏ cho đến bông lớn là đó. Chị nào mà đã mua đã săn được rồi comment cho em biết em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn. Rồi con này hiện tại chị có giá là 89.000 thôi và em đang mặc hiện tại là CD9 cả nhà ơi. À, áo đang mặc lấy cho chị một cái đi em, thì nhắc Phật có hàng lấy cho mình đi chị, đến ghim lại cho mấy chị nha. Mình cứ về thao tác Phật có hàng mình đơn em sẽ tranh thủ đưa đơn xuống nhất không mới thể cho chị nha. Đây con này luôn mấy chị ơi, CD15 dùm em nha. Em đang cầm hiện tại trên đê tay của em là CD15 cả nhà ơi. CD15 89.000 luôn nha cả nhà ơi. Đây đẹp nha. À, quần này chắc phải gì với em nha, quần này chắc phải sẽ là cái thun mềm mịn coi dạng thoải mái luôn cho mấy chị nha. Quần lễ bên em sẽ kèm một túi luôn cho mình và dạng túi này cũng sẽ là túi sau và túi động luôn cho mình rồi chị. Thử bỏ ra 89.000 lấy thử cho mình một áo nha. Mấy chị có nghĩa là 89.000 mua áo về mặc được không? Em nói cho mình là mặc được nha, mặc vừa và mặc đẹp luôn cho mình nha. 89.000 này đang được hỗ trợ chứ thực ra áo này là 169.000 một cái lận á. CD15 89.000 luôn giùm em nha. CD15 89.000 luôn cả nhà ơi. Cổ tim nút ngọc luôn giùm em nha. Cổ tim dạng này sẽ là dạng trồng đầu luôn cho mình nha. Phần nút phần nút em sẽ đóng là hoàn toàn hết là tiếp áo luôn cho mình đổi chị. Giặt máy người ta là vô tư cho mình nha. Đây cục dạng ơi CD2 đúng không chị, yêu đây CD2 giùm em nha. CD2 luôn cho mình nha. CD2 là một màu đang trồng luôn cho mình đó chị. À, cải set này mặc 174 em đúng rồi nha. Rồi cải set này mặc là 174 rồi. Một chiếc CD15, một chiếc CD9 lên này giùm em. Chưa có cái này em có đơn nha cùng những ơi, không cần phải đọc tên, vẫn có đơn bình thường. Đặt đơn nhớ cái này giùm em là ok nha. Đây con này luôn mới chơi CD2 giùm em luôn. Một áo được miễn ship không em, dạ chơi với ship không tùy thuộc vào cái tài khoản của mình nữa nha. Hôm nay đang được hỗ trợ ship cho mấy chị rất là nhiều nha. Cả về cái phần phí áo, cả về cái phần phí ship của mình cũng đang được hỗ trợ rất nhiều luôn cho mình đó chị. Quý hữu mình có được hỗ trợ hay không nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy con em đang mặc nữa thì mình tranh thủ vài dọn hàng nha cả nhà ơi. Con là CD2 giùm em nha. CD2 89.000 đã đặt. Cảm ơn chị luôn nha. 40 con là chọn size số 1 luôn nha. Chị mới đặt 2 con rồi nha. Em nhớ lấy đúng size cho chị. Cảm ơn chị luôn nha. Yên tâm chị đặt xong em sẽ giao cho mấy như vậy nha. Mấy chị đặt sao bên em đi đơn y chang như vậy luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em mã là CD7. CD7 giùm em nha cục vàng ơi. CD7 89.000 luôn mấy chị ơi. CD7 89.000. CD2.
CD2 mấy cục vàng ơi, CD2 em xin hỏi nha, CD2 giùm em luôn. CD2 cực kỳ sang xịn mịn luôn cho mấy chị nha. Hết màu tươi thì lấy con CD9 luôn giúp em nha. Hết màu kem màu ngọt và tôn da tôn nhắn cho mình thì lấy con CD2 đang cầm luôn giúp em nha. Nói chung là mỗi màu là mỗi có vẻ đẹp riêng luôn cho mấy chị á, từ màu sáng cho đến màu tối luôn cho giúp em nha. Nhất Phật có giá hàng mình tham khảo cho mình nha. Rồi con này đẹp nè mấy chị ơi, con này đẹp nha. Con CD6. Rồi CD6 luôn giùm em cả nhà ơi. Cao 1m67 mà nặng 63, con là chọn size 3 giùm em nghe chị đẹp ơi. Chị gì là Chuông Thị Quỳnh nè, chị Chuông Thị Hạnh ơi, chọn size 3 giùm em nha. Đây con này là CD6 mới trời đẹp quá hả? À. Rồi CD, cho em một con CD CD con 15. Hạ C á, CD 15 chị giọt lệ tình đi. Kìa. Ui chị giọt lệ tình kìa. Muốn giọt. À chị ơi chị vô giọt hàng mà. CD 15 là con này nè. Con CD 15 đẹp nha, là con mannequin là sao đang mặc luôn á chị. À khách quen chị giọt lệ tình là khách quen nè. Cục vàng ơi, đây CD 15 là con canh đang mặc phía sau nè mấy chị ơi. Là mấy chị hỏi quá trời qua nay luôn á. Đây chị vô giọt hàng đi cục vàng ơi. Chị giọt lệ tình chị biết đặt hàng đúng không? Chị vô giọt hàng chị đặt giùm em nha. Đây con này là CD 15 giùm em, qua giờ mấy chị hỏi quá trời luôn á cả nhà ơi. Hồi nãy giờ mấy chị chuẩn chốt chê con CD 15 này khá là nhiều luôn á cả nhà. Đây màu đẹp nha. Chị nào hôm qua mà muốn săn mẫu hôm qua thì hôm nay tranh thủ mình săn nha. Săn được cái giá hồi là một cái tiền cầm mail lên cho chị mình nha. Mình sẽ cho bạn đi đơn cho mình. Con này chị nhờ giỏ hàng đi cùng vàng ơi, để bạn ghim lại cho mình nha. Để bạn ghim lại cho mình để mình vô giỏ hàng mình dễ săn hơn nha. Cùng vàng của em ơi có 89 ngày thôi. Rồi hiện tại cái mẫu này có ghim lại cho mấy chị rồi nha. Cái nhắc khẩu của em săn thử luôn cho mình một con về mặt thử đi chị. Bỏ ra 89 ngàn thôi, giá đầy, giá cực kỳ chi ân luôn cho mình nha. Một cái áo chưa đầy tới 100 ngàn luôn cho mình đó chị. Quá đẹp luôn mấy cục vàng của em ơi. Rồi con này đẹp nữa nè mấy chị ơi, xê đây mấy. CD7. Ôi trời, CD7 giùm em mấy chơi. CD7 giùm em 89 ngàn luôn mấy chơi. CD7 89 ngàn, CD15 luôn giùm em nha. Chị nào mà đang vào xem like ưng được CD15 nữa vào giỏ hàng 17 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 40-85 độ về giùm em nha. CD15 chị giọt lệ tình ơi, chị đặt đơn chị nhắn vào giỏ hàng giùm em nha. Đặt đơn nhắp vào có giới hàng, tranh thủ lên đơn bên em sẽ tranh thủ đơn sớm nhất có thể cho mấy chị và kèm theo đó là kèm sản phẩm chân cho mấy chị luôn nha. Bỏ ra 89 ngàn sao cho mình một cái áo phề mặt luôn. Có màu đen không có chị ơi, con này em có được một con màu đen nhưng mà hiện tại là CD nó có sẵn 10... đen không à. Có màu đen nè. Em có xanh đen rồi chị ơi, con này là đen luôn em không có nha. Rồi CD16 chị ơi, em có 15 mà 16 là con gì ta? 16 là con này nè cục vàng ơi, size của chị không biết còn không nha. CD16 không biết còn không nha. CD16 là còn 1, 2, 3 nha. Nó còn được 1, 2, 3. CD16 giùm em là còn được 1, 2, 3. Con này nè mấy chơi, đây coi dọn chọn giùm em đi. Chị giật lệ tình đó, chị ưng con này chị vào vô hàng chị chốt con đỏ nha. Đây CD16 còn được 1, 2, 3, 4, 5 em hết luôn rồi nha mấy cục vàng ơi. Mua một lần tôi mới xếp hạng như vậy thì mua nhiều con một lần luôn luôn cho mình phiền mặt đó chị. Mặc đi lễ, đi chùa, đi đám, đi tiệc luôn cho mình luôn á. Mua càng con nhiều này nói chung là mặc ở nhà đồ hành ngày cũng được, phải thoáng mát thuộc về mình luôn nha. CD16 vào giỏ hàng đi cục vàng ơi. Đây CD16 này em đang cầm nha, nhắc vào giỏ hàng giùm em ha. CD16 là một con màu xám nâu lắm mấy chị ơi, con này nâu nâu hướng xám rất là đẹp luôn nha. Rồi CD16 luôn okay, nha. Dẫn cho mình rồi em muốn chặn cho. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng con CD16 là chị thấy cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình không? Nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên đây luôn giúp em. Cái mã để chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhìn qua mình nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bảng màu bảng size luôn nha. Rồi hiện tại CD16 của chị là nó sẽ nằm dòng cuối cùng và nó sẽ nằm kế luôn cái bảng size này thấy không? CD16 nè. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, mặc size nào thì nhắc vào size đó, nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, nó cứ hỏi mình cái gì thì mình điền cái đó luôn giúp em. Lướt xuống tiếp vào thanh toán khi nhận hàng mới chị nhắc vào chữ đặt hàng là mới chị sẽ có đơn nha. Nào lấy CD chỉnh em đang mặc nữa thì mình tranh thủ vài giỏ hàng nha cả nhà ơi. Trời ơi 89 ngàn luôn mới chơi. Đây con này đẹp nha mới chơi, CD15 nha. Em thấy mấy chị hỏi con CD15 này quá là nhiều luôn á cả nhà ơi. Đâu mình vài giỏ hàng giùm em nha. Con chị giọt lệ tình ơi, mình ưng con nào mình chế cho trên đó nha. Ưng con nào vài giỏ hàng chốt con đỏ giùm em đi chị giọt lệ tình ơi. CD15 CD15 luôn mới chơi. CD15 sẽ là một con màu mannequin đang mặc đằng sau luôn chứ mình nói gì. Trời ơi xinh quá cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em mã là CD6 giùm em nha cả nhà ơi. Đẹp quá trời luôn á. CD6 sang xinh mịn luôn giúp em luôn nha. Có 89 ngàn hồi mặc áo như vậy luôn á chị thì cực kỳ là xịn sò luôn cho mình luôn rồi nha. Vải bên em chị giặt máy giặt tay là vui tươi hồi máy cho mình mà không luôn bị chảy xe là bị xù lông gì luôn cho mấy chị nha. Khung lưới thì cho mấy chị ơi, nhưng mà rất mặc là đẹp cho mình nha. Em mặc con này là rất em cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là khỏe trong người luôn á cả nhà ơi. Vừa đẹp vừa dễ mặc, vừa xinh vừa sáng da cho mấy chị luôn nha. Da trắng da ngâm gì cũng đều có màu cho cả nhà của em luôn, tùy vào sở thích tùy vào gu của mọi chị nha. Nói chung mấy cục vàng của em ơi, mình hiện tại mình đi vào xem like mà mình cảm thấy mình ưng được con nào thì mình cứ vài giỏ hàng mình chọn con màu đỏ giùm em nha. 89 ngàn một con luôn giùm em.
comment chỉ nào hỏi em là quần ống rộng hay là quần ống nhỏ đẹp hơn thì khi mình lấy hai con nào nó cũng đẹp luôn cho mình nha. Mỗi con là một cái vẻ đẹp riêng luôn giúp em nha. Hết gọn gàng thì lấy quần ống nhỏ, còn hết thước tha mà đẹp á thì lấy quần ống rộng luôn giúp em nha. Và quần ống rộng thì nó dễ trang khuyết điểm hay là quần ống nhỏ luôn cho mình nha. Bắp chân to chân nhỏ thì là có thể trang khuyết điểm luôn cho mình á. Quần thì hiện tại bên em là sẽ có hai màu, quần trắng và quần đen nha. Mình cứ vô dọn hàng giùm em đi, mình xem cái bông nào mình ưng, mình xem họng rõ mình comment lên giùm em nha. Một áo xịn ship bao nhiêu? Em thấy hiện tại là đang được miễn ship nha cục vàng ơi. Còn nếu mà phí ship của mình cao quá thì thôi mình lấy luôn hai cái đi cho nó hỗ trợ ship nha cục vàng ơi. Một còn về phần ship hay không thì nó cũng phải tùy thuộc vào cái tài khoản của mình nữa nha, chứ em không có hỗ trợ ship cho mình nha. Như chị mình mua một áo là mình đã được miễn ship rồi á. Rồi mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Đang mặc hiện tại cho em nè cả nhà ơi, đang mặc hiện tại là CD chỉnh luôn giùm em nha cả nhà ơi, có 89.000 thôi, quá yêu luôn. Mình đã đặt, mình đã mua, mình đã săn rồi thì cứ comment luôn cho em biết nha, em sẽ cho bạn đi đơn và kèm sản phẩm chân cho mấy chị luôn nha. 165 lần á cả nhà ơi, con này em bán lẻ cho mấy chị là 165, nhưng mà duy nhất tại cái phiên live này em bán cho mấy chị 89.000 một áo, là chỉ có 89.000 thôi nha. Còn ship thì ví dụ như mấy chị nghĩ là một đơn hàng bây giờ mấy chị đi làm một viết ship là một đơn là cũng 20-30 cành rồi đúng không? Nhưng mà con này nói chung là mua dưới giá 100.000 này là nên mua nha. Tại vì hồi ngày em bán là 165.000 rồi đó cả nhà ơi. Hồi ngày đã đặt màu áo, cảm ơn chị Ngọc Thúy rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn chị Ngọc Thúy nha. Mình thử bỏ ra 89.000 sang thử một áo thì mặc đi chị, mua thử trước một áo bên em khoảng đi đơn luôn cho mấy chị nha. Mua bao nhiêu bên em khoảng đi đơn cho mình, cái đây, gì cũng phải có sự tương tự hết trơn mấy chị. Mua cũng được kèm sản phẩm là một đầu cộng tóc, mua hai áo là kèm cho mấy chị một cái kẹp, mua bốn áo em kèm cho mấy chị hai cây luôn giùm em nha. Đó mấy chị cứ nhân lên giùm em nha. Và em có kèm túi nè, kèm ví nè cả nhà ơi, rất là nhiều sản phẩm đi kèm cho cả nhà của em luôn. Nên chị nào hồi nãy giờ mình đi vào xem live mình đã lên đơn được thành công rồi, nhớ báo cho em biết nha cả nhà ơi. Biết đang kèm sản phẩm nha cho chị CD chứ không sao chưa. Và hiện tại nó mặc là con CD 9 cho mấy chị luôn nha. Tim tim mình tẩy phiêu cao cao luôn nữa cho mình đi chị. Đang vào xem live, chia sẻ phiên live cho bạn bè người thân của mình vào xem luôn nha. Và đang cầm hiện tại là con CD 4 cho mấy chị nha. CD 4 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay CD4 nha. Còn mấy 6-5-7 con là size số 3. Út Hằng là chọn size số 3 luôn giúp em, là mình sẽ mặc vừa mặc đẹp nha. Ừ, size số 2 à. Size 2 giùm em nha cục vàng ơi, 1m657 là chọn size 2 giùm em nha cục vàng ơi. Vào giỏ hàng chọn size 2 giùm em là mặc vừa nha. Rồi con này luôn mới chơi CD mấy. CD4. CD4 sẽ là một con màu tím luôn cho mấy chị nha. Trời ơi xinh quá cả nhà ơi, CD4 89.000 luôn giùm em nha. Con này không chê được luôn á cả nhà ơi, bông nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi chị nào mà đây và xem like săn được con này rồi comment lên cho em biết, em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn nha. 89.000 một con và em đang mặc hiện tại là CD9 luôn giùm em nha. Chị nào đó từng mua áo bên em rồi biết được cái chắc phải như thế nào rồi, mình có việc tranh thủ nhấp vào cái hàng mình chốt trước một con cho mình, chốt thử hai ba con cho mình về mặt đi chị. Để đặt hai áo, cảm ơn chị Út Hằng rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, cảm ơn chủ hàng nha cô bạn ơi. Đây hôm nay mấy chị ơi, chị nào mà tới đây bên nhà em còn được kèm sản phẩm nha. Mua 3 áo mấy chị ơi, mua 2 áo là được kèm một cái kẹp rồi đúng không? Mua 3 áo kèm cho mấy chị một cái bông như thế này luôn nha. 3 áo là được kèm bông nha cả nhà ơi. 4 áo là được kèm hai cây như thế này là một set luôn. Mua 2 áo là kèm được một set cho mấy chị. Chị mới đặt một áo rồi nha, em nhớ lấy chúng sao cho chị nha. Cảm ơn chị đã đặt được đơn luôn nha. 42 con và 42 con thì chọn size số 1 luôn giúp em nha. 16 mà chị 70 con thì chọn size số 4 cho mình luôn đi chị. Size 4 cho mình là vừa đẹp rồi nha. Bên nhà em không hỗ trợ kiểm tra hàng, nhưng khi mà nhận hàng về hàng có bất kỳ nào bị lỗi nào mà không vừa, nhắn vào shop cho bên em luôn, bên em để có bạn hỗ trợ cho mấy chị yêu các em luôn nha. Trời ơi mấy chị ơi, mua hàng bên em quá đã luôn mấy chị ơi, chắc phải là vải thun lửa giùm em nha. Em đang mặc chất của nó là thun lửa mấy chị ơi. Quần thì bên em là có hai màu, quần trắng và quần đen luôn giùm em nha. Dạ thun lưới đơn giản nhưng mà nó cực kỳ là dễ mặc luôn cho mấy chị nha. Độ tuổi nào mặc cũng có phù hợp luôn cho mấy chị. Và có thể lên một hai con là mình có thể mặc vô tư thoải mái luôn cho cái mẫu này, thì nó có độ co giãn luôn cho mình nha. Quần trắng, quần đen vẫn đủ hết luôn cho em, đồng giá 85.000 một cái nha. Quần ống nhỏ bên em còn có luôn cho mình là 69.000 á. CD4. Đây con này là CD4 mấy chị ơi, CD4 89.000 luôn giùm em nha. Màu đang mặc màu gem nhưng mà nó mặc là con CD9 cho mấy chị nha. CD9 là 89.000 thôi à. Và mẫu này nó gồm có 16 màu nha, từ bông nhỏ cho đến bông lớn. Từ CD1 cho đến con CD16 có tổng cộng là 16 màu cho cả nhà của em luôn. Rồi mình coi thử giùm em đi, mình ưng được con bông nào, mình thích con bông nào thì mình cứ vào giờ hay mình chốt cái bông đỏ giùm em nha. Vừa đẹp vừa rẻ, giá của nó cũng lại vừa mềm cho mình luôn. Rồi con này luôn mới chơi đẹp nha. Có nhắn bên không em? Dạ có nha, hàng bên em sẽ là nhắn hai bên trước và hai bên sau cho mấy chị nha. Mấy chị mặc nó bị rộng quá, mấy chị có thể tháo cái bên ra, mấy chị nhấn vô chút xíu vẫn được luôn giùm em nha. Tại vì bên em làm có tổng cộng là tới 4 bên lần cả nhà ơi. Nó này rất là dễ mặc cho mình luôn.
cả set em mặc bao nhiêu vậy em? Dạ cả set là 174.000 luôn cho mình đó chị. Đặt đã đặt áo, cảm ơn chị Ly rất là nhiều luôn nha. Trời ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được 3 áo luôn giùm em nha. Trời ơi, cảm ơn chị yêu các em luôn nha. Trời ơi, mấy chị ơi, tức sắc luôn. Rồi, 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 89.000 luôn giùm em nha. Áo đang mặc là màu gì em? Giá đang mặc con CD9 luôn cho mấy chị nha. Mình thử trước mở cho mình về mặt. Nên lấy 3 con, 4 con về mặt đi. Còn chị nào fit ship mà ok, ổn định thì mình lấy 1 con về mặt thử. Còn chị nào mà ok hơn nữa lấy 2 đến 3 con về mặt nha cả nhà ơi. Rồi 89.000 CD4 đúng không? Chị mới đặt 2 áo rồi nha. Em nhớ lấy đúng size cho chị nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. Đẹp quá à. Một con phí ship bao nhiêu ạ? Dạ chị ơi, phí ship không thì thuộc vào cái tài khoản của mình nữa nha. Hồi nãy giờ mấy chị toàn đặt được miễn ship không luôn á. Chứ nãy giờ em thấy có chị nào là phí ship cao luôn, mình đặt thử mình có được hỗ trợ ship hay không nha. Chị muốn mua quần cũng được mà chị muốn mua áo phản đồ luôn giúp em nha. Còn chị nào đã có quần tập tiệm ở nhà rồi, chị mua cái áo về lấy ra phối phản đồ luôn cho mình nha. Mua đồ bên shop mẹ rất ưng, đã mua nhiều lần, cảm ơn chị Lily nha. Ủa chị Lily ơi, vậy hả? Vậy rồi lần sau chị đặt đơn đi, ghi chú cho em kèm sản phẩm cho mình nha. Tại vì cái đơn của mình lên rồi á cục vàng ơi. Lần sau chị đặt đơn á, chị ấy ra bên em đi, bên em hỗ trợ kèm sản phẩm cho mình để mình mua chè kèm cho mẹ mình nha cục vàng của em ơi. Dạ tại vì đơn của mình lên rồi mình không có ghi chú được á. Đây con này đẹp chưa cả nhà ơi? Con này đẹp chưa mấy chị yêu em ơi? Đây con này đúng giùm em là CD4 cả nhà ơi. Mua về em mấy cái áo này về này chị mặc ở nhà làm nội trợ là lặt vặt hàng ngày thì nó cũng thoải mái luôn cho mấy chị lắm luôn á, vì nó có độ thoải mái luôn cho mình nè, có độ co giãn thoải mái xịn sò luôn giúp em nha. Mặc tráng vài tháng sau lấy ra có lên một hai con là cũng mặc vô tư thoải mái luôn cho mấy chị nha, vì nó có độ co giãn mình luôn cho mình á. 52 con mặc được không em? Vậy 52 con là chị chọn size số 2, 40 con là chị chọn size số 1 luôn cho mình nha. Chị đã săn được 5 áo rồi nha, em cảm ơn chị yêu luôn nha. Ôi xuất sắc luôn mấy chị ơi, các em hôm nay săn mấy cái một đồ không? CD7 xem lại đi em. CD7 đúng không cục vàng ơi? CD7 được không em? Đây con này là CD7 nè. CD7 đẹp nha. CD7 thì cực kỳ là xịn sò luôn cho mình nha. Đây CD7 giùm em nha cục vàng ơi. Đây CD7 giùm em 89.000 luôn cục vàng. Còn mấy 55 nặng 60 con này chọn size số 3 nha. Vì chị Nguyễn Thị Hồng nhắc vào cái hàng chọn size 3 cho mình là vừa là đẹp luôn rồi chị. À, lấy chị áo ra mặt đây mình nhắc vào cái hàng lấy cho mình đi chị là con CD9 nha. Mà ra mặt là con CD9 cho mấy chị đây, luôn á. Đây CD7 nè cục vàng ơi, đặt đơn lên này giùm em nha. CD7 mấy chị ơi. Còn em đang mặc hiện tại cho mấy chị yêu các em luôn đó sẽ là có con quần ống nhỏ không em nha. Có nha, quần ống nhỏ em là 69.000 đếm kim quần ống nhỏ lên cái máy một cho chị đặt hàng nha. Quần ống nhỏ em là 69.000, quần ống rộng em còn có luôn giúp em. Quần ống rộng dễ phân biệt là nó là 85.000, quần ống nhỏ là 69.000 thôi thì nó rất là dễ luôn cho mình á. Đây con này đẹp lắm chơi, CD7 giùm em nha. CD7 tám. Quần ống nhỏ là cái mã số 1 nha. Rồi mã H3 size 3 còn không ạ? Mã H3 hình như là size 3 nó còn. Cục vàng ơi đâu vô giỏ hàng mình coi thử đi. Em nhớ như nó còn 1-2 hay gì đó chị ơi. Đâu chị vô giỏ hàng mình coi thử giùm em coi còn không nha. Rồi 89.000 CD7 giùm em nha. Mã H3 là hiện tại nó còn có xe 1 không ạ? 1-2 cục vàng ơi, chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu cục vàng ơi, để em coi con nó vừa hay không nha. Còn có xe 1 không ạ? Ai vậy? Chị ăn kẹp tóc. Ok, chị Úc Hằng luôn nha. Ok, chị yêu nha, bên em nói chung là hôm nay có đặt lại. Chị đặt mấy bộ rồi cục vàng ơi, chị mua là phải đúng số lùi mới kèm được cho mình nha. Ví dụ như lâu lâu thì em chưa ăn cho mấy chị, nhưng mà mấy chị ơi, mình đặt đơn ví dụ như cái nào chị nào em nói kèm mất cả nhà ơi, mình gỡ ghi chủ vô giùm em để biết luôn em kèm cho mình nha. Rồi em mặc CD khác cho cả nhà coi nha. Dạ để mặc cái con màu khác thôi cho mấy chị xem nha, mấy con đã màu. Đặt 4 áo tri ân chị bông tai nhé. Dạ ok rồi. Chị Bích Thủy nha. Bích Huệ cảm ơn chị yêu các em nha. Dạ để mặc màu khác thôi cho mấy chị xem nha, có đặt là bên em sẽ có kèm sản phẩm chân cho mấy chị luôn nha. Thường ngày là mấy chị bỏ ra bao nhiêu bên em không còn biết, hôm nay bỏ ra 89.000 xăng cho mình một cái áo thì mặc luôn giúp em nha. Chị nào chưa có quần thì mua luôn giúp em cái quần luôn cho mình nha. 52 con mặc được không ạ? Vậy 52 con là cho chọn size số 2 luôn giúp em, CD7 một cái quần đen. Ok chị Trần Út có đơn nha. Đấy chị áo đang mặc đi em thì nhắc vào cái hàng lấy cho mình đi, chị mua thử trước một áo thì mặc đi chị. Chị nào đã là cũ rồi á, biết cái phải như thế nào rồi thì lấy chốt cho mình 20 con cho mình một lượt về mặt đi chị. Con này thì nó rất là đẹp luôn cho mấy chị nha. Ui đợi chị ông có giáo đỡ cho mình là 89.000 thôi nha, như để số like tự động chắc về mới như cũ. 169.000 một áo thì rất cũ luôn cho mấy chị nha. Một áo cảm thấy với ship cao quá, mua một lần tới với ship hại như vậy thì mua luôn cho mình 20 con một lần về mặt luôn đi chị. Chị lấy quần đen được không? Dạ được chứ, phối với quần trắng, quần đen là tùy phận hết của mỗi chị nha. Vì cái này lão lẽ không cần quần nó dễ mua luôn cho mình đó. Trời mấy chị ơi, CD mùi luôn giùm em cãi mấy chị ơi. Chị
mua được hai áo. Trời ơi, cảm ơn chị yêu của em luôn nha cậu Vàng ơi. Cảm ơn tình yêu của em đã mua được hai áo luôn giùm em nha. Ôi đẹp chưa mấy cục vàng của em ơi. Rồi chị nào đang vào xem live đã đặt đã mua đã săn được rồi, comment cho em biết nha mấy chị ơi. Rồi con này luôn mấy chị ơi. Con này luôn giùm em nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là CD1 nha cả nhà ơi. Rồi con này đẹp nè mấy chị ơi. Trời ơi quá trời bông đẹp luôn á cả nhà. Trời ơi 485 độ về giùm em nha cả nhà ơi. Rồi CD71 quần đen lớn này giùm em ơi chị Tròn Út ơi. Rồi chị nào đang vào xem live đã đặt đã mua đã săn được rồi, comment cho em biết nha. Em cũng trời. Thầy sao nó nhảy nhiều với thầy. Thầy con cáo này thầy không thể nổi luôn thầy. Có không? Chị đâu không? Đâu ghê thầy. Đây 89 ngàn luôn giùm em nha. 89 ngàn luôn mấy chị ơi. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha. Ủa ghê trời. Không ai nổi hết trơn. Có không? Đây con này luôn mấy chị ơi, con này đẹp nha. Trời ơi trời. Nhiêu? Con này gây thôi đó. Đã đúng luôn này. Ủa vậy là đúng rồi đó. Trời ơi, ai đặt ghê vậy thầy? Đây con này luôn mấy chị ơi, CD chỉnh luôn giùm em nha cục vàng ơi. Cái mặt em và cái bông. Cái em mặt. Trời ơi cái mặt em. Trời ơi em hết hồn cục vàng ơi. Cái mặt em tưởng đâu cái mặt em làm gì. Em mặt. Dạ cái em mặt và cái bông đỏ em cầm. Chị ơi cái em mặt là cái con này nè. Con này con C10 nha cục vàng ơi. Con này là con C9 luôn dùm em nha. Tự nhiên cái em mặt em mặt à, ghi cái em mặt là ghi cái mặt em. Trời ơi trời mày bị lé á. Cái lần thì là vậy đó hiểu không? Cái lần thì là vậy đó. Ôi chán trời Tròn Út ơi lên này giùm em nha cục vàng ơi. Trời ơi nó bị gì mấy chị ơi, nó bị cục viên gì mấy chị. Thay 89 ngày luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đẹp mấy chị, con này đẹp nha. 485 độ về giùm em làm mặt đẹp nha cả nhà ơi. Rồi chị nào đi vào xem like ưng con này nổ trong hộ bài võ hàng giùm em ha. Mà hiện tại đang mặc là con C10A là con CD10 cho mấy chị nha. CD10 luôn giúp em đồng giá 89 ngàn áo luôn cho ngày hôm rồi, nay nha. Rồi 89 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con độ về giùm em là mặc đẹp nha cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn CD10. Sao đặt hàng được ok chị yêu dạ, nha. Rồi để muốn dọn cho dạ. Mình nha cục vàng. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái của mình chị thấy không? Nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở đây luôn giúp em. Cái mã địa chữ đỡ đi ở đây hiện tại nó ghi chữ đặc sắc ở trên đầu luôn rồi nè. Nhìn qua mình nhắc vào cái chữ mua thôi là tự động nó sẽ hiện cái bản mã bản sao lên nha. Mà hiện tại đang mặc là con CD10 nha. CD10 của mình là nó sẽ nằm dòng số 3 này. CD1, 2, 3, 4 điểm con tới CD10 thì mình ngừng lại nha. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình. Mặc size nào nhấp vào size đó, nhấp vào chữ mua ngay luôn giúp em. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tiếp vào thanh toán khi nhận hàng. Mấy chị nhấp vào chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn nha. Rồi đang mặc hiện tại cho mấy chị yêu của em là CD10 cả nhà ơi. CD10 89 ngày luôn giùm em nha. Đây con này đẹp nữa nè cả nhà ơi. Con này con mấy em? Trời xinh nha. CD7 mấy chị ơi, CD7 giống em đang mặc, em có con CD10 nè mấy chị ơi, cái bông đỏ đỏ đúng không? CD7 là cái bông nó cam cam, cái nền nó màu xám nha cả nhà các em ơi. Sếp đang mặc là phải gì vậy? Phải thun lưới cho mình nha. Em đang mặc thun lưới mấy chị ơi, thun lưới co giãn mềm mịn cho mấy chị luôn. Thun lưới co giãn mềm mịn cho mình luôn nha cục vàng ơi. Sao đặt hàng được lớn này giùm em đi, không biết cái này giùm em cho nó lẹ cục vàng của em ơi. Mình mua trong giỏ hàng để mình nhận được tri ân thôi cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em cả nhà ơi. CD7 và CD10 luôn giùm em nha. Còn nãy em mặc là CD9 đó cả nhà ơi. Tại tính ra một áo mà chưa đầy tới 100 ngàn mà chần chờ gì mình không chốt đúng không? Đồng ý với mấy chị một áo 200-300 ngàn mình đắn đo suy nghĩ thiệt, mình đứng ngán thiệt đúng không? Hôm nay bỏ ra 89 ngàn, một áo chưa đầy tới 100 ngàn luôn á.
Đây, con này là CD9 luôn dùm em nha cả nhà ơi. Tri ân cho 89 ngàn để em ghim lên lại cho mấy chị nha. Rồi, 89 ngàn một con luôn dùm em. 40 cho đến 85 con đổ về dùm em nha. Mấy chị ơi, con này con màu xanh, trời ơi mấy chị ơi, xinh xuất sắc luôn. Dạ, với lại là 1 đến 2 màu thì còn khó chọn thiệt. Dạ. Nhưng mà cái này nó có gần 10 màu, gần 20 màu luôn. Chị em lấy mình không chọn được màu nào, nhiều đúng không? Lắm, trời, nhiều bông lắm. Em, con này mới về thêm được 16 bông cho từ bông nhỏ cho đến bông to. Đây, là bên em còn này có luôn cho mình á. CD2 dùm em nha. CD2 luôn mấy cục vàng ơi, CD2 luôn dùm em nha. Trời ơi, nãy con nói hài mà con quên thầy ơi. Không kén da, không kén dáng, đơn giản dễ mặc luôn giúp em nha. Mua về cho mình mặc, mua về cho mẹ mình mặc, mua về cho mình mặc vẫn được luôn. Hai mẹ con chụp chung một cái tấm hình bằng áo và ba thì nó cũng xứng đáng cái đồng xì mình bỏ ra nữa đó mấy chị. Thầy ơi, sao với con 14 nó bị trùng quá hả? Đây con này luôn mấy chị ơi, 89 ngàn luôn dùm em nha cả nhà ơi. 89 ngàn luôn dùm em nha. Vừa đẹp vừa rẻ, CD7 còn em đang mặc là CD10 nha mấy cục vàng ơi. Cổ tim, tay dài, nút ngọc luôn dùm em nha. Trời ơi, con này xứng đáng chưa mấy chị ơi. Đây con này đẹp nha. Con này một cửa thôi là đẹp luôn cho mình đó chị. Và mặc cực kỳ đồ thị mỹ nó tha luôn cho mấy chị luôn nha. 52 con chọn size số 2, 40 con là mấy chị chọn size số 1 luôn giúp em nha. Trước tiên muốn mua thì mình cứ phiền lên đúng chiều cao và sẽ kèm luôn cái con nặng của mình luôn nha. Đã đặt, đã săn, đã mua rồi cứ comment lên cho em biết nha. Đặt càng nhiều cái số lượng kèm sản phẩm chi ân cho mấy chị càng nhiều luôn nha. Mua về cho mình mặc vẫn được luôn cho mình đó chị. Mấy mẫu này là nó không có kén da và nó không có kén đồ. Rồi con này đẹp quá mấy chị ơi, 89 ngàn luôn dùm em nha cả nhà ơi. Đây con này xinh nè cả nhà ơi. Rồi mình đi vào xem like tương tác dùm em nha. CD5 cả nhà ơi, CD5 89 ngàn. Chị nào mà ưng con này là mình tranh thủ vài giỏ hàng mình săn luôn dùm em nha. Có 89 ngàn thôi cả nhà ơi, 89 ngàn một con luôn dùm em nha. Rồi chế nào mà đi vào xem like đã đặt, đã mua, đã săn được rồi comment cho em biết nha. Trời ơi mấy chị ơi, đây đẹp nữa rồi cả nhà ơi. CD9 áo đang mặc 52 con, CD5 áo đây mặc 59 con, 59 con là chọn size số 3 luôn cho mình nha. 1m6 và 69 con là mình chọn size số 4 luôn cho mình đó chị. Đây CD5 mấy chị ơi, CD5 89 ngàn luôn dùm em nha. CD5 89 ngàn luôn cả nhà ơi. À, mẹ chị 65 tuổi mặc được không em, vô tư cho mấy cái mẫu này luôn nha. 65 tuổi càng cứng tuổi càng nên mặc bài ba, mua bài ba về mình mặc nha. Ba mặc phúc hậu lắm. CD2 giá bao nhiêu vậy ạ? 89 ngàn thôi cục vàng ơi. Chị nào đặt đơn lớn này dùm em, không có cái này em không để đơn đâu nha cả nhà ơi. Rồi chị nào có giỏ hàng vô giỏ hàng dùm em CD2 dùm em cãi mới chơi. CD2 89 ngàn luôn dùm em nha. Trời ơi đẹp quá à. Áo đang cầm lấy cho chị một cái thì nhấp vào cái hàng lấy cho mình đi chị, đếm ghim lại cho mấy chị nha. Em có dream rồi á cục vàng ơi, có 89 ngàn con từ CD1 cho đến CD16 luôn dùm em nha. Size 1, 2, 3, 4, 5 cho cả nhà, có tổng cộng là 5 size cho mình nha. Đây CD2 dùm có em. Có đồ lam đi chùa không? Dạ có nha, từ đồ bộ nè, đồ lam đi chùa nè, cách tân em rất là nhiều mẫu luôn cho mấy chị luôn nha. Tham khảo vào cái mẫu và mình chốt luôn giúp em tư vấn cho mình size 3 là tất cả các mặt hàng ở trong cái giỏ hàng đều mặc size 3 luôn giúp em nha. Rồi con này mấy chị ơi, CD9 luôn dùm em nha. CD9 cái bông nãy mặc đẹp mấy chơi, CD9 này bông đẹp nè. CD9 89 ngàn luôn dùm em nha. Rồi con này luôn mấy chơi, con này đẹp nha. Nhiều chị khách cũ thì mình có biết cái chất phẩm của mình rồi, mình khỏi cần phải tư vấn sai một lần nữa. Cứ nhắc vào cái nhà hàng mình chốt và bên em sẽ đi đơn kèm sản phẩm cho mấy chị như thế nha. Nha. Trời ơi, con này màu tím bông nó đúng này. Con màu tím là con CD. Rồi ok chị Tú Như có đơn luôn, chị lấy con nào cục vàng ơi, comment cái mã giùm em nha. Trời ơi xinh quá cả nhà ơi. CD4. Rồi CD4 mấy chị ơi, CD4 89 ngàn luôn giùm em nha. CD4 cả nhà ơi, CD4 89 ngàn luôn giùm em nha. CD4 luôn giúp em nha. CD4 89 ngàn là một con màu tím cà cực kỳ là xịn sò luôn cho mình nha. CD4 thì nó nghiêng về con màu ngọt luôn cho mấy chị á. Màu hiện tại đang cầm là con CD6. Đây CD6 luôn mấy chị ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Coi dạng thoải mái luôn mấy chị ơi. Vô giờ hàng mình coi thử giùm em, ưng con nào chốt con đó. Còn chị nào mà không biết không rõ comment lên em ơi, chị là không được em ơi, chị không biết hay gì đó bên em hỗ trợ cho mình luôn nha. Sao trong chỗ hàng đậm với em thôi. Đúng rồi chị ơi, trong chỗ hàng nó sẽ hơi đậm hơn ngoài một tí xíu nha. Rồi con nhưng mà này luôn mấy chị ơi, CD6 giùm em nha. CD6 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi con này là CD9, con này nãy mặc đầu ra cho mấy chị rồi nha. Chị nào mà ưng con CD9 là lên đẳng luôn. Con màu tím rất cục vàng ơi. CD9 thì nó nghiêng phải con bông tươi luôn cho mấy chị á. Trời ơi xinh quá. Con màu tím này đẹp nè. CD12. CD12 sẽ là một con bông tím luôn cho mấy chị nha. CD12 89 ngàn luôn giúp em nha. À, lấy chị áo đang mặc rồi nha. Em cảm ơn Chiêu đã đạt được đơn luôn nha. Hôm nay em cần sản phẩm nhân cho mấy chị nha. Đây con này luôn mấy chị ơi, CD luôn giùm em nha cả nhà ơi. Màu hiện tại đây mặc là con CD10 luôn cho mấy chị nha. CD10 giá 89 ngàn luôn cho ngày hôm nay luôn ạ. Rồi mấy chị ơi, CD12 luôn giùm em nha cả nhà ơi. CD12 89 ngàn luôn giùm em nha. CD12 coi đây.
kêu nó mình hỏi lại. Không nghe tao mới hỏi lại chứ nghe hỏi lại cái gì. Đây con này chọn giùm em mã là CD cây cả nhà ơi. CD 289 ngàn luôn giùm em nha. Ôi con này đẹp nha cả nhà ơi, con này đẹp nha. Rồi chế nào mà đây vào xem like ưng em đang mặc nữa thì tranh thủ giùm em nha. Rồi chị đặt ba áo rồi mà không biết được không, CD 490 trời ơi. Cảm ơn chị Hồng Yến. Chị ơi, chị Hồng Yến ơi, chị đặt đơn mà nó để là đơn hàng đã rủi là đã có đơn nha cục vàng ơi. Chị đặt đơn hàng đã gửi cho nó để là đơn hàng báo đơn hàng đã rủi là mình đã có đơn luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi là đơn hàng của bạn đang gửi là mấy chị sẽ có đơn nha, chứ em không kiểm tra đơn hàng của mình được nha, vì đơn bên em là nó nhảy liên tục luôn á. Ôi 490 toàn là màu đẹp không mà cục vàng ơi. 490 toàn là màu đẹp không luôn á. Rồi con này chị ơn cho cả nhà của em luôn nha. 89.000 một con luôn giùm em. 40 cho đến 85 con độ về nha cả nhà ơi. Rồi mình đi vào xem like mình tương tác mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Tương tác tim tim lên giùm em nha. Có 89.000 một con thôi. Và đang mặc hiện tại là CD 10 nha cả nhà ơi. Đây CD 1 luôn giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Con này thề luôn, nhận hàng về là xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn á cả nhà ơi. Đây đang mặc hiện tại cho em là CD 10 nha cả nhà ơi. Được kiểm tra hàng không em dạ chưa? Hiện tại ở trên đây nó không cho mình hỗ trợ kiểm tra hàng nữa nha, nên mình cứ tiền nhận hàng luôn giúp em nha. Hàng lỗi mà không vừa bên em còn hỗ trợ đổi size cho mấy chị trong vòng 3 ngày. Một là nhấn vào shop, hai lên trên live kiểm em nha cục vàng của em ơi. Bên em vẫn hỗ trợ đổi cho cả nhà của em luôn nha. Rồi, lên lại cho chị chọn chứ ơi, em có lên lại từ từ rồi này cục vàng của em ơi. Đây con này là CD 12 giùm em, còn em đang mặc là CD 10 nha. Con này có tổng cộng là tới 16 bông rồi mấy chơi. Nó có tổng cộng là 16 bông cho mấy chị luôn nha. CD 9 luôn giúp em nha. CD 9 thì nó nghiêng phải có một cái con mà bông tươi cực kỳ lịch xịn sò luôn cho mấy chị á. 40 con sẽ đi từ 85 con bắt đầu luôn giúp em, là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Lỡ có trường hợp không vừa bên em phản hộ trợ đổi sao cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Hàng sẽ hàng có sao có số nhưng mà vẫn có nhân ben, vẫn là có đây, con này đẹp lắm chơi. Giống CD7. Em đang mặc là CD 7 giống em đang mặc này, em đang mặc là CD 10 7 với 10 giống nhau, nó chỉ khác màu thôi mấy cục vàng ơi. Đây CD 7 giùm em nha. Phối dưới quần trắng được em vô tư luôn cho mấy chị nha. Nói chung là phối dưới quần trắng cũng được mà mấy chị phối dưới quần đen vẫn được luôn cho mấy chị á. CD 2 nha. Rồi con này chọn giùm em mã là CD 2 89 ngàn luôn nha mấy chị ơi. CD 2 89 ngàn luôn giùm em. Con này luôn giùm em là chọn giùm em mã là CD 6. CD 6 89 ngàn. Và mấy cái mẫu và bài này chị mua về cho mình mặc nè, mua về cho bà mình mặc, mua về cho mình mặc vẫn được luôn giúp em nha. CD 15 đẹp nha. Qua giờ chị nào hỏi em con CD 15 nè mấy chị ơi. CD 15 này bông đẹp nè cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha. Ưng con nào chọn con đỏ giùm em nha. CD 10 em đang mặc nè mấy chơi, nền xám mà bông đỏ rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. Không cán da, không cán dáng luôn cho cái mẫu này nha. À lấy cho chị một bộ, cho lấy cho chị một bộ thì chị phải nhắc vào cái dấu hàng mà lấy nha. Và cái này là áo lẻ không kèm quần nha. Áo là 95, áo là 89.000, quần là 85.000 luôn giúp em nha. Cả set là 174.000 nha. Là mình bước thêm vào dấu hàng hoặc là sẽ đặt hai đơn đi chị, là tự động nó sẽ gặp đơn vô luôn cho mấy chị nha. Đây con này luôn mấy chơi, CD 10 giùm em nha cả nhà ơi. Trời đẹp quá hả. CD 10 này ok nha nhỏ ơi. CD 10 giùm em giá 89.000 luôn mấy chơi. 89.000 một con luôn giùm em nha. Chắc phải co giãn không em dạ, chắc phải thun lưới là đương nhiên là nó sẽ có độ co giãn thoải mái luôn cho mấy chị nha, nhưng mà nó co giãn không có nhiều nha. Dạ con này co giãn ở mức độ vừa phải cho mấy chị thôi. Rồi con này hiện tại đang phải và đang trơn có 89.000 một con thôi, là mấy chị tranh thủ mấy chị lên đơn nha cả nhà ơi. Đây con này đẹp nha. Quần có kèm túi không phải em? Dạ có chứ, quần lễ bên em là sẽ kèm một túi luôn cho mấy chị nha. Dạng túi này cũng sẽ là túi sau và túi động luôn giúp em nha. Lấy cho chị áo đang cầm nha, lấy chị áo đang cầm là con CD 6 cho mình nha. CD 6 89 ngàn. CD 6 còn em đang mặc là CD 10 cả nhớ ơi, CD 10 luôn giùm em nha. Chị mới đặt thử một con rồi nha em, nhớ lấy túi sau cho chị, đẹp làm sao chị muốn thêm. Ok chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn cảm nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. Cục vàng của em ơi có 89 ngàn mà chơi quá là rẻ cho mấy chị luôn á. Mình kể mình vô giỏ hàng mình săn để mình săn được đầu like nha cả nhà ơi. Mình săn được đầu like là mình sẽ được cái giá mời giá rẻ cả nhà. Quần đen bao nhiêu một cái em, lấy cho chị một cái quần đen và một cái áo đang mặc. Dạ một cái quần đen là 85.000 một cái chị. Quần đen hiện tại đang ghi mà cái mã số 1 luôn cho mấy chị nha. Mua về thử trước một áo coi mặc như thế nào, thấy đẹp thấy rẻ quay lại mua nữa chứ không cần phải mua nhiều nha. Vì một lần phải là mình phải mua có sự tương tự mình phải mua nhiều đúng không? Và trên nào là cách cũ rồi mình biết cái cách phải của mình như thế nào rồi á, thì mình cứ nhắc vào cái hàng và mình chốt thôi nha. CD9 quá à. CD9 mấy chị ơi.
CD 98 9 ngàn luôn mấy chơi. CD 9 còn em đang mặc là CD 12 con siêu phẩm bên nhà em luôn nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mà đi vào xem like ung con này nữa có bà bơi trơn không em nha. Dạ có luôn nha, bên em nhiều mẫu lắm chị, trơn thì lên nha. Lên này giùm em đi cục vàng ơi. Rồi mấy chị ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Mẫu đang like có ghim lên giỏ hàng hết rồi đó cả nhà ơi. Chị nào mà đặt đơn nhắc vào giỏ hàng giùm em nha. Có 89 ngàn con nó mới chơi, đẹp rẻ chất lượng cho cả nhà luôn nha. Rồi hiện tại mình chim lên cho mấy chị rồi á. Riêng cho mấy chị rồi là tất cả các mặt hàng ở trong em tư vấn cho mình xe nào là chị mặc xe đó luôn giúp em nha. Quần đen ống rộng bao nhiêu phải không? Dạ quần đen ống rộng tác tầm khoảng 30 luôn cho mấy chị nha. Tức em khi mấy chị á muốn chạy khuyết điểm nhất thì lấy con quần ống rộng luôn giúp em nha. Quần ống rộng thì nó dễ chạy khuyết điểm cho mấy đây, chị luôn á. Ống rộng ống nhỏ gì mấy chị phối cũng đều đẹp luôn giùm em nha. Đây con này là CD 15 mấy chị ơi. CD 15 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 40-85 độ về cổ tim nút ngọc luôn giùm em nha. Con này là cổ tim nút ngọc luôn mấy chị ơi. Coi dạng thoải mái mềm mịn cho mình luôn. Rồi chị nào đây vào xem like đặt đơn tranh thủ vài giỏ hàng nha cả nhà ơi. Mình đặt đơn mình tranh thủ vài giỏ hàng luôn giùm em nha. Đặt đơn thao tác vào cái giao hàng, chọn màu, chọn size, điền thông tin giao hàng của mình. Mình lên đơn là bên em sẽ tranh thủ đưa đơn sớm nhất có thể cho mấy chị luôn nha. Mà nếu chị nào á, nếu chị nào đặt hàng ngày đặt hàng vào trưa nay á, chiều nay là em sẽ có đơn cho mấy chị nha. Tầm khoảng ngày mai hoặc là mốt là mấy chị sẽ có đơn, gần em là tầm khoảng ngày mai là mình sẽ có đơn. Trời ơi, trưa nay đặt đơn là chiều nay em đi đơn cho cả nhà của em luôn nha. Rồi giá con này chỉ có 89 ngàn thôi mấy chị ơi. Đây con này đẹp nè cả nhà ơi, coi dạng thoải mái luôn giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em mã là TKCD15. CD 15 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Có 89 ngàn thôi, trần trò gì nữa mà mình không mua cả nhà ơi. Trần trò gì nữa mà mình không thao tác vào giỏ hàng, mình lên đơn cả nhà. CD 9 trồng đầu hay là nút ngọc hay là gài nút của em, vậy trang này sẽ ra dạng trồng đầu nha. Phần nút của em sẽ đóng là hoàn toàn hết là trực tiếp báo luôn cho mình rồi nha. Vòng đầu thì nó sẽ dễ mặc hơn cho mấy chị á. Rồi 89 ngàn luôn mấy chị ơi. CD1 nè cả nhà ơi. Đây có rất là nhiều bông đẹp cho cả nhà các em luôn nha. Rồi chị nào mà đi vào xem like đặt đơn thì tranh thủ giùm em nha. Đẹp quá. Lấy cho chị một cái màu bông tối thì nhắc vào cái hàng lấy cho mình đi chị, bên em nhiều bông tối lắm luôn cho mấy chị nha. Tham khảo vào chỗ hàng là mình chốt nha, bên em nhiều mẫu lắm. Có đầu lam đi chùa không ạ? Có nha, đầu lam cái tân ống rộng được đó, bên em còn đầy đủ hết luôn cho mấy chị. Chắc phải hẹn mọi con này đẹp nhớ chơi. Rồi con này chọn giùm em mã là CD 15 cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em mã là CD 15. Chị mới đặt hai con rồi nha, em cảm ơn siêu đã đặt được đơn luôn nha. Ê chị, một con đang mặc 40 con và 40 con thì nhắc phải hẹn chọn size số 1 luôn cho mình đi chị. Shop lấy hình mẫu có gì ạ? Shop lấy thêm mẫu áo có mẫu đang mặc lên này giùm em đi. CD 9 hộp vàng ơi, em đang mặc là CD 10, em đang mặc là CD 10 kèm cái này giùm em là có đơn, không lấy thêm không bớt được cho mấy chị ơi. Mấy chị muốn lấy cái gì mấy chị lên cái mã rồi kèm cái này lên giùm em là sẽ có bạn hỗ trợ cho mấy chị đi đơn luôn nha cả nhà ơi. Rồi 89 ngày luôn giùm em nha cả nhà ơi. Đang vào xem like mình tim mình chấm mình tương tác nhiều nhiều luôn giúp em nha. Khách mới thì chia sẻ tương like cho bạn bè người thân của mình vào xem chung luôn nha, còn khách cũ thì nhắc vào cái chuyến hàng mình chốt luôn cho mình đi chị. Hay sao trong giỏ hàng không có chiều cao phải em nha? Đúng rồi chị, quan trọng là hai tụi em tư vấn sao cho mấy chị nha, vì ở trong cái giỏ hàng là có con nặng không mà nó không có cái chiều cao á, quan trọng là cái chiều cao và cái nặng của mỗi chị á. 40 con là chọn size 1 luôn cho mình nha. 40 con cứ tranh thủ nhất vào cái giới hạn chọn size số 1 luôn giúp em. 52 con là chỉ chọn size số 2 luôn giúp em nha. Tư vấn size cho mấy chị rồi là chỉ có vừa và có đẹp thôi nha. Mà lỡ có trường hợp không vừa bên em còn hỗ trợ đối size cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn ạ. Nút ngọc dạng này sẽ dạng cổ tim luôn giúp em nha. Lấy cho chị một áo và lấy cho chị một áo là chị phải nhắc vào cái dấu hàng lấy chứ mình cầm em không không và hôm nay làm đi đơn được cho mấy chị luôn nha. Bao nhiêu cái vừa, bao nhiêu ký vừa với em dạy từ 40 con cho đến 85 con luôn giúp em nha. Sao nó không hiện lên như em nói. Dạ chơi chị nhắc vào cái dấu hàng đi chị là tự động nó ghi hiện là đơn hàng đã gửi thành công là chị sẽ có đơn nha. Hoặc là chị nhắc vào chứ đơn hàng của tôi và mình xem của mình nha chứ em không có kiểm tra đơn hàng của mình được á. Em sợ là chị không biết là chút chị nhấn ra là chút hạnh một chục áo luôn á. Dạng này sẽ là dạng trồng đầu nút ngọc luôn giúp em nha. Phần nút em sẽ đóng là hoàn toàn hết là trực tiếp áo luôn cho mình rồi nha. Chị thấy không? Cả về cái phần nút và cả về cái phần tà áo bên em vẫn có sẽ tà luôn cho mấy chị nha. Dễ mặc, dễ mua luôn giúp em nha. Đồng giá có bao nhiêu? 89 ngàn một áo luôn giúp em. Thường ngày mấy chị phải bỏ ra là 169 ngàn là mình chỉ được có một áo thôi nha. Hôm nay bỏ ra 89 ngàn săn cho mình một áo phần mặt nha. Hôm nay có đặt là bên em sẽ có kèm sản phẩm chân cho mấy chị luôn. Một áo phần có, hai áo phần có. Có đặt là bên em sẽ có kèm sản phẩm cho mình luôn nha. Và ba nó chị thì nó dễ phỏ cái phần này này chứ không? Là nó sẽ dễ hỏi cái phần này bên em sẽ đóng là hoàn toàn hết là trực tiếp báo luôn cho mấy chị rồi nha.
quay tới quay luôn là không lo xài bị hỏi luôn cho mình á. Mấy cái mẫu này là chị và ba mặc mua về á, đi lễ nè, đi chùa, đi đám, đi tiệc thì rất là phù hợp luôn cho mấy chị nha. Mà trước tiên mà chị nào muốn mặc vừa và mặc đẹp mà mấy cái mẫu này bên em á, thì mình có việc lên đúng chiều cao và chị kèm luôn con nặng giúp em, lên chiều cao và kèm luôn cái con nặng luôn của mình nha, là mình sẽ mặc vừa và mặc đẹp thôi nha. Mình lỡ có trường hợp không vừa, bên em vẫn hỗ trợ đổi size cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn. Thun gì phải em dạy thun lưới cho mấy chị nha. Em like em nói thun lưới là mấy chị sẽ nhận chắc phải sao phải thun lưới nha. Em nói phải nó có độ co giãn là nó sẽ độ có độ co giãn luôn cho mấy chị nha. Chứ ngoài ra là bên em không có các loại phải khác nha, chỉ có một loại là phải thun thôi nha. Chị mới đặt một con đang mặc rồi nha, em nhớ lấy đúng sao chị. Cảm ơn chiêu đã đặt được đơn nha, mình yên tâm luôn chị, mình đặt sao em nói sao là mình sẽ nhận được đặt hàng y thực vậy luôn nha. Đặt hàng sao làm mình giao, bên em sẽ giao cho mình y thực vậy luôn á. Mà cứ việc yên tâm nha. Áo này chắc phải gì ạ? Áo này chắc phải thun lưới cho mấy chị nha. Thun lưới đơn giản dễ mặc luôn giúp em nha. Mua về cho mình mặc, mua về cho bà mình mặc, mua về cho mẹ mình mặc thì nó cũng rất là phù hợp luôn giúp em nha. Vì bà bay thì nó không có kén cái độ tuổi cho mình đâu chị. Dáng mà chị nào cao thì mặc vào thì cực kỳ thước tha luôn cho mấy chị nha. Còn dáng chị nào mà hấp tháp á mặc thì cực kỳ là phúc hậu luôn giúp em nha. Ở chung hãng bán hàng em sẽ là hàng bán lâu dài luôn cho mấy chị. Và cái chắc phải kiếm như thế này nè, chắc phải thun lưới á mà ship em đã lên tới công ty phải kiếm chắc phải về mới có cho mấy chị á, chứ ngoài ra là à, ngoài chợ là không có đâu chị. Đang vào xem live tim tim mình chấm chấm và màn hình luôn cho mình giúp em nha. Còn nếu mà chị nào nhà có em nhỏ rồi đó thì nhỏ nó đặt giùm vẫn được luôn giúp em nha. Rồi 89.000 luôn mấy chơi CD mùi giùm em nha. Vải thun lưới co giãn miệng mình cho mình luôn. Con này là vải thun lưới co giãn cho em luôn nha cả nhà ơi. Mình mua về mình mặc cho mình làm quà đâu cũng được nha cả nhà. Chị 40 con mặc được không em? Dạ 40 con là chị chọn size số 1 nha. Còn chị 39 con thì nó hơi rộng hơn một tí xíu, chị mình chưa khó bớt nha. Vì bên em là có hai bên trước và hai bên sau cho mình. Cả nhà ơi, đây. Con em đang mặc hiện tại cho cả nhà yêu của em luôn nha. Màu CD mùi cả nhà ơi. CD mùi 89.000 luôn giùm em nha. CD mùi 89.000 đem rồi bỏ mình cũng không ngó tới luôn. Đây mấy chơi con này luôn giùm em là CD chỉnh cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là CD chỉnh nha cả nhà. CD chỉnh 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 con đổ về. Con này là ok la cho em luôn nha. Đây tan rồi chị không? Nút là nút ngọc đóng hoàn toàn trực tiếp luôn. CD mùi em đang mặc là đã đẹp rồi đúng không? Đây con này CD chỉnh luôn giùm em, bông này đẹp nè cả nhà ơi. Con bông này đẹp sang nè cả nhà. Đã đặt, đã mua, đã xong rồi thì mình cứ comment lên cho em biết nha, em sẽ kèm sản phẩm cho em. Rồi, trưa nay đặt đơn là chiều nay em đóng đơn đi và có thể là ngày mai là mấy chị đã nhận được đơn luôn giùm em nha cả nhà ơi. Bên em đang cố gắng đi đơn rất là sớm cho cả nhà luôn nha mấy chị, tranh thủ nha cả nhà ơi. Trời ơi xinh lắm mấy chị, đây em đang mặc là CD mùi giùm em nha. CD mùi đúng mấy chơi, đây con này là CD chính luôn giùm em nha, em qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Và em cũng chuẩn bị qua mẫu luôn cho mấy chị nha. Rồi chị nào đang vào xem live mình tương tác mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Tim tim lên giùm em cái cả nhà ơi. Em chỉ bị qua mẫu luôn cho mấy chị nha. Hôm nay hứa hẹn sẽ mấy chị phải lên nhiều mẫu cực kỳ đẹp luôn cho mình luôn nha. Đồ xin giá hòa là chỉ có tại phiên live ngày hôm nay thôi nha. Nên chị nào chưa đặt được nữa cứ tranh thủ nhắc vào cái dấu hiệu đặt luôn cho ngày hôm nay. Áo đang mặc màu gì em? Dạ áo đang mặc hồi nãy là con màu đang màu mùi cho chị nha. Màu CD 10 là con CD 10 là mã đăng ghim luôn cho mấy chị, cứ nhắc vào cái hẹn tham khảo và mình chốt luôn giúp em nha. 40 con từ 40 con trở lên và từ 80 con quay đầu là mấy chị sẽ mặc phượt và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Lấy cho chị một áo đang cầm đi em thì nhắc vào cái hẹn lấy cho mình đi chị. Trời ơi, chế nào mà đây vào xem live tim ti vào màn hình em qua tiếp nha cả nhà ơi. Em qua mẫu tiếp cho cả nhà của em luôn nha. Trời ơi mấy chị ơi, nay là lên siêu phẩm rất là nhiều luôn nha cả nhà của em ơi. Nên chị nào mà hôm nay bỏ lỡ cái like này là bỏ lỡ đồ đẹp luôn giùm em nha. Trời ơi, con này em lên cho mấy chị cái giá đúng mềm luôn mấy chị ơi. Có 89.000 một con thôi nha cả nhà. Rồi em qua tiếp cho mấy chị, nó sẽ là một con y chang như vậy luôn nhưng mà nó là con màu khác nha cả nhà ơi. Và em đang mặc hiện tại cho cả nhà của em luôn là con màu 47 nha mấy chị yêu ơi. Màu 47 luôn giùm em nha. Màu 47 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại là màu 47 giùm em nha. Đẹp lắm mấy chị, 40 cho đến 85 con đổ về nha. Rồi đang mặc là con màu 47 giùm em trong giỏ hàng nha. Màu 47 89.000 luôn mấy chị yêu ơi. Đây con
con này luôn giùm em là màu 49, còn em đang mặc hiện tại là 47 màu cam luôn giùm em nha. Con này mặc là trắng da, tôn da cực kỳ cho mình luôn. 40 cho đến 85 con độ về giùm em nha. Đây con này luôn mới chơi màu 49, còn em đang mặc hiện tại là màu 48 nha. Rồi màu 47 luôn giùm em nha cả nhà ơi. 47 89 ngàn con này luôn giùm em, nó sẽ là con màu 49 nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là màu 49. Mã này sẽ là mã màu luôn cho mình nha. Màu hiện tại mặt là màu 47 luôn cho mấy chị nha. Màu 47 đồng giá là 89 ngàn luôn cho em nha. Con này cực kỳ là ngọt luôn cho em nha. Và cũng rất dễ thương. 40 cho đến 85 con độ về con này cho mấy chị săn 89 ngàn, và em đang mặc hiện tại là màu 47 nha. Đây con này luôn giùm em một cái cả nhà ơi, màu 28 trong giỏ hàng nha. Con này là màu 28 cả nhà ơi, màu 28 89 ngàn luôn giùm em nha. Đẹp rẻ chất lượng cho cả nhà luôn nha. Trời ơi con này sang lắm mấy chị ơi. Cái chất thảm nha, nó không hề bị nhăn luôn cho mấy chị nha. Mua về giặt là mặc liền luôn cho mấy chị chứ không không nhăn nha cả nhà ơi. Thun lưới thì sao nhăn được, mấy chị ơi, mặc ở nhà rồi hàng ngày thoáng mát cực kỳ dễ chịu cho em luôn nha. Dạ lấy hai cái CD ok cục vàng nha, chị vào chọn có đơn luôn giùm em nha. Đây con này chọn giùm em mấy chị ơi, con này luôn giùm em là màu 28 cả nhà ơi. Màu 28 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về luôn giùm em nha. Màu 28 cả nhà ơi. Rồi, màu 28 89 ngàn luôn giùm em, còn em đây mặc là màu 47 nha. Mà hiện tại mặt là con màu 47 luôn cho mấy chị nha. 47 89 ngàn áo luôn cho ngày hôm nay nha. Hiện tại mấy mẫu này em cứ ghim cho mấy chị rồi á. À gì áo hồi nãy mặc còn không shop dạ, còn vậy ơi, để em ghim lên lại cho mình nha. Cái em là cái mã 1 cho mấy chị nha. Ơi, con đó nãy là em mặc là CD mùi nha cùng vàng ơi. Con nãy mặc là CD mùi luôn giùm em, để em ghim lên cái mã 1 cho mình dễ mua nha cùng vàng. Đây con nãy là CD mùi, chút xíu em lên lại cho con nó bị gì mấy chị ơi, nó có bị mất hoài à. Đây con này luôn mấy chị ơi. Con này luôn giùm em là con màu 34 nha mấy chị ơi. Màu 34 đang hiện tại chỉ có giá là 89 ngàn cho em luôn. Rồi con này chọn giùm em là màu 34, còn em đang mặc là 47 nha. Con mã này là con màu CD mùi giùm em nha. Lên cái này trong giỏ hàng em có riêng ở mã 1 rồi đó. Rồi số 1 cho mình nha. Vùng bên em còn có ghim luôn cho mấy chị rồi nha. Nha bà hãy bảo cho mình đi chị. Rồi 89 ngàn. Đây con này chọn giùm em mã đó chơi CD. Em sẽ đổi con này con mã 34 nha. Màu 34 89 ngàn luôn mới chơi. Màu 34 luôn giùm em nha. Cổ tim tay dài nút ngọc đóng hoàn toàn trực tiếp phả cho mình luôn. Mặt không lo vấn đề bị lộ và bị hở cho mình nha. Đây em còn rất là nhiều màu đẹp khác cho mấy chị luôn. Đây con 45 cổ 45 40 mấy chị ơi. 45 40 hai con màu xuất sắc luôn nha. 40 45 đẹp nha mấy chị ơi. Rồi hai con này luôn giùm em 89 ngàn 45 nè cả nhà ơi. Dạ chị đặt được rồi trời ơi. Cảm ơn chị yêu các em luôn nha. Cảm ơn chị Thì Hồng Yến nha. Dạ. Trời ơi đẹp nữa rồi chị Hồng Yến ơi, đẹp nữa rồi cục vàng ơi. Đây con này luôn giùm em màu 45 nha. Rồi con này chọn giùm em là màu 40. Má em đang bận bao nhiêu em? Dạ má em đang bận lại 89 ngàn áo nha. Và hiện tại đang ghim cho đơn hình của chị rồi, để em ghim lại cho chị một lần nữa nha. Màu 47. Rồi con này luôn giùm em cái mới chơi màu 40 giùm em nha. Chia sẻ phiên like giùm em cái mới chơi, chị nào khách mới cho em xin nút theo dõi nha. Rồi hiện tại mới ghim lên cho mấy chị đợi lại một lần nữa rồi. Nhắc phần của hàng mình tham khảo và mình chốt luôn cho mình đi chị. Trời, chị nào mà đã đặt, đã săn, đã mua rồi cứ comment lên cho em biết nha. Chưa săn được cái mẫu trước cứ comment lên cho em biết là chị chưa săn được, để cái mẫu này em sẽ chi âm cho mấy chị nhiều hơn nữa nha. Nhưng mà chơi đây con này là con màu 45, chút phải của nó vẫn y chang như con nãy, thun lưới co giãn luôn giùm em nha. Co giãn ở mức độ vừa phải cho mình luôn. Đây con màu 45, còn em đang mặc 47, một con màu trắng nền cam cho mấy chị luôn, rất là sang nha cả nhà ơi. Rồi con này luôn giùm em 89 ngàn nha cả nhà ơi. 89 ngàn một em như thế này luôn giùm em. Chị muốn mua thêm rồi làm sao, đặt thêm đơn nữa. Đã tự động sẽ dọn đơn cho chị à. Mua thêm một cái nữa rồi tự động nó dồn vô cho mình luôn nha. Còn vàng với em ơi, dồn vô một đơn cho mình luôn. Chị cố gắng chị đặt hai đơn liên tục đi để nó dồn vô cho mình nha. Để mất công nó. Đây chứ mình sáng đặt đơn, chiều đặt đơn làm đi hai đơn luôn chị. Dạ, đó là đi hai đơn nha. Đã đặt hai đơn liên tục tự dồn cho mình nha. Ơi, mình đặt hai đơn liên tục nó mới tự động nó dồn vô cho cả nhà nha. Đây con này 48 giùm em mới chơi. Con này chọn giùm em là màu 48 nha cả nhà ơi. Màu 48 89 ngàn luôn giùm em nha. Trời ơi cổ tim tay dài đẹp nha. Còn chứ nào hết đơn dễ mà dễ mặc nhất thì lấy con màu 40 luôn giúp em nha. Vì màu 40 là một con nền đen thì nó dễ trang khuyết điểm cực kỳ luôn cho mấy chị á. Nền đen bông thì đem bông tím luôn cho mấy chị nha. Chị không, hoa em tím. Mặc cái nào cũng như cái đó, cái phơm mới chị ơi, quan trọng bông đẹp và cái phơm nó phải đẹp nha. Bây giờ bông đẹp cái phơm mai lên mặt xấu cũng vậy à cả nhà các em ơi. Cho chị coi bông tím đi. Bông tím, tím là con màu 40 giùm em nha. Con này là em đang ghim để em ghim lại cho. Con này là con màu 40 giùm em, nền đen hoa tím. Con này con màu 40 trong nhỏ hàng nha cô Hiền ơi. Con này đẹp mà chị yêu. Con này là con màu 40 giùm em. Ê, nha. Rồi em ghim lại cho chị đợi nó hiện lên rồi nó nhắc khỏi hàng mình chốt cho mình đi chị. Đây màu 40 giùm em nha. Con này là con màu 40 nè chị Yên ơi, chị mua thêm con nữa đi cùng Hiền ơi.
con này là nên khuyên thiệt là nên mua nữa cả nhà ơi, con màu 40 này size nha, tại của nó không bị mỏng mặt ở nhà rồi hàng ngày cũng thoải mái đi chợ đồ cũng được cô giùm em nha. Rồi đi chợ đi đám đồ cũng được cô giùm em. Có bao nhiêu mấy chị ơi, có 89.000 quần 85 càng cả set cho em xăng hôm nay 171.000 giùm em ha. Quần nhỏ bên em phòng có luôn cho mấy chị nha, và quần nhỏ bên em sẽ tầm khoảng 15 luôn cho mấy chị nha. Quần nhỏ là 69.000, quần rộng là 85.000. Hết gọn gàng lấy quần nhỏ, còn hết thứ hai lấy quần rộng luôn cho em nha. Ơi, đẹp lắm chị ơi, chị Hồng Yến hả? Chị Hồng Yến. Hồng Yến hả? Cục vàng ơi, đây con này con màu 40 giùm em nha. Rồi con này là màu 40 89.000. Màu 40 89.000 luôn giùm em nha cả nhà ơi. Cổ tim tay dài nút thiệt còn cổ trai, cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em nha. Rồi em đang mặc hiện tại là 47, con này là con màu 40 giùm em nha. Và vàng lúc này bên em là sẽ đóng hoàn toàn hết là trực tiếp vào luôn cho chị rồi nha. Màu 40 thì chị cô ba xấu xí nhắc vào cái hàng mình, dạ, chốt cho mình đi chị. Chị cô ba xấu xí ơi, vào vào hàng chọn giùm em, con này là màu 40 nha, cục vàng của em ơi. Dạ, cái gì đó chị? Ờ, hết Minh Tuệ. Có cục vàng ơi, thích Minh Tuệ 125.000 giùm em nha. Em có thích Minh Tuệ luôn nha cục vàng ơi, thích Minh Tuệ để em coi mã máy cho mình nha cục vàng. Thích Minh Tuệ 125 luôn giùm em nha. Trời ơi. Ờ, hết Minh Tuệ là 125.000, áo đó áo lẻ luôn á. Cái đó là áo lẻ 125.000. Dạ, mã 32 nha. Mã 32 giùm em cục vàng ơi. Dạ, cho chị coi bông tím đi nè cục vàng ơi, bông tím là cục này nè cục vàng ơi, bông tím nha. Đây mà 40 giùm em cả nhà ơi, mà 40 89.000 luôn giùm em nha. Còn hết Minh Tuệ là chị nhắc vào mã số 32 mình mua cho mình cái áo, là cái áo hết Minh Tuệ cho mình nha. Rồi con này là màu 40 mấy chị ơi, màu 40 89.000 luôn giùm em nha. Màu 40 89.000 con này luôn giùm em. Màu 45. Rồi, con màu 45 luôn cho mình nha. Còn chị có ba số xí ơi, đặt thử một chữ, đặt thử một con thì mặc thử đi chị. Đây, không con này 49 luôn mấy chị ơi, con này là màu 49 nha, màu kem kem mấy chị ơi, hồng kem mấy cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em màu 49 nha. Đó, tôi mới nằm mơ tôi thấy tôi đi làm nè. Ta đang đi chụp hình với tiếp mẹ ơi. Trời ơi, tôi nằm mơ tôi đang chụp hình với tiếp. Trời ơi, con này luôn mấy chơi, con này luôn giùm em nha. Con này luôn giùm em là 49 luôn mấy chơi. Màu 49, 89.000 luôn giùm em nha cả nhà, đẹp nha. Một áo mà con thấy mà mấy ship con quá thì mua luôn thử 2-3 con cho mình về mặt luôn đi chị. Là cái ship mình là nó sẽ càng hồi hơn cho mấy chị nha. Mình coi thử giùm em đi cả nhà. Các em ơi, chị nào mà con được hot ta vào lại giùm em nha. 89.000 luôn mấy chơi. Đây, con này là con màu 49, còn em đang mặc 47 nha cả nhà ơi. Màu nào cũng sang hết trơn, miệng mình thích con nào mình lấy con đỏ nha. Rồi 89.000 mà 49 luôn giùm em cả nhà ơi, 49 luôn giùm em nha. Thích con nào chốt con đỏ luôn giúp em nha, vì bên em đã ghim sẵn trong cái giới hàng hết luôn cho mấy chị rồi nha. Từ mồi sáng cho đến mồi tối là bên em phải đủ hết luôn cho mấy chị á. Con nào là chọn màu đỏ luôn giúp em nha. Rồi, con nào mà đặt vào mắt của chị đầu tiên là nó sẽ hợp với mình nha. Màu 49, màu 49, còn em đang mặc là 47 nha cả nhà ơi. Đã đặt, đã mua, đã săn được rồi, comment cho em biết luôn. Rồi à, dạ sao chị Tú Như ơi, sao cục vàng ơi, chị comment sao cục vàng, comment hỏi lên giùm em đi cục vàng ơi. Đây sao chị yêu, đây con này luôn 49 mấy chị ơi, đẹp quá à. Màu 49 thì nó nghiêng về con màu kem nhẹ nhàng cho mấy chị luôn nha. Còn con màu 47 thì nó nghiêng về con màu tươi á, rất là đẹp luôn cho mình đó chị. Dạ, mình coi thử giùm em đi cả nhà ơi, coi giùm em đi, ung được con nào chốt con đó vô giỏ hàng không thấy không rõ gì đó, comment lên mình hỏi em đi, bên em hỗ trợ cho mình nha. Con này em lên cái mức giá này cho mấy chị là quá hồi luôn á cả nhà ơi. Đây con này luôn 49 mấy chị ơi, con này 49 luôn giùm em nha, 89.000 luôn giùm em. Màu 49, 89.000 luôn mấy chị ơi. Và một đến hai màu thì mình còn khó chọn thiệt, chứ cái này là rất là nhiều màu luôn cho mấy chị nha. Cái tranh thủ mà mình chốt con nào thích con nào thì chốt con đó luôn cho mình đi chị. Chốt đây con này luôn mới chơi, màu 38 giùm em nha cục vàng ơi. Dạ chị ơi, 49 lên này giùm em đi chị Tú Như ơi. Chị Tú Như ơi, lên cái này giùm em nha cục vàng ơi. Không, đây con này 49 mới chơi, con này là con màu 49 luôn giùm em nha. Đây con này luôn mới chơi, màu 39, màu 49 lên này giùm em đi, có đơn cục vàng ơi. Đây trời ơi, con 39 đẹp quá, 28 đó cục vàng ơi. Đây mấy chị ơi, chọn con này luôn giùm em là con màu 51 cả nhà ơi. Đây con này chọn giùm em là màu 51 nha cả nhà. Màu 51, 89.000 luôn giùm em nha, 51 mấy chị ơi. Rồi con này là con màu 51 giùm em nha, 51, 89.000. Trời ơi mấy chị ơi, cái phải nè. Trời ơi, xinh quá. À, mình đặt được rồi, cảm ơn chị cô bé xấu xỉ nha. Chị đặt màu gì á cục vàng ơi. Trời ơi, cảm ơn cục vàng của em luôn nha. Rồi chị nào mà đây vào xem like đã đặt, đã mua, đã săn được rồi, comment em kèm sản phẩm cho mình nha. Ôi, chị đặt màu gì á cục vàng ơi. Đây em đang mặc là màu 47 nha mấy chị ơi. Chị nào vô giỏ hàng mà đặt không được comment em hỗ trợ cho. À, 40 là con màu đỏ đúng không? Ok cục vàng của em nha. Em xin lỗi, màu tím đúng không? Con này đúng không? Ủa, nó mất tim rồi. Con 40 đó em bán chạy lắm cục vàng ơi, con 40 này em đang bán rất là chạy luôn á. Con này là con màu 40 giùm em nha, 89.000 luôn mấy chị ơi. Em về bông mới liên tục cho cả nhà luôn. 40 chị Tú Như ơi, lên này giùm em đi chị Tú Như ơi. Rồi ok, bốn mà mua một áo này em kèm cho chị một cái cột tóc nha cục vàng ơi. Rồi con
này chọn giùm em là màu 40 nha cả nhà ơi. Hôm nay em cố gắng em ra nhanh cho cả nhà của em nha. Nên chị yêu nào mình đặt thì mình tranh thủ giùm em nha. Có 89.000 con mấy chị ơi, mà 40 mình nó sang mấy chị. Con này đi đám rồi ok nha, đi đám thì tiệc rồi cũng được nha cả nhà ơi. Mua hai áo được kèm cái này cho mình luôn nha. Hai áo được kèm một cây kẹp, mua một áo là được kèm một cây cái cột tóc nha cục vàng ơi. Đẹp trời ơi, đúng rồi cục vàng ơi, con muốn mua này đẹp nha. Nên đem hoa tím nhận về trang con này luôn giùm em nha. Nhận về hỏng giống quay lại đây kiếm em. Rồi mấy chị ơi, chị nào mà đang vào xem like em đang mặc nữa tranh thủ giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em là màu 47 mấy chị ơi. Màu 47 89.000 luôn giùm em nha. Đây con này đẹp nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em, nó sẽ là con màu 40 nha cả nhà ơi. Màu 40 89.000 luôn giùm em. Đây con này là con 51 giùm em nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là con màu 51 nha. Màu 51 89.000 luôn cả nhà ơi. 51 89.000 luôn giùm em. Rồi màu 40 chị Thuy Hy Nguyễn ơi, chị vào giỏ hàng giùm em đi. 40 vào giỏ hàng giùm em. Đây con màu 40 nè cục vàng ơi, mặt trước mặt sau của nó đúng xinh luôn. Trời ơi phía sau đẹp quá mấy chị ơi. Hay đó đó. Đây con này là màu 40 mấy chị ơi, màu 40 luôn giùm em nha. Mặt trước mặt sau đều cũng đẹp nha. Chị Hy Nguyễn ơi, chị đặt đơn chị nhóc vào giỏ hàng giùm em đi. Chịu không nổi luôn á thầy. Đây con này là màu 40 luôn giùm em mấy chị ơi, màu 40 89.000 luôn giùm em nha. Trời ơi 40 đẹp quá mấy chị ơi, 40 mặt trước mặt sau luôn cục vàng ơi. Đây mặt trước mặt sau luôn giùm em nha, 40 đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào lấy 40 tranh thủ, em sắp hết rồi mấy chị ơi. Con màu 40 hình như là em sắp hết rồi đó nha. Mấy măng hả? Hả? Kia là chị. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này chọn giùm em là màu 40 nha cả nhà ơi. Đây màu 40 luôn giùm em nha. Sao cái này đồ nó ngon quá thầy kỹ vậy. Đây con này là màu 40 giùm em nha. À nào có cách nhận cái báo luôn. Ôi ghê vậy. Ngon con đi. Đây con này luôn mấy chơi, con này là 53 mấy chơi, màu 53 nha. Màu 53 89.000 luôn mấy chơi. Đây. Nghe hại chê không chứ ai chê. Đây con này luôn mấy chơi, con 53 giùm em nha. Màu 53 mấy chơi. Cái nhắc vào có dấu hèm tham khảo và mình chốt luôn cho mình nha. Màu hiện tại đang cầm sẽ là con màu 49 và con màu 28 luôn cho mấy chị nha. 28, 49 luôn giúp em nút ngọc khổ tim luôn cho giúp em nha. Và dạng này sẽ ra dạng trong nọ luôn cho mình. Lúc bên em sẽ đóng là quầy và hết là trực tiếp pháo luôn cho mấy chị rồi á. Lên chiều cao và kèm luôn con nặng của mình nha. Tư vấn sai cho mấy chị rồi là chỉ có vừa và có đẹp thôi nha. Chắc phải coi dạng mềm mịn thoải mái luôn cho mình đó chị. 42 con chọn size số 1, 52 con là chọn size số 2 luôn giúp em nha. À, chị mới săn một áo rồi nha. Em cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. À, bao nhiêu một áo hả? À? Dạ 89.000 thôi chị. Thường ngày mấy chị bỏ ra 100 mấy 200.000 và bên em sẽ không được kèm gì hết cho mấy chị nha. Hôm nay mấy chị thử bỏ ra 89.000 và bên em sẽ kèm đi đơn luôn cho mấy chị, kèm sớm thật và kèm sớm luôn cho mấy chị á. Ở đây mà có size 5 không ạ? À? Dạ có chứ, từ size 1 đến size 5 là bên em vẫn đủ hết luôn cho mấy chị nha. Trước tiên mình muốn đặt hàng thì mình có thể lên đầy đủ chiều cao kèm luôn cái con nặng luôn giúp em nha. Vì size bên em là nó phụ thuộc vào chiều cao nặng của mỗi chị á. Thử bỏ ra 89.000 sang một áo thì mặc thử đi chị, không làm cho mấy chị thất vọng đâu. Là chỉ có vừa và có đẹp luôn luôn cho mình nha. Rồi mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em nha. Rồi cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn giùm em nha. À, chị mua hai áo không thôi. Lớn này giùm em đi cục vàng, bên em kiểm tra đơn cho mình nha. Lớn này giùm em đi, bên em hỗ trợ cho mình nha. Cục vàng ơi, chị hỏi em giờ em không biết đường đâu chị ơi. Chị lên cái này giùm em đi, bên em hỗ trợ kiểm tra cho mình nha. Rồi đẹp chưa, con 26-28 luôn nè. 26. Trời ơi, con màu 26 mới chơi. Đây màu 26 giùm em nha cả nhà ơi. Trời ơi xinh vậy. 26 giùm em luôn cả nhà ơi. Màu 26 89.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về luôn nha. Dạ chị ơi, lên chiều cao kèm cái nặng của mình là được rồi chị. Chị công chi như nào lên chiều cao kèm cái nặng. Sao bên em là bãi thun nên em chỉ còn cái chiều cao và cân nặng của mấy chị thôi, mấy cái kim không còn nha.
lên chiều cao cân nặng giùm em là được luôn. Trời ơi mấy chị ơi, có 89.000 thôi, rẻ đẹp cho em luôn nha cả nhà ơi. 89.000 một con luôn giùm em nha mấy chị ơi. Đây màu 26 giùm em nha. Nó màu 26 luôn giùm em, 89.000 luôn. Con này là con màu 53 nha cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là màu 53 giùm em luôn. Màu 53 thì nó nghiêng về con bông tươi luôn cho mấy chị nha. Còn màu có bà ba hoa nhí mặt nó nghiêng về con màu tươi. Có bà ba hoa nhí không chị yêu. Đây con này chịu không chị yêu ơi, con 51 giùm em nha. 51 là đúng nhí luôn á cục vàng ơi. Con này mà chịu hai nhí nữa là hết luôn rồi đó. Con 31 cũng nhí thôi cục vàng ơi. Bông thì bên em khá là nhiều nhưng mà nhí nhất là con 51 nha cục vàng ơi. Đây con này đồ không cục vàng ơi. Con này là con 51 xanh vỏ đậu giùm em nha. Con này cái màu của nó là xanh vỏ đậu á cục vàng ơi. Con hai nhí này là 51 giùm em luôn. Rồi màu 53 chị Nguyễn Hằng ơi, lên cái này giùm em nha cục vàng ơi. Không có cái này em không để đơn được đấy, đâu. Đây coi áo em trai mới nói cho. Rồi, cục vàng ơi, con này là con màu 28 nha. 28 và 49. Con này là 49, con này là con màu 28 nè, 28 nè, 49 nè cục vàng. Với em ơi, hai con này đẹp nè. Hai con này cái nó máng lên tao đấm này cỡ mồm chứ. Đây coi. Em hai con này thì rất đẹp luôn cho mấy chị nha. Đây, con này là con 49 nha, 48, 49 và 28 giùm em nha, 49 nè cục vàng ơi. Đây con màu 49, con này là con màu 28 luôn giùm em nha, giá 89.000 luôn mấy chị ơi. Cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em nha, đẹp lắm. Con này sẽ là dạng cổ tim tay dài và nút ngọc luôn giúp em nha. Phần nút em sẽ đóng là hoàn toàn hết là trực tiếp bán luôn cho mấy chị rồi nha. Đang vào xem like mà đẩy view tương tác lên nhiều nhiều lên luôn giúp em nha. Mua về cho mình mặc này, mua về cho bà mình mặc, mua về cho mẹ mình mặc không được luôn giúp em nha. Mấy mẫu bà bay thì nó không kén da, nó không kén tuổi của mình đâu chị. Thằng mày thiệt chứ. Đây con này là màu 49 mấy chị ơi, màu 49 luôn giùm em nha. Màu 49 đó mấy chị ơi, 89.000 luôn giùm em ha. Trời con màu 28 màu kem này, con màu này đẹp nè mấy chị ơi. Còn em đang mặc là 47, chị nào lấy 47 vào giỏ hàng mình lấy luôn giùm em nha. Đã đặt đã mua rồi comment cho em biết em lên đơn thành công và có sản phẩm luôn nè. Đóng mình đó. Đây con này là màu 51 mấy chị ơi, nhìn mặt nó giờ em ghét quá mấy chị ơi. Đây con này là con 51 giùm em mấy chị ơi. Rồi màu 51 giùm em nha, 45kg mặt size 1 giùm em nha cục vàng ơi. 45.5 nè hả cục vàng. Trời ơi 45, 1m5 là size 1 giùm em nha. 1m5, 45 là size 1 chị ơi. Lên này giùm em đi, bên em có bạn hỗ trợ cho mình nha. Trời xinh quá mấy chị ơi. Đây 51 giùm em nha. Chị nào lấy con này lên giùm em, cái này là có đơn, không có cái này không để đơn được cho cả nhà đâu nha. Cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. Rồi mấy chị ơi, con này luôn giùm em là xanh vỏ đậu màu 51 mấy chị ơi. Màu 51 89.000 luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc luôn mấy chị ơi, cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha. 40-85 độ về luôn, màu 51 giùm em cái nha. Màu hiện tại màu đang mặc màu gì em nha, màu đang mặc là con màu 47 cho mấy chị nha. Màu 47 89.000 áo luôn cho ngày hôm nay, thường ngày bỏ ra 100 mấy, hôm nay bỏ ra 89.000 luôn cho mình một con về mặt luôn nha. Mua luôn cho mình hai con luôn đi chị, một miếng màu một tấm màu mới xích cao quá nha. Ơi, đây con này đẹp luôn giùm em nha cả nhà ơi. Con này là con màu 49 luôn giùm em nha. Màu 49 con này là hàng mới luôn á cả nhà ơi. Con này là hàng mới luôn giùm em nha. 49 luôn giùm em mấy chị ơi, màu 49 luôn giùm em nha. Con này hay ghê nè, sao mấy. Đây con này mới chơi, con này luôn giùm em là màu 49 mới chơi. Rồi con này là màu 49 luôn mới chơi, màu 49 luôn giùm em nha. Coi lại 28 đi em. Đây cục vàng ơi, 28 là chị yêu ơi. 28 đẹp nha. 28 đúng đẹp, đẹp luôn. Nó giống như con màu kem nha mấy chị. 28 đẹp lắm cục vàng ơi. 28 mi trang em đang mặc luôn, vải nó mềm rất là đẹp nha. Đây con này là màu 28 giùm em nha cục vàng ơi. Con này là màu 28 giùm em nha. 89.000 luôn mới chơi. 40-85 độ về đây, 28 giùm em nha. Xinh chưa? Chị áo đang mặc size số 2, giáo đang mặc size số 2 nhé, phải hàng lấy cho mình nha. Chị đã đặt hai cái 49 và 30. Cảm ơn siêu nha. Kèm rồi, cảm ơn chị kèm Hồng nha cục vàng ơi. Em kèm cho chị. Chị nào mà đi vào xem like đặt đơn nữa tranh thủ giùm em nha cả nhà ơi. Đây màu 28 giùm em nha cục vàng ơi. Đó chị mua hai áo này em kèm cho chị cái này nha cục vàng ơi. Đây con này đẹp phải chơi, màu 28 giùm em nha. Được tóc rồi lên kẹp cái này mình đi đám rồi nhìn nó cũng sang nữa cả nhà thấy không? Kẹp lên nhìn nó sang. Cái này mấy chị mua bên ngoài là cũng 20.000 cây không rẻ đâu cả nhà ơi. 20.000 là nhiều khi còn rẻ, em mua rồi một cái set kẹp của em mua nha là 60.000 mà có 3 cây vậy mấy chị ơi. 60.000 là 3 cây là bình quân là chắc cũng tầm khoảng 20.000 cây á. Đây nè chị ơi, lấy ngẫu nhiên nha. Sáng giờ em sắn đầy đầu em luôn, mới chơi chỗ nào em sắn được em sắn hết luôn á. Rồi chị nào mà đã sắn được rồi comment lên cho em biết nha. Màu đang mặc là màu 47 nha mấy chị ơi. Đang mặc luôn giùm em là màu 47 89.000. Con này là con màu 28 giùm em nha. Chị
đặt trong giỏ hàng em nhớ. Rồi ok chị Hồng nha, em có kèm mà chị yên tâm nha cục vàng của em ơi. Em hứa thì em sẽ có làm nha cục vàng ơi. Em hứa kèm thì em sẽ kèm cho mấy chị, còn em hứa không có hứa thì em không kèm nha. Em nói rồi, trên live chị nào mua cũng đều có được kèm hết sản phẩm. Mua một áo cũng được kèm, một quần cũng được kèm. Nói chi là mấy chị mua 2, 3 áo, 3, 4 quần hay gì đó là có kèm hết cho cả nhà của em luôn nha. Đây con này màu 28 luôn giùm em mấy chị ơi. Rồi màu 28 giùm em 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Chị cao 1m6, chị cao 1m6 mà chị 69 con là chọn size 4 cho mình nha. Chị Hương Trinh nhấp vào cái hàng chọn size 4 cho luôn cho mình, con là đẹp luôn ạ. Chơi đây 28 luôn, chị nào nãy hỏi em 28 nên lấy 28 đi cục diện ơi. Con nào cũng đẹp hết trơn á mà 28 là em đang cầm trên tay cho mình luôn nha. Rồi con này thì chị có giá là 89.000 một con. Màu 28 còn em đang mặc hiện tại là màu 47 giùm em nha. 49 con. Coi 8 à, mà 49 coi 85 con không em, là size 5. Size 5 giùm em nha. 49 là có size 5 cục diện ơi, 49 là con chị này đây. Chị Hình Thúy là chọn size 5 cho mình là vừa đẹp luôn rồi chị. Size 5 80 con bên em 85 lần chị ơi. Dạ bên em 85 quay đầu nha. Cảm ơn chị yêu nha. Giờ có không nha cục diện ơi, bây giờ muốn kèm cũng không có. Giờ muốn kèm cũng không có. Kèm kèm em hút kèm kèm là kèm kèm nhận hàng phải kèm quay lại đây bảo em nha cục diện ơi, lần sau em đền cho. Đây con này đúng mới chơi 47 giùm em nha. Em đang mặc 47, chị nào lấy 49 vào dọn hàng giùm em nha. Có 89.000 con thôi mới chơi. 89.000 một con giùm em nha. Đẹp lắm á chị. Đây con này 49 là một con màu kem á. Lấy một cái quần trắng hai, một cái màu 28 nặng 55 con size số 2 nha. Trời, 28 em hướng dẫn cho chị đặt đơn nè cô Diện ơi, đặt hàng nhấp vào dọn dạ. Hàng comment như vậy không đi đơn đâu. Rồi chị đặt áo Minh Tuệ. Trời ơi chị đặt áo Minh Tuệ là có mã 30 mấy. Mã 32. Mã 32 Minh Tuệ là 32. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái mã đang mặc á là mã đang cầm với là màu 28 của chị là cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn của mình không? Chị nhấp vào cái dấu hàng màu vàng ở đây luôn giúp em. Cái mã địa chữ đã riêng ở đây sẽ là cái mã đăng like, nhìn qua mình nhấp vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái mã bảng xa lên nha. Màu 28 của mình là nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên nè. 26, 27, 28 là nó sẽ nằm ở dòng đầu tiên. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình mặc size nào nhấp vào size đó, nhấp vào chữ mua ngay. Rồi, stop. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tiếp vào thanh toán khi nhận hàng mới cho đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn nha, mình đồng tình với chị. Chị ơi, chị đặt Minh Tuệ là coi mã 32 giùm em nha cục vàng ơi. Đây 89.000 màu 39 chị ơi, một áo một quần luôn giùm em, 174 giùm em nha. Để con để thầy hết Minh Tuệ em ghim lên mã 1 cho mình để mình dễ mua nha cục vàng ơi. Rồi em đẩy nó lên mã 1 cho mình mua. Rồi, mở số 1 luôn giúp em nha. Rồi mã số 2 nha. Áo thích Minh Tệ là mã số 2, có số 6 không em? Giờ bên em cứ size 5 quay đầu chị ơi. Bên em là size 5 mà chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu mà chị hỏi size 6 vô cục vàng ơi. Chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu, 80 con lấy size 5 là vừa rồi cục vàng ơi. Chị lấy size 6 là nó không có được đâu. Size 6 nó rộng lắm cục vàng ơi. 80 con bên em 87 con. Giờ chị cao 1m6 53 con là size số 2 nha. Chị Cẩm Hồng được chọn size 2 cho mình là vừa đẹp, là hiện tại đang nghiêm mã số 2 cho mình rồi. Đây chị Cẩm Hồng chọn size 2 giùm em nha cục vàng ơi. Chị Cẩm Hồng chọn size 2 giùm em nha. 49 mới chơi. Rồi con này là 49 luôn giùm em nha. 89.000 luôn. Còn em đang mặc đẹp nha cả nhà ơi. Em đang mặc đẹp nha. Con màu để mặc là con màu 47 cho mấy chị nha. Sao mấy chị phải màu 47 nè, chị mới về là em không thích nó luôn. Em không thích nha mấy chị ơi, giờ em mới thích đó mấy chị. Rồi tự nhiên mấy bạn, mấy chị mua tiếp em mặc vô thử mấy chị ơi. Rồi mặc vô tối ngày đè đầu con này ra mặc không. Em mua cho mẹ mặc đẹp lắm mà, cảm ơn chị luôn nha. Trời ơi, cảm ơn như chị này hôm qua hôm kia vậy nè. Chị lùi này nè, hôm qua hôm kia vậy nè. Mà không em nhắm đọc tên màu 53 ok. Cục vàng chị Nguyễn Hồng có đơn giùm em nha. Rồi hôm nay mua thêm đi cục vàng ơi, mua thêm cái nữa. Một mấy 5580 con trời ơi, size 5. Chưa xuất hoa cầu luôn cục vàng ơi, chị qua cầu luôn giùm em nha. Cục vàng ơi chọn size 5 giùm em nha. Ví dụ như cái nào được em tư vấn, còn không được em không dám đưa cho mấy chị mặc đâu. Trời ơi, cảm ơn chị yêu các em nha. Mặc không được em không tư vấn đâu mấy cục vàng ơi, em tư vấn về mấy chị mặc không được sao em bán được đúng không? Yên tâm tư vấn với chị là chỉ có vừa và có đẹp thôi nha. Chứ tao bán sai bậy bạ đâu thể nào bán. Rồi con này luôn á chơi, con này chọn giùm em là màu 28 á chơi, màu 28 89.000 luôn giùm em nha. Mà 28 đẹp, còn em đang mặc là 47. Chị nào lấy màu nào thì lấy hello chị Thấm Bình á, đúng gì không? Thấm Đình. Thấm Đình hello chị yêu các em nha. Còn mắt em bị kém á chơi, em nhìn không ra, em đọc không được á chơi. Một mấy 56 65 con là size số 5. Số 4 rồi, số 4 rồi. 56 size số 4. Thấy không? Thấy chưa mấy chị? Như con mụ gì ghẻ lắm mấy chị. Em hiền lắm mấy chị ơi, mấy chị đừng có nghĩ như vậy nha. Đây con này mấy chị ơi, quần bên em hai màu trắng đen luôn mấy chị ơi. Quần hai màu trắng đen luôn giùm em nha. Quần là hai màu trắng đen luôn giùm em, có 85.000 quần mấy chị ơi. À, cho em xem mã A gì? AT18 với ạ, con AT18. AT18 ở đây nó có. Có quần có chọn đúng không? Đúng rồi, AT18 nó có đây cũng vậy ơi. Đây con này đúng mấy chị ơi, con màu 39. Con này là con màu 39 để em coi con AT để em lấy cho chị coi nha cục vàng ơi. Chị đợi em tí nha. Đây con này là màu
38 mấy chị ơi, màu 38 luôn giùm em, 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Đây con này 49 mấy chị ơi, tranh thủ nha, khách sĩ đang lấy mấy chị ơi, mấy chị thấy không? Thủ khách sĩ đang gom đó mấy chị ơi, tranh thủ nha mấy chị ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Nó chị nào mà hôm nay không tranh thủ lấy là ngày mai không còn cái nào đâu. Lấy hai cái 28-55 cân. Chị ơi lấy màu 28-55 cân là size 2. Đây em hướng dẫn cho chị mua nè cục vàng ơi. Để em hướng dẫn cho chị mua nha. Đây, đây là cái giỏ hàng màu vàng của mình đúng không cô chị ơi, chị nhóc vào cái giỏ hàng màu vàng này giùm em. Cái mẫu em đang like là em đang ghim là chị bấm vào chủ mua giùm em nha. Con mà 28 nè, con mà 28 nằm dòng đầu nè, 20 nè, 26, 27, 28 nè chị thấy không, con 28 nè cục vàng ơi. Rồi em tư vấn chị mặc size 2, chị kéo xuống chị tích vào size 2 đây, size 2 giùm em. Rồi bấm vào chủ mua ngay, sau đó điền thông tin của mình ở trên này, kéo xuống tích vào phương thức thanh toán là tích vào là thanh toán khi nhận hàng, bấm vào đặt hàng giùm em là có đơn nha cục vàng ơi. Rồi áo em đang mặc giá bao nhiêu, mã mấy vậy em? Áo em đang mặc 89.000 màu 47 mã, em đang ghim luôn á cục vàng ơi. Đây chị nào hồi nãy nè, đây chị nào hồi nãy coi giùm em nè, con mã AT mà em. Đây chị nào nãy hỏi cái mã AT, AT chị lùi á. Chị lùi gì nè cục vàng ơi, chị tên gì á cục vàng ơi? Đây con AT 18. Chị tên gì chị? Chị con lùi gì nè, chị tên gì á? Đẹp lắm. AT 18 là con này luôn giùm em nha. Rồi tranh thủ nha mấy chơi, em đang mặc 47. Chị tên gì chị? Chị thích con đó, chị để cái con đó là chị thích con đó đó. Rồi mấy chị ơi, chị nào đang vào xem like tranh thủ với mấy chị ơi, màu 47 chị coi chưa cô Nhiện ơi, coi tỷ này thì chọn giùm em nha. Rồi chị ơi lên chiều cao con nặng giùm em đi, không cần phải lên cái đó đâu, lên chiều cao con nặng giùm em, làm lấy đúng size về mặc ôm hôn như em như thế này luôn nha. Thôi ba thì mặc nhiều dễ trang khuyết điểm cho mấy chị lắm luôn á mày, mà chị nào mà có bóp size to là có thể trang khuyết điểm luôn cho mấy chị nha. Mà đây rồi, mặc hiện tại là chị Thanh Tì Phạm Thị ơi, chị đặt được đơn chưa cục vàng của em ơi? Chị Thanh Tì Phạm Thị đặt được đơn chưa? Trời ơi người ta con trâu hay gì mà con đây trâu, con này đúng mấy chơi, em đang mặc là 48 mấy chơi, em đang mặc hiện tại là 47, con này là con nào 40 giá 89 ngàn luôn giùm em nha, 89 ngàn một con luôn mấy chị ơi. Mà áo em này mặc bao nhiêu xì dạ? 89 ngàn thôi chị. Một cái áo chưa đạt tới 100 ngàn. 89 ngàn thôi chị nào mà vô chỗ hàng chua xăng đồ nữa comment luôn giùm em. Không biết ví dụ như không đặt được gì đó, nhà mình có ai mình nhờ hỗ trợ cho nó lẹ mấy cục vàng ơi. Anh chị em gì đó mình nhờ hỗ trợ đi mấy chị yêu ơi. Đây 89 ngàn kéo qua. Màu 40 đẹp lắm chơi, màu 40 sang. Màu 40 thì đơn giản dễ mặc hơn cho mấy chị nha. Màu 40 thì mấy chị thích nào đơn giản nhất lấy màu 40 cho mình nha. Em đang mặc 47 có 89 ngàn thôi, em đang mặc là màu 47 mới chơi, màu 47 89 còn là size số 3. Chị Duyên Duyên nhấp vào cái hàng chọn size 3 luôn cho mình là vừa là đẹp nha. Chị Duyên Duyên ơi chọn size 3 giùm em nha cô Viện ơi. Đây em đang mặc là màu 47 mới chơi, màu 47 giùm em nha. 48, 49 gì đó mới chơi, cứ vào dọn hàng giùm em nha. Đây con này luôn mới chơi, con này giùm em là màu 28 nha. Tranh thủ lên đơn để em xuống like nha mới chơi, em xuống like là không xăng được trả mày đâu nha. Đây con này là 28, hôm nay em like rất là nhanh cả nhà ơi. Dạ xuống like tự động chắc về với giá cũ 159 ngàn một áo thì nó rất ổn luôn cho mấy chị á. Sao không thấy áo em vậy có 47 cho 47 chứ cái hàng nó đậm quá chị nhìn không ra á. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con này mặc là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn giúp em. Cái mã địa chữ đã riêng hiện tại nó ghi chữ đặc sắc ở trên đầu luôn rồi nè chị, nhìn qua mình nhắc vào cái chữ mua nè. Rồi tự động nó sẽ hiện cái mã bán size lên nha. Rồi tự động nó sẽ hiện cái mã bán size lên, màu hiện tại đang mặc là con màu 47. Con màu 47 của mình là nó sẽ nằm dòng số 3 từ dưới nếm lên và nó sẽ nằm ở hàng chính giữa nè, điểm giúp em nha. Màu 53 nè. 53 nè, màu 50 nè, màu 47 là chị thấy cái màu nó hơi đậm hơn một tí xíu. Nhưng mà mình nhận hàng sẽ là hàng nhã nhặn như màu đang mặc ở trên like vậy nha. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình mặc sao nào nhấp hồi xe đó, nhấp hồi chợ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, nhấp hồi cho đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn nha. Còn có quần không em, quần thì là cái mã 1 á. Nè, mã đăng ghim ở đây. Cái mã đăng ghim là cái mã quần thấy không? Hiện tại đăng ghim là cái mã số 1 nha, 85 ngàn. Quần 2 màu 85 ngàn quần giùm em nha, lưng 7 ống rộng quần giùm em nha. Chị ơi ống này tầm khoảng 30 nha, quần 2 màu nha cục diện ơi. Rồi quần chị nào lấy thì nhấp vào mã 1 giùm em, còn em đang like là áo thôi nha cả nhà ơi. Em đang like áo lẻ không kèm quần nha cả nhà ơi. Rồi một con áo này là 89 ngàn và em đang cầm hiện tại cho mấy chị là màu 40 nha cả nhà ơi. Rồi màu 40 89 ngàn luôn giùm em. Mình mua áo cũng được, mình mua quần cũng được, mà chị mua cái set đang mặc khoảng được luôn giúp em nha. Cả set là cũng chỉ có 174 ngàn thôi. Cả set bà ba đang mặc như thế này chưa đầy tới 200 ngàn một bộ luôn. Đây con này 49 luôn giùm em, cái mấy chị ơi con này là màu 49 luôn giùm em nha. Rồi chị nè mấy chị ơi, nãy giờ em tư vấn rồi, chị nào mà chưa lên đơn nữa tranh thủ lên đơn giùm em cái nha. Quần là mã 1, mua một áo một quần thì thêm vào giỏ hàng chị nào. Chị một quần, quần mã mặc quần là mã số 1 nha. Quần là hiện tại đang ghi mã số 1. Mã 1 chứ chị biết quan trọng là nãy giờ chị biết đặt đơn không chị ơi? Chị Nguyễn, chị Duyên Duyên nè, chị biết đặt đơn không? Chị biết chị vô giỏ hàng chị lấy cái quần giùm em đi cục vàng ơi, biết thì vô giỏ hàng chốt giùm em ấy. Dạ. Chị comment một quần, hai quần hay là 10 quần đi nữa em không có đi đơn được cục vàng ơi. Biết đồ đâu mà em gửi, chị phải vô giỏ hàng chị lên đơn giùm em nha. Chị biết không chị ơi, chị biết thì chị vô giỏ hàng chị lên đơn đi, rồi chị ra đây chị nói là đã đặt đã
em kèm sản phẩm cho mình nha. Mua một bộ là đồ kèm, một cái kèm như thế này, mua hai áo cũng được kèm, hoặc là hai quần cũng được kèm nha cả nhà ơi. Đây con này luôn giùm em nè mấy chị ơi. Con này là con màu 40 giùm em nha. Mình đã đặt, mình đã mua, mình đã săn rồi thì cứ comment in cho em biết nha, em sẽ kèm sản phẩm chân cho mấy chị nha. Vô giỏ hàng giùm em mới có đơn nha mấy chị ơi, không vô giỏ hàng là không đi đơn được cho mình đâu. Đây 53 giùm em, size 2 là còn được một cái duy nhất luôn giùm em nha. Đây con này là màu 53. Chị nào hết còn tí tươi chị lấy màu 53 luôn cho mình về mặt nha, bao rất là đẹp luôn giúp em nha. Em phải màu 53 lắm, hiện tại nó hết size 2 rồi gì á. Đây 53 lại là còn một cái mà. Hết luôn hả? Đây con này là màu 53 mấy chị ơi, màu 53. Rồi chị thấm một cái. Với 53 hết size 3 luôn rồi. Rồi hết trơn size 3 luôn rồi, cục vàng ơi, hết size 3, size 2 còn được một cái nha. Đây con này màu 53 mấy chị ơi, màu 53 89 ngàn luôn giùm em nha. 53 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Nút ngọc, cổ tim và áo bên em còn có xé tà luôn cho mấy chị nha, thường gọi là xé đinh á. Rất đẹp luôn cho mình luôn nha. À, bao nhiêu đây, một cái 48. Em nhận 89 ngàn luôn chị. 89 ngàn không mấy chị ơi, em ghim liên tục lên giỏ hàng cho mấy chị rồi. Chị nào vô giỏ hàng mình đặt không được mình comment lên đi, bên em hỗ trợ cho mình để mình được lên đơn thành công nha cả nhà ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha cả nhà ơi, 89 ngàn luôn giùm em nha. Đây con này là màu 48, em qua mẫu là không quay lại con này. Dạ mấy chị đang được hay được cái giá đại ưu đãi và được cái giá hời thì mình cứ phiền lên chốt đi nha. Để xuống like là tự động xếp hàng với chiếc cũ 169 ngàn thì nó rất ổn luôn cho mấy chị á. Thường ngày chị không được là cái giá này ở đâu, vì chị ở mức giá 89 ngàn là từng phút từng giây luôn cho mấy chị nha. Tính là tính từng phút từng giây luôn cho mình chứ không thể nào mà chị ăn hoài được cho mình nha. Nên hiện tại thấy được giá hời nên chốt luôn giúp em nha, và chốt một chút. Rồi con này luôn mấy chị ơi, con này luôn giùm em là màu 40 nha cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là màu 40 nha. Màu 40 89 ngàn luôn mấy chị. Đây màu 40 mấy chơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 40. Màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 89 ngàn luôn mấy chơi. Con này là con màu 53 giùm em nha. Màu 53 luôn, màu 40. Đây màu 40 thì chị Suli Nguyễn nha, thì chị nhắc vào cái giới hàng một chút nha. Chị biết đặt hàng không? Nếu chị không biết cứ comment lên cho biết em, em sẽ hỗ trợ cho chị đặt hàng nha. Chứ mình comment không không thì không là nào đi đơn. Dạ chơi lấy con màu nào thì phải vào dọn hàng chốt con màu đỏ mới có đơn nha. Chứ mình comment một cái hai cái là em không đi đơn được cho mình nha. Đây con này chọn giùm em là màu 40 cùng dạng ơi. Màu 40 89 ngàn giùm em nha. Màu 40 89 ngàn luôn á chơi. Đây màu 40 đẹp chưa? Có quần trắng không em? Dạ có nha. À, không có, có nãy giờ mấy chị đặt muốn hết luôn rồi. Trời ơi mấy chị đặt muốn hết luôn rồi đó, mấy chơi đây muốn dọn lại cho dạ. Mình nha. Chị, là trước tiên mình chị muốn đặt hàng thì chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình luôn giúp em. Cái mã để chữ đỡ riêng hiện tại nó ghi chữ đặc sắc ở trên cái màn hình của mình luôn rồi nè. Nhìn qua mình nhắc vào cái chữ mua là tự động nó sẽ hiện cái bán màu bán sao lên nha. Màu hiện tại đang mặc sẽ là con màu 47, mình cứ điếm luôn giúp em nha. Đếm từ trên lên từ dưới lên trên đi chị. Nè màu 53 nè, màu 50 nè, tức màu 47 là nó sẽ nằm dòng số 3 từ dưới đếm lên luôn giúp em nha. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình, mặc size nào thì nhắc vào size đó, nhắc vào chữ mua ngay luôn giúp em. Em biết sao rồi, cái hàng nó hơi đậm hơn một tí xíu đúng không? Nhận hàng sẽ là hàng đăng like nha. Ở trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tấp vào thanh toán khi nhận hàng, nhắc vào chữ đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn nha. Rồi mấy chị ơi, con này luôn giùm em là màu 40 nha cả nhà ơi. Đây màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 trời ơi, cảm ơn chị Thục đi xuống. Đây con này là màu 40 mấy chị ơi, màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 89 ngàn luôn mấy chị ơi, coi dạng thoải mái mềm mịn cho mình luôn nha. Vừa đẹp vừa rẻ, giá lại hời cho mình luôn. Rồi chị nào mà đây vào xem like đặt đơn tranh thủ nha cả nhà ơi. Đặt đơn tranh thủ và giỏ hàng luôn giùm em nha. Đây con này đẹp nè cả nhà ơi, con này là con màu 53 giùm em nha. Màu 53 cả nhà ơi. Ung con nào vào giỏ hàng chốt con đỏ nha cả nhà ơi. Rồi con này luôn giùm em cả nhớ ơi, con này là con màu 51 giùm em nha. Rồi con màu 51 xinh quá chơi. Đây 51 giùm em nha. Con này là màu 51 đó chơi. Màu 51 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 51 89 ngàn luôn mới chơi. 51 89 luôn giùm em nha. 51 89 ngàn, cổ tim tay dài luôn. Trời ơi con 51 xinh quá chơi. Đây à, không có trong giỏ hàng chị ơi. Chị Nguyên gì Nguyễn gì chị Duy Nguyễn gì là chị vô giỏ hàng chị đặt một chuông các bạn ơi. Có mới like được nha. Vô giỏ hàng coi từng màu giùm em nha cả nhà ơi. Tại vì nhiều màu á chị nhìn không ra. Đây cái màu em đang like bóng vào chỗ mua đây. Em đang mặc 47 đâu nè cả nhà ơi, 40 đã nằm dưới đây nè, nó mới nè. Mấy chị đếm đi 28 rồi dưới đây tới 32 37 rồi 40 nằm dưới đây nè mấy cục vàng ơi. Coi kỹ lại giùm em nha, 47 thì mình đếm tiếp cả nhà ơi. Có hết mấy chị, không có thì em không like được hồi nãy giờ đâu nha. Nãy giờ ổng quét em subscribe rồi mấy chị. Rồi mấy chị thấy không? Có nhẫn bên hai bên trước, hai bên sau luôn giùm em nha. Rất là đẹp cho cả nhà luôn. Đây con này là màu 40 mấy chị ơi. Màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 mấy chị ơi. Màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha.
Rồi, mua cho mẹ con. Chú không chị, ghi chú vô giùm em nha, chị mua mấy áo hay cục vàng ơi, chị mua mấy áo hay cục vàng đừng em biết đồ em kèm cho mình nè. Chị phải ghi chú vô giùm em nha, em sẽ kèm, nhưng mà chị ghi chú đi, trời ơi sao mấy chị cứ đánh vô tâm lý em hoài nha, cứ nói mua cho mẹ là em kèm. Nói kèm ghét nha mấy chị ơi, mấy em đi hay mấy bà luôn á. Chị ơi chị mua mấy cái cục vàng ơi, đừng em biết đồ em kèm cho. Chị mua mấy cái đừng em biết đồ em kiếm em kèm cho cục vàng ơi. Nhưng mà ơi, chị phải ghi cái ghi chú vô giùm em nha, phải ghi chú vô giùm em nha. Trời ơi chị nào hay mua đồ với em cái biết tâm lý của em mua giờ cho mẹ cái em kèm sản phẩm cái giờ hỏi em hoài. Đây đang mặc là màu 47 mới chơi, màu 47 89 ngàn luôn giùm em nha. Cổ muốn mua này đẹp quá mới chơi, em phái muốn mua này ghê á mà em hết rồi mà chị không dám mặc. Em mặc lên sợ em chốt hàng không đủ. Đây con này màu 40 giùm em nha cả nhà ơi, màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 89 ngàn luôn mới chơi, 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi coi dạng thoải mái mềm mịn cho mình luôn. Rồi chị. Rồi mấy chị ơi, chị đẹp nào, tình yêu nào hiện tại ưng được con này nữa thì mình tranh thủ vào dọn hàng nha. Rồi chị ơi, chị nay chị mua mấy cái cục vàng ơi. Hôm nay chị mua mấy cái đừng em biết đồ em kèm cho mình nha cục vàng. Trời ơi mấy chị ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn giùm em nha. Rồi chị nào đang vào xem nay đã đặt đã mua rồi comment cho em biết màu 4753 chị Duyên Đòn ơi, lớn hay giùm em nha chị Duyên Đòn ơi. Chị Duyên Đòn lên cái này giùm em nha, bên em hỗ trợ cho chị Duyên Đòn nha. Dạ, chốt cho chị bà ba phía sau quần đen được không em? Dạ được chơi, bây giờ chị vô dọ hàng chị mua giùm em đi. Con mã đó cục vàng của em ơi, cái đó là con màu con CD13 cục vàng ơi, chị vô cái mã 3 giùm em nha. Cái đó là mã 3, chị bấm vào chữ mua, chị chọn giùm em là CD15. CD15 là con ở phía sau á chị ơi, có 89 ngàn thôi. Con đó là CD15 là con ở phía sau cục vàng ơi. Chị Ly Trúc ơi, chị biết chị vô dọ hàng. Xong rồi chị lên cái mã quần là quần ở mã 1 giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào mà đã đặt, đã mua, đã săn được rồi comment cho em biết nha. Em lên đơn thành công và có kèm sản phẩm cho mình luôn. Ok chị Duyên Đòn có đơn luôn giùm em nha cục vàng ơi. Nhớ giùm em là 4753 nghe chị Duyên Đòn. Để nhiều khi mấy bạn không biết đồn luôn á chị Du ơi. Rồi chị Ly Trúc ơi, chị đặt đơn á, chị vào dọn hàng giùm em nha. Em đang mặc đúng đẹp luôn á chị ơi. Rồi đang mặc hiện tại cho em là màu 47 nha. Chị nào lấy 47 nữa vào dọn hàng nha. Dạ, gì nhớ. Chị có ghi chú chưa? Chị có ghi chú nhau chưa chị gì nè cục vàng ơi. Chị mua ba áo chị có ghi chú nhau giùm em chưa? Chị phải ghi chú em mới kèm được cho mình nha cục vàng ơi. Dạ, em sẽ có kèm nhưng mà chị ghi chú vô giùm em chưa? Thôi có kèm nha cục vàng ơi, em kèm cho chị nè, đẹp lắm á chị ơi, em đang kẹp đẹp lắm. Em kẹp ta nói ngày nào like lên, em mở cái like lên em cũng kèm hết trơn á chị mà. Chị màu nâu quần đen, chị vào giỏ hàng đi cục vàng ơi. Chị không biết chị lên cái này giùm em đi, CD15 với một cái quần đen á cục vàng ơi. Một set đó là 174 giùm em nha. Một set đó là 174 á cục vàng ơi. Đây. Chị đang bảo thôi chị nghe nó nô tỳ em. Nhớ kèm kẹp cho chị nha. Ok chị yêu nha. Ủa chị đặt mấy áo nào kẹp cho chị vậy? Ba áo. Ok chị yêu nha. Đây con này đẹp nè mấy chị ơi. Rồi con này đẹp luôn giùm em nha cả nhà ơi. CD màu nâu quần đen. CD15 màu đâu? Sao quá chị cũng dẫn rồi. Chị ơi chị Ly Trúc ơi, chị đặt được không? CD15 cộng quần đen luôn giùm em nha. Đây. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này luôn giùm em, chọn giùm em mã là áo màu 40 nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 40 nha. Trời ơi. Rồi cảm ơn chị yêu đã lên đơn được thành công luôn giùm em nha. Đây con này là màu 40 mấy chị ơi, màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 89 ngàn luôn cả nhà ơi, 40 85 độ về giùm em nha. Chắc phải mềm mịn coi dạng thoải mái luôn cho mình nha. Thun lưới đơn giản dễ mặc luôn giúp em nha. Và chắc phải thun lưới của em giặt máy tay. Em vừa mua rồi ạ. Trời ơi, chị mua con gì ạ cục vàng ơi? Chị mua cổ tròn đúng không? Ê chị con lười ơi, chị tên gì vậy? Đây. Đây.
ơi, con này luôn á trời. Chị không biết ghi chú. Không, em có kèm rồi cục vàng ơi, chị mua báo thì em có kèm rồi nha cục vàng ơi. Em sẽ có kèm cho mình, yên tâm nha cục vàng. Chị dễ thương quá, chị không biết làm ghi chú. Em kèm cho chị luôn đi. Em kèm luôn rồi cục vàng ơi, khỏi yên tâm đi cục vàng, riêng chị em kèm luôn á. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ chị lên đi ba áo kèm cho chị cái kèm đi. Cái đơn ba áo. Kệ đi, cũng cây à. Ủa thì giờ hai cái cũng cây à. Giờ ba cái cũng vậy à. Cũng còn nữa đây. Cái khủng mày. Đây con này đúng không chơi hả? 53 giùm em đi chơi. Kệ đi. Anh cho em biết kiểu lên một kiểu vậy. Đây con này đúng không chơi. Em mua mã AT18 với một quần ống rộng. Trời ơi, cảm ơn chị yêu nha. Em kẹp okay, cho mình chị Phan Kim nha. Yên tâm đi kẹp em kẹp cho chị nha. Không biết còn kẹp không để kèm nữa. Cả nhà ơi, không biết còn không nữa em vuốt. Em sợ chắc chắn là chị sẽ có kèm rồi á. Nhưng mà không biết kèm cái gì cho chị thôi. Em mưa bông mưa gió mà không biết có kèm không cục vàng ơi. Đây chắc chắn là sẽ kèm cho chị. Nhưng mà em sợ chị kèm cái khác thì không có đúng của chị không vui á. 52 con thì chọn size số 2 luôn cho mình nha. 1,670 con là chọn size số 4 luôn giúp em nha. Ok. Thấy trơn luôn á. Trời trời. Đây con này đúng mấy chơi. Con này luôn giùm em đẹp nha cả nhà ơi. Con này đẹp nha. Con này sang xinh mịn luôn cho mấy chị nha, màu 53 luôn cho mình nha. Màu trời, 53 cực kỳ đẹp. Em đang mặc là màu 47 nha mấy chị ơi, đang mặc hiện tại là màu 47. Trời ơi, cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn mua giùm em nha. Rồi, cảm ơn em nha. Ok chị nha, nhớ nha, đợt sau thấy mặt em là vô mua nữa nha cục vàng ơi. Thấy cái mặt em là thấy mua nữa nha. Mặt em hả mua nha cục vàng ơi. Dễ cô Trang ơi, cô Trang ấy ghét quá. Đây con này màu 53 mấy chị ơi. Màu 53 mấy chị ơi. Màu 53 89 ngàn luôn giùm em nha. 53 cả nhà ơi. Màu 53 89 ngàn luôn giùm em nha. Đẹp nha. À nhớ kìa. Rồi chị á, phía sau của em. Chị Lê Trúc ơi, chị đặt, ôi, chị đặt chưa? Đơn chưa? Chị đặt đơn em mới gửi được nha. Chị không đặt đơn em không biết được đâu mà em gửi cô Trang ơi. Có nước em gửi em đi á, chứ giờ em gửi em đi mà không có chỗ để đến cô Trang ơi. Có điểm đi chứ không có điểm đến cô Trang. Có điểm đi mà không có điểm về nữa chị. Không có biết nào bây giờ mới tới chị luôn á chị ơi. Quan trọng á, tại chị vô vô hàng chị đặt chưa, chị vô vô hàng chị đặt rồi là nó sẽ có cái điểm đến. Còn chị chưa đặt là em không có đi, không em không biết gửi đi đâu luôn á cục vàng của em ơi. Em không biết gửi chỗ nào cho bà luôn á cục vàng chị. Lấy xong cái cửa hoành vô chị không biết đường đâu mà giao biết được đâu gửi cục vàng ơi. Chị không lên đơn cũng đâu có đi đơn được cho mình. Mình đặt đơn là mình phải nhắc vào vỏ hàng giùm em nha. Đây màu 40 đẹp gái luôn á chơi, màu 40 đẹp gái luôn cho em nha. 40 mặc vô đẹp liền mấy chị ơi, mặc trẻ trung luôn giùm em nha. Màu 40 là ghê trời. Ôi trời. Sáng này ghê á. Rồi, giao đồ rồi. Đó, đẹp lắm gì? Giao đồ rồi, đó đẹp lắm. Cảm ơn chị luôn nha, chị Kim Thảo đúng không? Kim Thoa. Chị Kim Thoa. À, Kim Thảo. Kim Thảo mà ôi trời ơi. Đánh giòn cái mỏ em nó muốn quẹo luôn á mấy chị ơi. Rồi chị đặt đồ rồi nhưng chị không thấy màu em giận trứng. Cái gì cục vàng? Chị đặt được rồi nhưng chị không thấy. Ôi chị đặt được rồi là chị sẽ biết con đó chị đặt sao bên em giao vậy nha. Chị ơi chị vô vỏ hàng chị đặt đúng là con CK15 không? Chị đặt đúng CD. Con CD15 không cục vàng ơi? Đúng CD15 mới là nó nha cục vàng ơi. Chị đặt mà thiếu một cái là nó qua cái mẫu khác là em hiểu liền đó cục vàng ơi. Quan trọng là chị vô vỏ hàng chị đặt đúng con đó chưa? Cái lại là chị kiếm cái chỗ là chị đính là con CD15 là chị chọn nó nha. Còn cái màu thì mình kể đi chị, màu là nó sẽ dạ. Đẹp nha. Yên đúng không? Nãy giờ chị vô chị chọn CD15 đúng không cục vàng ơi? Chị chọn đúng CD15 không chị vô ơi? Vô chứ mình vô mình chọn đại con nào cái đúng CD15 là tiêu không chị? Ờ mấy chị ơi đây con này là con 48 giùm em nha. Con này là con màu 48 mấy chị ơi. Con này có tổng cộng 20 màu giùm em nha. Có tổng cộng 20 màu luôn mấy chị ơi. Có 89 ngàn con luôn giùm em nha. Rồi mắc uống lắm. Mắc nói hả? Cứ mà mua mắt bình vô bình lắm. Đây con này mấy chị ơi, con này màu 28 giùm em mấy chị ơi. Màu 28 luôn giùm em nha, mắt đưa xiệt lắm hay gì á. Đây con màu 28 luôn giùm em mấy chị ơi. Màu 28 luôn mấy chị ơi. Màu 28 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về giùm em nha cả nhà ơi. Bỏ thẳng lên coi. Bớt làm biến rồi đi em ơi. Đây con này màu 28 luôn giùm em nha. Rồi màu 28 giùm em cả nhà ơi. Màu 28 luôn giùm em nha. Trời ơi đẹp quá mấy chơi, nút ngọc luôn giùm em nha. Màu 28 luôn cả nhà ơi. Đây em đang mặc là 47 ngày mặc màu khác mấy chơi. Giận hết mặt này nữa mặc màu khác. Mặc 40 chơi vậy. Cho mấy chị. Đi mặc có còn màu khác không cho mấy chị xem nha. Mấy chị
Màu hiện tại nó cầm là con màu 31 nha, màu 31, màu 32 và con màu 39 luôn giúp em nha. Ba con này cực kỳ là xịn sò luôn giúp em luôn. Ba con bông nhí luôn bên em luôn á chị. Cái nhấp tổ hẹn tham khảo và mình chốt luôn giúp em nha. 40 con từ 40 con trở lên và từ 85 con đầu luôn giúp em là mình sẽ mặc vừa và đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Nếu mà có con mặc khác coi cho mấy chị xem nha, đơn giản mà dễ mặc nhất thì lấy con màu 40 luôn cho mấy chị nha. Con màu 40 thì đơn giản mà dễ mặc luôn cho mấy chị á. À, chị mới đặt một con rồi, em cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn luôn nha. Chị đặt áo em đang mặc và áo Minh Tuệ C2 đặt rồi trong gió hàng rồi, em thêm áo em đang mặc nữa nha. Dạ chị ơi, chị Cẩm Hồng ơi, cho đặt thêm một áo nữa đi chị. Chị phải đặt thêm em đi đơn được cho đặt mình nha. Chị em muốn bỏ vô mà bỏ vô không được nữa cho mình đó chị. Không biết đơn nào đơn của mình hết trơn á. Chứ lại là một ngày làm đi có ngàn đơn, không biết đơn nào đơn của mình hết trơn. Chị đặt thêm một áo nữa nha, rồi tự động chị đặt đi rồi em mới dọn vô được. Cục vàng ơi, chị đặt đi rồi tự động là tự năm nó dọn, còn không thì nó hai đơn lẻ nha cục vàng ơi. Đây chị đặt đơn, đơn hàng bán thành công chưa? Chị Cẩm Hồng đâu? Chị Cẩm Hồng đâu? Chị ơi, bây giờ chị lấy em đang mặc thì chị đặt thêm cái nó đi cục vàng của em ơi, đặt thêm cái nó em mới đi đơn được cho mình nha. Chứ không dồn thêm được mà đơn nào cũng mình không dồn được. Dồn là không dồn được chứ mấy chơi, mình đặt là mình đặt đơn mới cho em nha. Đây con màu 40 đẹp gái quá. Đây màu 40 giùm em nha, xinh chưa cả nhà ơi. Đó rồi, con này đẹp lắm, nãy giờ mấy chị không nào mà không chốt là uổng nha. Đây đang mặc là màu 40 mấy chị ơi. Màu 40 rất là đẹp luôn cho mấy chị luôn nha, đơn giản dễ mặc luôn giúp em nha. Và chắc phải này cũng sẽ là vải thun lưới mềm mịn thoải mái luôn giúp em nha. Quần sẽ là cũng là với thun luôn cho mình đó chị. Đây đang mặc hiện tại cho em là màu 40 mấy chị ơi. Rồi màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Vậy đặt hàng ở trên line là mình sẽ nhận được nhiều cái giao đãi từ bên em, cả về cái phần phí áo nè, cả về cái phần phí ship nè, cũng ban đang hỗ trợ luôn cho mấy chị rất là nhiều luôn nha. Muốn thử một cái được hỗ trợ hay không nha, còn về phần ship hay không thì nó không phải tiện thuộc vào cái tài khoản của mình nữa thôi à. Đây con này 47 luôn mới chơi, màu 47 giùm em nha. Dạ. Mã áo mới thay ra. Đây đây con 47 chơi vô giỏ hàng chọn 47 giùm em ơi, để em ghim lại cho chị mua nha cục vàng ơi. Mua là phải ghim vào giỏ hàng giùm em nha cục vàng ơi. Vô giỏ hàng mua giùm em, lên đơn nó đi rồi em gửi cho. Chứ chị không vui, chị không đặt sao em gửi được cục vàng ơi. Áo tơ mai ký lớn nhất là 85 con này xuống 5 nha. 85 cục vàng ơi, từ 40 cho đến 85 con giùm em nha. Trời ơi xinh gái luôn á chị ơi. Đây 47 giùm em nha, đẹp lắm á chị đẹp ơi. Đẹp lắm á chị yêu ơi, chị nào mà không lấy ủng nha. Màu 40 chị Duyên Đòn, à nãy chị Duyên Đòn có đơn rồi đúng không? Hồi nãy chị Duyên Đòn lấy 47 với 53 đúng không? Giờ chị Duyên Đòn lấy em cái nữa đúng không? Ok chị Duyên Đòn nha. Đây con này luôn á chị ơi, con này đẹp luôn giùm em nha. Đây con này luôn á chơi, con này là 40, con này là 47 giùm em nha. Con này là con 47 mới chơi, màu 47 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi chị nào đang vào xem live tim tim vào màn hình luôn giùm em mới chơi. Đẹp lắm. Em vào xem live mình tim tim mình tương tác nhiều lên đi chị, đẩy view cao lên giúp em là mình sẽ nhận được nhiều cái giao đãi từ bên em luôn nha. Tới mẫu này hiện tại em có ghim tên tất cả các mặt hàng của chị rồi, cái nhấp khẩu cái hàng phải một chút nha. Năm mươi hai con size số 2, 40 con thì chị nhấp vào hàng mình chọn size số 1 luôn cho mình đó chị. Tư vấn size cho mấy chị rồi thì chị có vừa và có đẹp luôn cho cái mẫu này nha. À, chị gì vậy? Dạ chị ơi, chị lên chiều cao kèm cái nặng của mình là được rồi chị. Bên em làm với thun á, phải thun với thun co giãn thoải mái cho mình nên mình cứ việc lên chiều cao kèm cái nặng của mình là được rồi nha. Còn mấy cái phân đó thì khỏi lên đi chị. Rồi con này luôn mấy chị ơi, con này á chị Triều Nguyễn Ngọc Trân ơi, chị lên chiều cao con nặng giùm em nha. Lên chiều cao con nặng giùm em cục vàng ơi. Còn phải lựa cái gấm nó không có độ co giãn thì mình còn phải lên mấy cái phần đó. Còn em chắc lại sẽ phải là cái thùng lưới. Rồi đang mặc hiện tại là màu 40 mấy chị ơi, đang mặc hiện tại cho em là màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi con này á chị Ngọc Trân ơi, chị cao bao nhiêu nặng bao nhiêu á chị yêu ơi, chị lên chiều cao con nặng giùm em đi. Nó kéo gì mẹ gắt luôn mấy chơi. Đây con này là màu 47 giùm em nha. Màu 47 89 ngàn luôn mấy chơi. 47 này đẹp nè. Còn chị Cẩm Hồng ơi, chị lấy 47 chị vào cho hàng chị lấy thêm con nữa giùm em nha. Chứ chị còn mang như vậy không đi đơn được đâu. Con 40 này đẹp nè. Con 40 sẽ là một con nền đen bông lương bông tím luôn cho mấy chị nha. Con này giá cực kỳ là hợp luôn, giúp em bỏ ra 89 ngàn sang cho một cái áo thì mặc mấy năm trời luôn á chị. Dạ. Mua một áo mà cảm thấy phí ship cao quá thì lấy luôn cho mình hai năm con một lượt lấy nha. Lấy hai con cho nó đỡ túng ship mấy chị yêu ơi. Rồi con này 89 ngàn luôn giùm em nha. 89 ngàn luôn mới chơi, màu 28 giùm em nha. 28. Áo đang mặc có size 2 không em? Có chứ, từ size 1 cho đến size 5 là đương nhiên là nó sẽ có size 2 luôn cho mấy chị nha. Có đủ nha. Mấy chị ơi, có đủ size luôn giùm em nha. Rồi con này luôn mới chơi, con này đẹp luôn giùm em nha. 89 ngàn luôn mới chơi. Rồi con này là màu 28 giùm em nha. Đơn giản nhưng mà cực kỳ là dễ mặc luôn cho mấy chị luôn nha. Màu nào cũng phù hợp luôn cho mình á. Với lại là mỗi con mỗi màu là mỗi cái đẹp riêng luôn cho mấy chị nha. Rồi con này 47 giùm em cái mới chơi. Con này màu 47 nha.
Rồi con này chị nào lấy là chọn giùm em màu 47 mới chơi. Màu 47 80 chữ ngàn luôn giùm em nha. Màu 47 80 chữ ngàn luôn mới chơi. 40 cho đến 85 con đổ về giùm em con này là mặt đẹp nha. Nè, trong phiên live ngày hôm nay chế nào có đơn là có được kèm sản phẩm cho mình luôn nha. Có đơn là có được kèm sản phẩm luôn mấy chị đẹp của em ơi, rất là đẹp nha. Hôm nay mà chị nào có đặt đơn làm đem sẽ kèm sản phẩm chân cho mấy chị nha. Mạo 47 ở không cho hàng bông khác mà nó đậm hơn đúng không chị? Đúng rồi, nó đậm hơn y chang á. Chị ơi nè, em hướng dẫn cho chị yêu cứ chụp cái màu hình em lại đi. Chị có mua hàng bên em chưa? Nếu mà chị có mua rồi là chị yên tâm, còn chị chưa mua chị mua hai cái kia trước đi, nào đẹp quay lại mua. Nhưng mà sợ hết rồi, em là em không còn mấy chị phải mua nhiều đâu, quan trọng là mấy chị lần đầu á chị mua cái về mặt trải nghiệm đẹp lần sau quay lại mua. Còn chị nằm là khách quen thì mua 10 cái cũng chẳng nói gì nó đúng không? Em là em bán đồ cho mấy chị cái nào cũng vậy cả nhớ. Nếu như mà mình sợ đồ này kia thì mình mua trước về mình mặc đẹp lần sau quay lại mua. Nhưng mà em nói trước lần sau quay lại mua là không có giá này, với lại nhiều khi nó sẽ hết tại vì mấy cái bông này bên em là không có về nữa nha cả nhà ơi. Nhiều khi một cái bông mấy chị đang thấy như này em về một đợt là nó sẽ hết. Em không có kêu mấy chị mua nhiều đâu cả nhà ơi. Chị lấy thôi, em đang mặc màu 40 giùm em nha. Còn chị Cẩm Hồng ơi, nếu mà chị đã mua hàng bên em rồi chị yên tâm, con 47 trong giỏ hàng nó sẽ đậm hơn nha. Nhưng mà nhiều khi cái bông á chị thấy cái màu cam nó nằm ở đây, nhiều khi nó nằm ở dưới đây cũng không chừng. Nó cái họa tiết là nó sẽ khác nhau ở trên áo là do mấy chị ơi, nhiều khi cái cây vải nó cắt ra chỗ này chỗ kia rồi đó, nó không có thể nào mà đồng đều hết 100 cái đâu cả nhà ơi. Đó, nhận hàng về là nó sẽ giống y chang em đang mặc đồ. Thì chị Cẩm Hồng nó lấy con này đẹp lắm, chị yêu cái em ơi. Nè, ê, lấy cho khách mặc. Khách em có mua rồi mới chơi, để em lấy khách em cho mấy chị coi nha. Nếu cho mấy chị coi chị thấm. Để em cho mấy chị coi nè, chị khách bên em đã có mua con em đang mặc rồi, con này là con 47 nha. Khách em có rủi qua một con rồi mới chơi, để em cho mấy chị coi nha cô Vàng ơi. Rồi con này là con màu 53 mấy chị ơi, con này là con màu 53 nha. Chị lấy theo em đang mặc thì chị nhấp vào giỏ hàng đi cục vàng ơi. Mấy chị 53 gỡ quá trời ơi, rất không mấy chị mất tiêu, cho hình mất tiêu mấy chị nè. Đây khách đây. Em có mặc rồi mấy chị ơi, con 47 đúng xinh luôn. Đây, đây em cho mấy chị coi nè, em cho mấy chị coi nè mấy chị ơi, khách em đang mặc con 47 nè mấy chị không. Nó nhiều khi cái họa tiết nó khác nhau nhưng mà nhận về mấy chị thấy không, rồi khách em ở đâu có cái quần màu cam phối vô luôn nè cả nhà thấy không, rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đây khách em mua nè mấy chị, đây xuất sắc chưa. Em nói rồi mấy chị ơi, nhận hàng là y chang em đang mặc, khi em nhận hàng không giống ngoài là đây kiếm em nha, y chang luôn mấy chị ơi. Thấy khách em không nè, có hết minh tệ đồ này kia nè cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Rồi chị ha, mà ưng con này được thì mấy chị nên vào cho hàng mấy chị chốt, đẹp lắm mấy chị, con này đẹp nha. Cái này sang sẽ mình luôn cho mấy chị nha. Lấy chị áo để mặc, lấy chị áo để mặc là chị phải thao tác vào cái hẹo lấy luôn cho mình đó chị, và tất cả các mẫu. Rồi em, ok em chị Quỳnh Lan có đơn luôn giùm em nha cục vàng ơi. Còn chị gì nè chị ơi, chị lấy áo em đang mặc chị vô. Chị mới đặt hai áo rồi nha em, đẹp chị mình hãy mua thêm. Ok chị luôn nha, cảm ơn chị đã đặt đơn. Rồi mấy chị ơi, em không còn mấy chị phải mua nhiều đó cả nhà ơi. Quan trọng là lần đầu tiên mấy chị mua cái về mặc trải nghiệm đi. Mặc đẹp mà lần sau mình quay lại mình mua cái màu khác, mẫu khác mình mua về mình mặc thêm. Đó, còn chị nào mà đã là quá quen rồi mấy chơi đã thấy em mà tao nói là chị có chạy cho nó có nhiều chị gặp em trời ơi, thấy bé này sợ, thấy nhỏ này sợ tốn tiền. Đồ này kia đó là mấy chị cũng biết rồi đó. Đồ đẹp mới tốn tiền, không mới chơi đồ không đẹp lắm tốn tiền đâu mà mặc bà ba này ghiền nha cả nhà ơi. Đồ bên em ra bông hoài luôn á cả nhà. Đồ bên em ta nói ra bông thì truyền miên cho cả ra nhà luôn á. Ra cực kỳ nhậm. Rồi để em hướng dẫn cho. Để em hướng dẫn cho mình nha. Để em hướng dẫn cho. Trước tiên mà chị nào muốn đặt hàng cái con đang mặc đó là chị phải nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở bên phía trái màn hình của mình, chị thấy không? Chỗ đẹp mình ha. Bình luận ở đây kế bên sẽ có một cái dấu hàng màu vàng, nhắc vào cái dấu hàng màu vàng ở đây luôn giúp em. Cái mã để chữ đã riêng hiện tại nó ghi chữ đặc sắc luôn rồi này, chị thấy không? Nhìn qua mình nhắc vào cái chữ mua luôn giúp em là tự động nó sẽ hiện cái bản màu bản size lên nha. Màu hiện tại đây mặc sẽ là một con màu 40. Màu 40 của mình là nó sẽ nằm ở dòng số 4 nè, màu 28 nè, 32 nè, 27 nè, 40. Thì hiện tại là nó sẽ nằm ở hàng số 4 luôn. Lướt xuống cái mình chọn cái size cho mình mặc sao nào, nhắc vào size đó, nhắc vào chữ mua ngay. Ở phía trên đây điền thông tin giao hàng của mình, lướt xuống tích vào thanh toán khi nhận hàng, mấy chị nhắc hồi cho đặt hàng là mấy chị sẽ có đơn. Rồi nha. Vô giỏ hàng coi lại giùm em coi được hay không nha cục vàng của em ơi, có 89.000 một con thôi, vừa đẹp vừa rẻ, giá lại hồi cho mình luôn nha. Rồi chị Cẩm Hồng ơi, được thì nên lấy con 47 này nữa nha. Chị nào mà ưng 47 thì vào giỏ hàng, ưng 40 em đang mặc thì vào giỏ hàng luôn giùm em nha. Rồi chị yêu ơi, chị đặt được đơn không cục vàng ơi, chị vô giỏ hàng chị thấy con 40 không? Nếu mà không thấy nữa comment đi em hướng dẫn tiếp cho mình nha. Đây chị áo này mặc 59 con nha em, 59 con là chọn size số 3 luôn cho mấy chị nha, cho em tư vấn size cho mấy chị rồi nha. Nhắc vào cái giao hàng chốt, lên đơn bên em tranh thủ để đơn sớm nhất có thể cho mấy chị luôn nha. Chứ mấy chị đặt hàng đặt hàng trưa ngày hôm nay, chiều nay làm sẽ có đơn cho mình là tầm ngày mai hoặc ngày mốt là mấy chị sẽ nhận đơn luôn cho ngày hôm luôn giúp em nha. Rồi áo 49 con là size số 1, 47 con là bằng em luôn á cục vàng ơi, em đang cầm là 47 nha. Đây chị 49 con là chị mặc bằng em luôn á chị yêu ơi. Em là em 48 mà mấy chị, em chưa được 47, em chưa được 49 lộn. Đây con này mấy chị ơi, con này là mấy chị mặc vừa em mặc là còn hơi rộng này chị thấy không, chị về là chị mặc nó vừa in luôn á cục vàng ơi.
49 con là xe 1 là vừa là đẹp luôn rồi chị nhé. Phải có hẹn chọn xe số 1 của em nha. Thôi chị không thấy đấy nè, em muốn chọn lại cho mình nè cục vàng ơi. Chị đang thấy không? Đây kế chỗ chị comment. Lấy cam nhấp vào giỏ hàng đi chị yêu ơi, lấy cam lấy tím gì đó nhấp vào giỏ hàng giùm em. Đây cái mẫu em đang like kế chỗ comment có cái giỏ hàng màu vàng nè chị thấy không? Đây chị nhấn vào cái giỏ hàng giùm em nha. Cái mẫu em đang like hiện tại em để chữ đã rim nè cục vàng thấy không? Đây là mẫu em đang like, bấm vào chữ mua giùm em nha cục vàng ơi. Rồi chị mua con màu 40 em đang mặc chị nhấp vào nè, chị kiếm là 26, 28 là 30 gì đó. Chị đếm tới con màu 40 là con màu em đang mặc nè chị thấy không? Đây con màu 40 là em đang mặc nè cục vàng của em ơi. Y chang luôn. Xong rồi, ví dụ như chị mua con 47 nè cục vàng ơi, chị lấy con cam là con 47 nó nằm ở đây nè. Đây con 47. Đó, đúng không? Rồi hoặc là mua con 40 xong rồi kéo xuống cái bảng size, trời ơi con màu 40, con màu em đang mặc là nó đã hết size 3 rồi đó mấy cục vàng ơi. Rồi bấm vào chọn size, mặc size nào, chọn size đó, mặc size 1, chọn size 1, mặc size 2, chọn size 2 giùm em. Rồi bấm vào chữ mua ngay. Rồi điền thông tin trên này giùm em, kéo xuống tích và thanh toán khi nhận hàng bóc đặt hàng. Sao chị không thấy con màu 40 nè cục vàng ơi, đây đếm đi cục vàng ơi, chị không thấy chị đếm giùm em đi. Đây con màu 40 nè cục vàng thấy không, có trong giỏ hàng em mới like được, không có em không like được đâu. Bây giờ mà chị không thấy nó là em bỏ tay luôn á cục vàng ơi, chứ giờ sao giờ. Nãy giờ mấy chị mua chị không thấy có em mới like được, không có làm được nha, không thấy lên nè chào mấy chị, chốt muốn hết luôn rồi á. Chín mấy ký rồi, có 96 ký không? Không có cục vàng của em ơi, bên em là chỉ tầm khoảng 85 độ về thôi. Chín mấy ký em không nhận đơn cục vàng ơi, tám mấy chín mấy ký. Chín nói là mốt mai tới xe 6 mà chưa biết có may hay không. Xe 6 chỉ tầm khoảng 90 con cũng độ về mới chơi, cái đó là biết sai rồi mấy cục vàng ơi. Đây em đang mặc cho mình luôn nha cả nhà ơi, đây là mà 40 giùm em nha, vô giỏ hàng coi kỹ là giùm em để bạn ghim lại cho, để bạn ghim lại cho mấy chị mua nha. Để em ghim lại tất cả các mang sản phẩm lại cho mấy chị mua nha. Rồi em ghim lại cho mình rồi, nó ghi chữ đặc sắc rồi. Rồi tranh thủ mấy chơi, tranh thủ rất nhiều rồi nha. Để xuống like là mấy chị không săn được giá này đâu nha. Em chỉ lên cái giá này ở một trên like một lần duy nhất 89 ngàn thôi nha cả nhà ơi. Một lần duy nhất 89 ngàn luôn nha em, đây 47 giùm em nha. Rồi chị ân là chị ân ở từng phút và từng giây thôi nha. Chứ được xuống like là tự động chấp về mức giá cũ 159 ngàn một áo nha. Là không được hỗ trợ gì hết trơn á, và không được cầm sản phẩm luôn cho mình nha. Nên chị nào hiện tại đang thấy được cái giá hời mà cái tiền nên đặt nha. Đăng thêm vào giá hàng mình chơi con này luôn giùm em. 47. Con này dùm em là màu 47 nha cả nhà ơi, màu 47 89 ngàn luôn dùm em ha. Đẹp lắm. Chứ nào mua màu 47 28 49 vậy cứ nhắc vào cái hẹn mình chốt nha, nhưng mà còn mấy không không vậy không thể nào đi đơn được cho mấy chị đâu nha. Có nhiều chị mới thêm vào giá hàng không cái tưởng đặt hàng rồi là mình chưa có đơn nha, nên mà phải đây, màu 28 luôn dùm em cái mấy chị ơi, màu 28 89 ngàn luôn dùm em nha. Rồi con này chọn dùm em là màu chị 28. Mới nằm một con rồi nha, em cảm ơn chị yêu đã đặt được đơn nha. Rồi 28 luôn giùm em cả nhà ơi, mà 28 luôn giùm em nha, đã đặt đã mua đã săn được rồi, còn đặt hàng lên này rồi, lên này giùm em đi, tôi không biết lên này luôn nha, cái đó lẹ chứ giờ vô chỗ hàng chị đặt không được đâu chị ơi, cái đó giùm em đi, lên nó đi chị cho nó nhanh chị ơi, chị không thấy hoài em buồn quá. Khi nào đăng thêm vào giỏ hàng nữa thì mình có phiền nên đặt đi nha. Đem xuống like là trở về mấy cái cũ thì nó ổn cho mình lắm nha. Đuôi em là chỉ cho nhỏ trên like thôi ạ. Rồi con này là màu 28 giùm em mới chơi, màu 28 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi 28 luôn cả nhà ơi, màu 28 luôn giùm em nha. Còn em đang mặc là màu 40 á cả nhà ơi. Đây con này 47 giùm em nha. Ok chị yêu có đơn nha. Ok chị yêu các em luôn nha. Cục vàng của em ơi, vậy đi cho nó quên gọn lẹ. Cục vàng ơi, vô giỏ hàng khó quá, vậy cho nó lẹ. Cây không đi rồi. Có tiêu rồi. Ghê à. Đây con này màu 37 mấy chơi, màu 37 luôn giùm em nha. Màu 37. Dạ 62 con này size số 3 nha. Rồi. Đây màu 37 mới chơi, màu 37 89 ngàn luôn mới chơi. Rồi màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. 37 89 ngàn cổ tim tay dài nút ngọc mới chơi, cổ tim tay dài nút ngọc luôn giùm em nha. 37 mới chơi. Rồi con này 37 giùm em nha, đẹp lắm mấy chị. Ai xinh không? Con này sang xinh mịn luôn cho mấy chị luôn nha. Đặt
áo đang mặc, áo đang cầm màu gì em? Giờ áo đang cầm là con màu 34 cho mấy chị nha. Đây, màu 34 thôi mấy chị ơi. Ok, cục vàng đó. Ok, ok, chị yêu okay, nha. Chút xíu mấy bạn hỗ trợ liền cho mình nha, cục vàng ơi. Ok, chị yêu nha. Chút xíu các bạn hỗ trợ liền cho mình là yên tâm nha, cục vàng. Đây, con này luôn mấy chị ơi. Con này màu 31 mấy chị ơi. Đây con này mấy chú ơi, con này chọn giùm em là màu 31 nha cả nhà ơi. Màu 31 89 ngàn luôn giùm em nha. Tư vấn sai cho mấy chị rồi là chị có vừa và có đẹp thôi nha, mà lỡ có trường hợp không vừa nên phần hỗ trợ đổi sai cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn á. Ôi ghê 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 ghê. Bên hai chị này Trung Quốc thì rớt ra thiệt luôn á. Hết không? À đăng giá đọc, đăng giá đi. Vừa làm gì chạy dưới cắm đầu luôn ghê hả? Bất ngờ không có chớn á, mình sập xuống nó ngã xuống nguyên xe luôn. Tài xế không có sao. Ghê vậy, sao tài xế sao vậy? Cắm cái đầu của em cũng sao hả? Thoát ghê nhảy ra kìa. Đang giá đều. Rồi con này luôn giùm em mấy chị ơi, con này đẹp luôn giùm em nha, màu tím cà luôn á mấy chị nhà ơi. Màu tím cà luôn giùm em 34 mấy chị ơi, tím cà là 34 giùm em nha, tím cà là 34 á mấy chị ơi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chiêu ân đồ đẹp những cho mấy chị luôn nha, nên mà cái việc thấy được cái giá hợp cái danh thủ nhất và có hẹn chốt luôn cho mấy chị. Chú giờ này ok. Rồi vào lại giùm em nha nhà ơi, vào lại giùm em nha, này xuống rồi. Rồi chị đẹp nào, tình yêu nào hiện tại đi vào xem like mình tương tán mình tim tim lên lại giùm em cả nhà của em ơi. Trời ơi cái mạng của em như cái mạng nhện như đó cả nhà của em ơi. Nó đóng cứng ngắc luôn á cả nhà. Nó đứng cứng ngắc luôn á chị. Đây con này luôn á chơi màu 34 giùm em nha. Rồi con này chọn giùm em màu 34. Chị Nho. Em chào chị Nho. Ôi hello chị Nho nha, lâu quá rồi không thấy chị Nho comment. Đây con này mới chơi màu 34 giùm em nha. Màu 34 mới chơi 89 ngàn luôn giùm em nha. Tao nói ha chị nào mà tao nói hả? Ấn tượng với em một cái mới chơi em nhớ hoài luôn. Em thấy em lú lên là em nhớ liền luôn mấy chị ơi. Mới vào xem live là em thấy liền. Không em cần, gọi tên không cần phải comment luôn. Không cần phải comment luôn. Gọi tên trong live chứ nó lộn gọi trên trong đêm lộn mấy chị ơi. Đây con này màu 34 còn em đang mặc hiện tại là màu 40 nha cả nhà ơi. Con này thì hiện tại em cho mấy chị xanh chỉ có 89 ngàn thôi. Thôi. Rồi con 37 này màu đẹp rồi chơi. Con này luôn giùm em là màu 37 cả nhà ơi. Màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. 37 luôn giùm em. Chắc phải coi giãn không em vậy? Chắc phải thông lưới là đương nhiên là nó sẽ coi giãn thoải mái luôn cho mấy chị luôn nha. Lên một hai con là có thể mặc vô tư thoải mái cho cái mẫu này luôn á. Rồi màu 37 89 ngàn luôn. Màu 37 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 37 89 ngàn một con. Áo đang mặc 52 nha. Con 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn giúp em, là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho mình nha. 40 con chọn size số 1 luôn giúp em. 40 con là chọn size 1 giùm em. Đây con này màu 37 cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 37 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 con độ về giùm em là mặc đẹp nha cả nhà ơi. Đây chị áo đang mặc 52 con, 52 con là mấy chị chọn size số 2 luôn giúp em, là mấy chị sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này nha. Tư vấn size cho mấy chị rồi thì chị có vừa và có đẹp thôi nha, mà lỡ có trường hợp không vừa nên phần hỗ trợ đổi size cho mấy chị trong vòng 3 ngày luôn ạ. Đây đang mặc hiện tại cho em là màu 40 cả nhà ơi. Đang mặc hiện tại cho em là màu 40 nha cả nhà ơi. Màu 40 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 40 89 ngàn luôn cả nhà. Với em ơi coi dạng thoải mái mềm bệnh cho mình luôn. Rồi con này chọn giùm em là màu 53 cả nhà ơi. Màu 53 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Màu 53 89 ngàn luôn giùm em nha. Mấy mẫu này thì chị mua về cho mình mặc này, mua về cho bà mình mặc, mua về cho mẹ mình mặc thì nó cũng rất là phù hợp luôn giúp em nha. Mua về đi lễ đi chùa đi đánh đi tiệc thì nó cũng rất là sang luôn cho mình nha. Đây con này đẹp luôn cả nhà ơi. Con này luôn giùm em là màu 51 cả nhà ơi. Màu 51 89 ngàn luôn giùm em nha. 51 89 ngàn cả nhà ơi. Coi dạng thoải mái mềm mình cho em luôn. Trời ơi con này em cho mấy chị săn hôm nay 89 ngàn chấn động luôn á cả nhà ơi. Chấn động trong phiên live ngày hôm nay luôn giùm em ha. Nhưng mà trước tiên muốn mua mà muốn mặc đẹp vừa và mặc đẹp á thì mình cứ phải lên đúng chiều cao kèm luôn cái cân nặng của mình nha. Lên đúng chiều cao kèm cân nặng của mình là mình sẽ mặc vừa và mặc đẹp luôn cho cái mẫu này luôn nha. Và chắc phải này cũng sẽ là lên phong sẵn hết chứ luôn cho mình rồi chị. Từ size 1 từ đến size 5 luôn giúp em nha. Và từ 40 con cho đến 85 con luôn cho mình á. Từ 40 cho đến 85 con đổ về luôn cả nhà ơi. Đây con này màu đẹp lắm mấy chị ơi. 51 hoa nhí nhỏ cho cả nhà luôn nha. Rồi con này 51, con này là con màu 37 giùm em nha. Có 89 ngàn thôi cả nhà ơi. 40 cho đến 85 con đổ về nha.
dễ mặc nhất, đơn giản nhất thì lấy cái màu 40 cho mình về mặc nha. Đây con này luôn mấy chú ơi, con này chọn giùm em là con màu 53 cả nhà ơi. Rồi con này là màu 53 89 ngàn luôn giùm em nha, 53 cả nhà ơi. 53 89 ngàn luôn giùm em nha. À, màu nào tươi vậy em? Vậy màu tươi là em nghĩ là con màu 40 vẫn tươi luôn cho mấy chị nha. Hoặc đây con 37 mấy chú ơi, con 37 ok nè cả nhà ơi. Đây 37 giùm em nha. Con này là con màu 37 giùm em cả nhà ơi. Màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về luôn cả nhà. Đây con màu 34 giùm em, màu tím cà nha. Tím hoa cà là màu 34 luôn giùm em. Chắc phải coi giãn nhiều hả em? Vậy chắc phải coi giãn ít nha, tuy sẽ phải luôn thương là thun lưới thiệt nhưng mà về cái độ coi giãn là nó coi giãn không có nhiều nha. Vì vậy mà mình cứ việc lên đúng chiều cao và chỉ kèm cân nặng của mình. Đây con này luôn mới chơi, con này luôn giùm em nha cả nhà. Con này là con màu 45 nha cả nhà ơi. Đây màu 45 89 ngàn luôn giùm em nha. Đây màu 45 cả nhà ơi, màu 45 89 ngàn luôn giùm em nha. Đây chị áo đang mặc 40 con và 40 con thì chị nhấp vào cái hàng mình chọn size số 1 luôn cho mình nha. 40 con từ chị thì chị cứ tranh thủ nhấp vào cái hàng mình chọn size số 1 luôn giúp em. 52 con là dạng là chị chọn size số 2 luôn cho mình nha. À, cái set đang mặc bao nhiêu em? Dạ là 174 ngàn á. 48 là cả nhà ơi, con này là từ 485 độ về cả set 174 luôn nha. Cả set 174 à. 174. Đúng rồi, 174 mới chơi. Đây con 48 giùm em nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 48 89 ngàn luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc tay dài luôn giùm em nha cả nhà ơi. Coi dạng thoải mái mềm mịn cho mình luôn. Rồi màu 48 giùm em nha. Một cái quần đen bao nhiêu em? Vậy một cái quần đen là 85 ngàn một cái nha. Quần trắng, quần đen bên em không đủ hết luôn cho mấy chị á. Thôi chị ơi, một áo là 89 ngàn, một quần là 85 ngàn luôn giùm em nha. Đây coi dạng đẹp lắm mấy chị ơi. Đây con này chọn giùm em là màu 48 trong giỏ hàng nha. Màu 48 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Hai áo miễn ship hả em? Vậy chơi với ship không thì nó phải tùy thuộc vào cái đặt hàng của mỗi chị nữa được nha. Một hộp tóc mua hai áo là được kèm hai cây kẹp luôn giùm em nha cả nhà ơi. Tùy vào cái đơn hàng của mấy chị. Bao nhiêu chị mình mua một áo là mình đã được miễn ship rồi nha. Chứ em không hỗ trợ ship luôn cho mình nha. Cả nhà coi nha, mặc sang màu khác mấy chị coi nha. Mấy chị ơi mình coi thử giùm em đi, mình ưng con nào mình cứ chốt con đỏ nha. Em nói thiệt con này là mẫu nào màu nào cũng xinh hết trơn á cả nhà. Và mỗi màu là mỗi cái vẻ đặc biệt luôn cho mấy chị nha. Mình cứ việc lên đúng chiều cao và chỉ kèm luôn cái cân nặng giúp em hai bên trước và hai bên sau là bên em vẫn có làm luôn cho mấy chị nha. Mua về mà nó rộng quá thì mình có thể bóp vào một tí xíu vẫn được luôn cho mình luôn á chị. Cổ tim nút ngọc luôn giúp em, còn nút em sẽ đóng là hoàn toàn hết là trực tiếp áo luôn cho mấy chị rồi nha. Mua một áo cho mình mặc nè, mua về áo cho mẹ mình mặc, mua về cho bà mình mặc vẫn là đẹp luôn cho mấy chị nha. Nhìn gì mà không có sức sống luôn. Chị mới đặt thêm một áo nữa rồi nha, em nhớ lấy đúng sao cho chị. Cảm ơn chị yêu đã đặt đơn luôn nha. Ừ. Chưa có nước. Ở nhà chưa cửa gì đó. Cả set đang mặc luôn là bao nhiêu ạ? Và cái set đang mặc luôn là 174 ngàn nha. Chị mua áo lẻ cũng được mà chị mua quần lẻ cũng được luôn cho mình nha. Mua về mặc đi lễ, đi chùa, đi đám, đi tiệc thì rất là rất thoải mái luôn cho mấy chị á. Vì nó có độ thoải mái, thoáng mát luôn cho mình nha. Và cái mẫu này lên một hai con là mình có thể vô tư thoải mái luôn cho mình luôn nha. Rồi đang mặc cho em luôn mấy chị ơi, màu 28 nha mấy cục vàng ơi, màu 28 rồi, màu 28 xinh vậy ta. Trời ơi mấy chị ơi, màu 28 đẹp nha. 28 đẹp nha cả nhà ơi, màu 28 đẹp nè. Ôi không em chưa mặc con 37 nữa mấy chị ơi, con 37 đẹp lắm, chị khách em mua con 37 này mặc đẹp lắm cả nhà. Dòng thấm. Rồi 89 ngàn luôn giùm em nha. Thấm đi lấy mà. Đây con này 37 mới chơi, 37 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại là màu 37 thầy nhà ơi. Rồi màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. Mềm mịn coi dạng thoải mái, đơn giản dễ mặc luôn giúp em nha. Bà ba lần này dạng sao dạng tay dài lúc ngọc luôn cho mình về cổ tim luôn nha. Cổ tim là mai theo kiểu hồi đây con này chọn giùm em màu 37 cả nhà ơi, màu 37 89 ngàn luôn giùm em nha. Cổ tim nút ngọc luôn mấy chơi, cổ tim nút ngọc của con này màu đẹp nè cả nhà ơi, vừa đẹp vừa rẻ, giá lại hời cho mình luôn nha. Rồi mình đi vào xem like mình tương tán luôn mấy chơi. Bà ba chị nói hay một cái là em biết sao không, là nó sẽ không lỡ mất, là nó không bị lỡ thời luôn cho mấy chị á. Mặc năm này qua tháng nọ luôn cho mình nha. Mặc tráng cỡ như tụi con tu luôn mấy chơi. Đây đang mặc 28, trời ơi, con 28 này màu đúng yêu luôn á trời ơi. 28 con này mặc là trắng da cực kỳ cho mấy chị nha. Đây em đang mặc là màu 28 nha chơi. Đang mặc hiện tại là màu 28 giùm em nha. Về cái độ co giãn thì chắc phải này thì nó cũng sẽ có độ co giãn luôn cho mấy chị luôn nha. Lên một hai con là có thể mặc vô tư thoải mái luôn cho cái mẫu này luôn á chị. Đây rồi, đang mặc hiện tại cho em là màu 28 cả nhà ơi. Màu 28 89 ngàn luôn giùm em nha. Trời ơi cái màu 28 đúng xinh luôn mấy chị ơi, màu 28 nút ngọc luôn giùm em nha. 28 là em đang mặc cho mấy chị yêu kem nha. Đây con này là màu 34 mấy chị ơi. Con này là màu 34 luôn giùm em cái nha. Hôm nay em sẽ hứa hẹn lên nhiều cái mẫu mã đẹp và mức giá cực kỳ là siêu đơn luôn cho mấy chị nha. Trời, phải trước tiên á chị. Chưa đặt cái mẫu mã trước được á thì cái mẫu này mình có thể lên đặt nha.
Đây con này luôn mới chơi màu tím cà luôn giùm em, là màu 34 nha, tím hoa cà. Còn em đang mặc hiện tại là một con màu màu này là mà giống như là màu kem vàng, cả vàng bò hay gì mới chơi. Con này màu đẹp nè. Rồi con này đẹp nó chơi, con này em đang mặc là đẹp nha. Đây con này 89 ngàn luôn mới chơi, xinh lắm. Có màu kem này nó nguyên tại màu sáng da cho mấy chị á, tôn da tôn dáng lắm luôn cho mình luôn. Tại vì cái màu kem á chơi mặc mấy cái con này lên trắng da cực kỳ cho mình luôn nha. Rồi giá 89 ngàn luôn giùm em mới chơi, màu 38 luôn nha cả nhà ơi. Rồi con này chọn giùm em là màu 38 mới chơi, màu 38 89 ngàn luôn giùm em nha. Chắc phải thun lưới em nha, đúng không chị? Chắc phải con này sẽ là phải thun lưới luôn cho mấy chị nha, quần sẽ là phải thun luôn giúp em nha. Và cái set đang mặc Patreon như thế này là 174 luôn giúp em, là cái bộ luôn cho mình nha. 174 ngàn là cái set đang mặc như thế này luôn giúp em ạ. Rồi đang mặc cho em là màu 28 nha cả nhà ơi. Con này luôn giùm em, nó sẽ là con màu 45 trong giỏ hàng nha. Đẹp quá mấy chị ơi, màu 45 giùm em cả nha. Rồi con này chọn giùm em là màu 45 mấy chị ơi. Màu 45 nghiêng về màu gì em? Dạ nó màu sáng lắm luôn cho mình đó chị. 45 hay vậy chứ mặt sáng da lắm luôn cho mấy chị. Rồi con này chọn giùm em là màu 45 cả nhà ơi, màu 45 89 ngàn luôn giùm em nha. Rồi dạ về em đấy. Dạ chú ơi, con này là vải thun lưới giùm em nha. Con này chóc của nó là thun lưới mấy chị ơi. Con này chóc của bên nhà em nó sẽ là thun lưới co giãn luôn giùm em nha. Đây màu 45 cả nhà ơi, màu 45 89 ngàn luôn giùm em nha. Một mấy 52 mà trên 52 con là chị chọn size số 2 cho mình. Một mấy 6 mà trên 70 con là chị chọn size số 4 luôn giúp em nha. 40 con thì chị tranh thủ nhấp vào cái hàng chọn size số 1 luôn cho mình là vừa là đẹp luôn ạ. Chị mới săn một con rồi nha, em cảm ơn chị yêu đã đặt đơn nha. Rồi con này chọn giùm em mới chơi màu 4, màu 53. Con này con 53 giùm em nha, nó còn được 1, 2, 4, 5 nữa là hết luôn nha cả nhà ơi. Con này còn được 1, 2, 4, 5 nữa là hết luôn cho em luôn nha. Rồi 89 ngàn luôn mới chơi, đẹp quá. Con này là nó sang xịn mịn, dễ mặc, dễ mua luôn giúp em nha. Áo áo lẻ chị thì nó dễ phối đồ lắm luôn cho mấy chị á. Có một cái quần trắng và một cái quần đen thôi là phối là vô tư thoải mái luôn cho mình nha. Ok đây. Chị ha, chị Thu Kim đúng không? À chị Thu Kim ơi, chị lên cái này giùm em đi, sẽ có bạn hỗ trợ cho mình nha. Cục diện ơi, chị lên cái này đi, có bạn hỗ trợ cho mình luôn nha chị yêu ơi. Rồi 89 ngàn luôn giùm em mấy chị ơi. Trời ơi, con màu 53 đúng xinh luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào đi vào xem like đã đặt, đã mua, đã săn rồi, comment cho em biết. Mua hai áo được kèm một cái kẹp, mua một áo được kèm một cột tóc. Em đang cột rồi chơi, em đang cột tóc cho em luôn á. Đây con này chọn giùm em mới chơi, con này là màu 53 nha. Thường ngày mấy chị bỏ ra một số tiền lớn họ không được kèm gì hết trơn, hôm nay bỏ ra 89 ngàn và để kèm sản phẩm. Ngày mua con này 165 ngàn nha cả nhớ, hôm nay có 89 ngàn thôi. Đây con màu 49 mới chơi. Rồi con này là màu 49 luôn mới chơi, màu 49 luôn giùm em nha. Mày hay tham cái không? Chị ơi em mệt quá. Đây đây con này luôn mới chơi, con này luôn giùm em nha. Con này là con màu 49 mới chơi, màu 49 89 ngàn luôn giùm em nha. Màu 49 89 ngàn luôn nha cả nhà, với em ơi đẹp lắm. Con này sang xinh mình luôn cho mấy chị nha. Mua thử trước một áo về mặt nha chị, mua thử trước một áo về mặt thử có chắc vải nó như thế nào nha. Chắc vải có đẹp hay không, hay là chắc vải mặt hay là cái phấn đẹp hay không, quay lại mua nữa chứ không phải tổng. Rồi con này là 38 mới chơi chị nè. Mở ơn con này nữa thì mình vào giỏ hàng nha, để em qua mẫu rất là ủ, rất là tiếc luôn á cả nhà ơi. Em qua mẫu em không quay lại con này đâu nha. Đây con này là con 51. Con chị nào hơn mà hết mà bông nhí á, mà loại sáng thì lấy con màu 51 luôn cho mình về mặt nha. Rồi con này 51 giùm em mới chơi. Con này là con màu 51 giùm em nha. 51 89 ngàn luôn mới chơi. Đây màu 51 giùm em nha. Lấy cho chị một cái đang mặc 69 con, 69 con là chị chọn số 4 nha. 69 con mà các trường hợp trên 1m6 thì lấy xe 4 và dưới 1m6 thì cho lấy xe 5m vừa nha. Còn áo này hỏi mặc về cái chất vải nó hay hung lưới hay là sao? Là chất vải này là sẽ hung lưới. Coi giãn nhẹ thôi cả nhà ơi, không coi giãn nhiều nha. Nhưng mà có 89 ngàn là quá rẻ luôn mới chơi. 89 ngàn cho con phiên line này là quá rẻ nha. Đây con này màu 47 mới chơi, sao nó cứ méo qua bên ngoài mấy chị. Đây màu 47 giùm em, trắng đen luôn giùm em nha. Phối quần trắng và quần đen đều được luôn nha cả nhà ơi. Quần bên em có 85 ngàn cái thôi. Phối trắng quần trắng quần đen thì vẫn còn đủ hết luôn cho mấy chị nha. Và bên em vẫn có quần ống nhỏ luôn cho mình nha. Quần ống nhỏ bên em là 69 ngàn một 69 ngàn một cái nha, còn quần ống rộng là 85 ngàn luôn giúp em nha. Rồi ống rộng 85, ống nhỏ 69 ngàn giùm em nhé chị ơi. Rồi chị nào mà đi vào xem like đặt đơn tranh thủ giùm em nha, màu 28 á chị ơi. Màu set bao nhiêu em? Vậy màu set là 174 ngàn là cái set đang mặc như thế này luôn nha. Chị mua áo lẻ cũng được mà chị mua quần lẻ cũng được luôn cho mình đó chị. Nếu mà chị nào đã có quần lẻ rồi khỏi cần phải mua quần nữa vẫn được luôn giúp em nha.
Đây, con này đẹp quá mới chơi. Rồi, 89 ngàn luôn dùm em nha. 89 ngàn luôn mới chơi. Màu 47 dùm em nha. Con màu 47 này đẹp nè cả nhà ơi. Rồi, màu 47. Vậy chị nào mình đã đặt, mình đã săn rồi thì cứ comment lên cho em biết nha. Bên em sẽ cho bạn đi đơn và kèm theo đó là kèm sản phẩm chân cho mấy chị luôn nha. Cái mẫu trước chưa săn được thì tranh thủ cái mẫu này thì mình cứ phiền nên săn đi chị. Đồng giá là cũng chỉ có 89 ngàn thôi à. Rồi. Để qua mẫu thì bởi vì cả mời đã, đã mua đã săn rồi comment cho em biết một cái mới chơi. Đây 47 giùm em nha mấy cục vàng ơi. Đây con này là màu 47 giùm em cái nha, màu 47 89 ngàn luôn mới chơi. Phải thun coi dạng luôn giùm em nha, để em qua mẫu luôn nha cả nhà ơi. Em qua mẫu là không săn được giá này nữa đâu nha. Từ màu sáng cho đến màu tối, từ bông nhỏ cho đến bông to làm em thỏa còn đủ hết luôn cho mấy chị nha. Đây mấy chị ơi, 89 ngàn luôn mấy chị ơi. Màu kem là con màu 28 trong giỏ hàng giùm em ha. Con này là con màu 28 mấy chị ơi. Màu 28 giùm em nha. Rồi qua mẫu luôn mấy chị ơi. Để em qua mẫu luôn cho mấy chị nha. Thấy đủ bạn. Em lên nữ hoàng nha cả nhà ơi, mấy chị lên nữ hoàng em lên nữ hoàng cho cả nhà nha. Em lên nữ hoàng nha cả nhà ơi, em lên nữ hoàng cho mấy chế nha. Ok cả nhà ơi, em lên nữ hoàng nha, nữ hoàng đẹp rồi mấy chị ơi. Em lên nữ hoàng nha. Em lên nữ hoàng luôn cả nhà ơi. Dạ qua cô tìm với cô Vuông là xưa chị, giờ lên cổ nước hàng luôn cho mấy chị nha, mặt sang trắng luôn cho mình nha, mặt sang chảnh luôn cho mình nha. Cái quà nghe cái tên là sang rồi đó. Mày gì vậy? Tất cả là mày nhiều chuyện nè. Mày không như cái hàng của tao. Cái hàng của tao là không bao giờ nhiều chuyện. Và trước mày em sẽ qua trên mặt cái con cục. Để biết hết chứ không có nhiều. Nha, sẽ không nhiều nhiều chuyện với một người như mấy hai. Cái gì vậy? Chị nhận áo rồi đẹp lắm, phải tốt. Cảm ơn chị Mỹ Dung nha. Ê chị Mỹ Dung kìa. Hôm nay sẽ có mua thêm vô nữa không chị Mỹ Dung? Tiếp tục qua cho mình một con mẫu nước hoàng nước nha, đồng giá 95.000 áo luôn cho ngày hôm nay nha. Cổ tim cổ Dung giờ xưa chị giờ quay cho con nước hoàng luôn cho mình nha. Về cái tủ đồ của mình là phải mỗi màu, mỗi mẫu lại phải có một con cho mình nha. Từ cổ tim cổ vuông là bây giờ phải có bộ nước hoàng luôn giúp em nha. Biết ai đây cho con không? Thái chưa này? Em cũng chuẩn bị ba mẫu nha. Thái nó báo lắm. 52 con là size số 2, 40 con thì mấy chị chắc vào cái hàng chợ size số 1 luôn cho nữa chị. Tư vấn sao cho mấy chị rồi cứ nhắc khoảng hàng một chốt nha. Qua luôn cậu nữ hoàng cho mình luôn nè. Qua nữ hoàng. Nữ này. Hoàng sang xịn mình luôn cho mấy chị nha. Nữ hoàng sang xịn mình cả nhà ơi. Nói nó máy còn được không? Đợi em luôn. Cái này không được thì qua mấy cái này đi em ơi, hơi nào mà em đè đầu cái nhỏ đó em hoài vậy. Chỉ hoài cũng vậy à. Tức nó ghê luôn mấy chị. Em vậy chỉ nó hoài nó cũng vậy à, nó không biết gì chứ. Vậy sao? Dữ vậy sao? Mắt ho lắm hả? Mắt duyên hả? Này mấy chị, cái này mấy chị không thương mấy chị còn chửi cho đầu quá. Cái đó mình đang làm việc cái mắt ho lắm hả? Đây mấy chị ơi, em lên cho mấy chị một con áo nữ hoàng nha cả nhà ơi. Con này hôm nay trơn cho cả nhà luôn nha. 95.000. Em qua mẫu thôi cho mấy chị một con nữa nha. Rồi mấy chị ơi, con này trơn cho cả nhà của em luôn nha. 95.000 một con luôn mấy chị ơi. 40 cho đến 85 con độ về giùm em nha. Rồi 95.000 một con. Trời mấy chị ơi, em đang mặc là con B3 nha cả nhà ơi. Rồi đang mặc hiện tại là B3 luôn giùm em. B3 95.000 nha cả nhà ơi. B3 95.000 luôn giùm em nha. Đây con này B5 luôn giùm em mấy chị ơi. Màu xanh này đẹp nè, màu xanh này lạ nè cả nhà ơi. Xanh biển luôn giùm em nha. Đây, rồi nữ hoàng cổ sau. Còn đứng hai em. Nữ hoàng cổ đứng hai em. Đúng rồi, cổ y chang em đang mặc này cục vàng ơi, cổ y chang em đang mặc nè. Bây giờ qua chơi cổ nữ hoàng đi chị. Cổ vuông, cổ tròn, trong tủ mình là phải có một con cổ nữ hoàng nữa nha. Nó bị gì vậy? Nhiều mẫu, nhiều mã nó mới sang. Nó bị gì vậy? Vậy nó cũng vậy nó đẹp á.
nó cứng đẹp lắm. Cục vàng của em ơi, con này phơm đẹp nha. Con này em kêu ông cho mình luôn á. Cục vàng của em ơi có 95.000 con nha. Đây con B5 giùm em nha. 95.000 con. Thôi nó bẹp ngang nha. Đây 95.000 con giùm em nha. Con này hàng đẹp quá cả nhà ơi. Con này là hàng đẹp luôn giùm em nha. Em để 95.000 thôi. 180 lần á cả nhà ơi. 185.000 cho. Có áo bà ba có túi thôi. Cho mẹ 70 tuổi mà. Không, không có túi cục vàng ơi. Quần em mới có túi chứ bây giờ áo em không có lên túi nha. Áo em không có làm túi mấy cục vàng ơi. Đẹp lắm, cái nụ hoàng này đẹp nè cả nhà ơi. Rồi con này em kêu ơn cho cả nhà của em luôn nha. 95.000 thôi cả nhà ơi. 40-85 độ về giùm em, con này là đẹp nha. B3 mấy chị ơi chị nè. Ê Phong ơi, Phong em đi xuống dưới em lấy con màu vàng đi. Sẵn em sợ má gờ luôn. Rồi 95.000 luôn mấy chị ơi. Có bà ba mẹ 70 tuổi là có nha. Cục vàng của em ơi, nhưng mà túi thì em không có túi nha. Túi là bên em chỉ có quần thôi. Quần là bên em có kèm túi nha cục vàng ơi. Đây B4 luôn giùm em cái mấy chị ơi. Rồi con này chọn giùm em là B4 nút. Bên em là đột bọc hết tất cả hoàn toàn. 64 cân và cao bao nhiêu chị ơi? 64 cân lên chiều cao giùm em đi. Chỗ con xanh đen này B7 đẹp nè mấy chị ơi. Đây con này là B7 giùm em nha. B7 95.000 luôn mấy chị ơi. B7 95.000 giùm em nha. Rồi B7 95.000, còn em đang mặc là B3 mấy chị ơi. B3 ta là tay bồng nha mấy chị ơi. Cổ là cổ nữ hoàng, lúc là được bọc hết hoàn toàn cho mình luôn. Mặc là không lo vấn đề là bị lộ là bị hở nha cả nhà ơi. Em cho mấy chị săn hôm nay là 95.000 luôn giùm em nha. Ráng vào giỏ hàng mình săn luôn cả nhà ơi. Rồi đang vào xem like tương tác tim tim lên giùm em cái mấy chị ơi. 95.000 luôn giùm em cái nha. Đây con này luôn mấy chị ơi. B17 giùm em nha. 1m65-64 con là size 3 giùm em nha cục vàng ơi. Rồi đang mặc là B3 luôn giùm em. Ghim nữ hoàng đi em có rim rồi mà chịu. Ui trời ơi Mỹ Dung. Chị Mỹ Dung ơi em có ghim rồi á. Trời ơi chị ơi nó chưa có ghim. Rồi em ghim rồi á chị yêu ơi. Buồn chán ghê mấy chị. Đây bấm vào chỗ mua giùm em nha. Đây B1, B2, B3 nè cục vàng ơi. Coi giùm em đang mặc là B3 cổ đẹp lắm nha mấy chị ơi. Con này nó bị gì mấy chị ơi. Nó hồi nãy em mặc lên cái em ngồi xuống cái nó bị dảnh ra mấy chị. Đây B3 về chị nào có ủi mấy chị ơi. Ủi giùm em cái này hồi em bỏ ra nó không có bị lỗi mấy chị ơi. Đa số là nó không có bị lỗi nha. Cái này nó bị lỗi chút xíu rồi mấy chị ơi. Đây em đang mặc là B3 mấy chị ơi. B3 luôn giùm em nha. Form đẹp lắm. Con này phơm đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi em đang mặc là B3 luôn mấy chị ơi. 95.000 B3 giùm em nha. 95.000 cho con B3 nha cả nhà ơi. Trời ơi B5 cả nhà ơi. Đây con này là B5 giùm em nha. B5 95.000 luôn mấy chị ơi. B5 95.000 luôn giùm em nha. 40 cho đến 85 độ về giùm em. Con này là mặc đẹp nha. Rồi con này là B3 mấy chị ơi. B3 95.000 giùm em nha. Con này là con B10 á cả nhà ơi. B10 em đang mặc là B3 nha. Ôi con B6 mà chị ơi. Rồi chị Mỹ Dung ơi, chị vô giỏ hàng cho coi thử giùm em coi được không nha chứ ơi. Vô giỏ hàng coi được chưa. Đây con B6 này là đẹp nè mấy chị ơi. Con B6 bông này đẹp nè, bông tím nha cả nhà ơi. Đây em coi con mấy. Đây con này chọn giùm em là B6 nha cả nhà ơi. B6 95.000 luôn giùm em nha. Cổ nữ hoàng nha mấy chị ơi. Con này là áo lẻ cổ nữ hoàng. Chị nào ở nhà có cái quần màu rồi mấy chị ơi, mua về phối chung luôn giùm em vẫn được. Còn không thì mấy chị phối áo lẻ quần lẻ như thế này cũng sang nha. Phối quần trắng quần đen là thấy nó cũng sang rồi. Đây B6 phần em đang mặc là B3 giá 95.000 luôn giùm em. 40 cho đến 85 con độ về nha mấy chị ơi. Rồi con này luôn giùm em một mã là mã B10 cả nhà ơi. Con này chọn giùm em là B10 nha. B10 95.000 luôn mấy chị ơi. B10 95.000 giùm em nha. Rồi mình đi vào xem like mình tương tác mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. Đây B6 luôn giùm em nha. Để rồi đi rồi đá rồi súng rồi đổ rồi tao đặt mày chết đi. Đây B1 màu vàng luôn mấy chị ơi. Em có B1 màu vàng luôn nhưng mà em nháo lẻ nữ hoàng luôn mấy chị ơi. Rồi lên chị xem 35 áo ơi. Cái gì ơi cục vàng ơi, chị comment cái gì em không hiểu á. Chị Quỳnh Lan ơi, chị comment cái gì á chứ Dung ơi. Rồi chị Mỹ Dung ơi, chị đặt được chưa cục vàng ơi. Đây B1 giùm em nha cả nhà ơi. B1 màu vàng giùm em nha. Đây con này xinh chưa cả nhà ơi. Con này là B6 giùm em nha. B6 95.000 luôn mấy chị ơi. Con này 185 lận á. Con này 185 lận á chị ơi. Nay cho xăng 85.000 cho nó hết luôn mấy chị ơi. Cho xăng 95.000 cho hết luôn nha. Nó bị lẻ sai cả nhà ơi, cho nó hết luôn còn có mấy cái à. Con này sẽ là con mã nữ hoàng luôn cho mấy chị nha. Trong túi đồ của mình là không thể nào thiếu một cái con mã nữ hoàng được. Con này đẹp chị. Em ơi, con mấy vậy? Con B9. Này còn có mấy con em chi ông luôn á cả nhà ơi. B9. B9 luôn mấy chị ơi. B9 95.000 luôn giùm em nha. B9 95.000 luôn mấy chị ơi. Rồi B9 95.000 giùm em nha.
chắc phải coi vậy hả em? Thì đúng rồi, chắc phải con này cũng sẽ là phải khuôn lưới luôn cho mấy chị nha, khuôn lưới đơn giản dễ mặc hơn cho mình nha. Và còn dạng này cũng sẽ là dạng cổ nữ hoàng cho mình á. B9 và B9 thì chị Điệp 2609 là nhất khẩu hàng chốt nha. B9 thì vào giỏ hàng cái cùng dạng ơi. Còn em đang mặc hiện tại chị nào lấy là B3 giùm em nha. Đây con này B9 luôn mới chơi, B9 95.000 giùm em nha. Đẹp quá à. Đấy, chứ mà mấy không không vậy không ai nào đi đơn được cho mấy chị nha, nên mình có tiền lưu ý luôn giúp em nha. Đặt hàng tranh thủ thao tác và có dấu hàng mình đơn đơn bên em sẽ tranh thủ đơn sớm nhất có thể cho mấy chị nha. Trời ơi, con này luôn mới chơi B8 luôn em, màu tím này. B8. Đây con này là B8 luôn mới chơi, nút là được bọc hết tất cả hoàn toàn nha. Rồi B8 luôn mới chơi, B8 95.000 giùm em nha. B8 95.000 luôn mới chơi. Ok chị Điệp có đơn nha. Ok chị yêu của em có đơn giùm em nha. Trời ơi mấy chị ơi, có 95.000 thôi cực kỳ ưu đãi cho mình nha, nút được bọc hết hoàn toàn cho mấy chị nha. Mặc là không lo vấn đề bị lộ và bị hở cho mình luôn. Rồi 95.000 một con luôn cả nhà ơi. Rồi, 95.000 luôn giùm em mới chơi B8 giùm em nha. B8 95.000 luôn mới chơi. Còn em đang mặc hiện tại là B3 mới chơi. Rồi, đang mặc hiện tại là B3, còn em đang cầm là B8 luôn giùm em, giá 95.000 thôi. Rồi, chị nào mà đặt đơn thì tranh thủ để em ghim lại cho mình nha. Để em ghim lại cho mình mấy chị yêu ơi. Để em ghim lại cho mấy chị đặt hàng nha. Rồi con này luôn giùm em một cái mấy chị ơi, con này luôn giùm em một cái, nó sẽ là con màu B8 nha cả nhà ơi. Có 95.000. Hiện tại cái mẫu này có ghim cho mấy chị rồi, chị của này sang xịn mịn luôn cho mấy chị nha, mua về cho mình mặc, mua về cho bà mình mặc thì rất là phù hợp luôn giúp em nha. Vì bà ba là nó không có kén mọi độ tuổi của mình đâu chị, mà độ tuổi là mặc nó cũng phù hợp luôn cho ngày hôm nay nha. Hôm nay có đặt là bên em sẽ là bên em sẽ có kèm sản phẩm tri ân cho mấy chị nha. Một áo không có, hai áo không có luôn, chứ mình có đặt là sẽ có kèm luôn giúp em luôn ạ. Áo đang cầm màu gì em? Áo đang cầm có màu tím, đang cầm như thế này là B8 cho mấy chị nha. B8 đồng rồi, giá 95.000 nha. 95.000, còn em đang mặc là B3 cổ nữ hoàng luôn cho mấy em nha. Nút là nút bọc hết tất cả hoàn toàn. Từ 40 cho đến 85 cân độ về, giá con này tri ân cho mấy chị luôn, 95.000 cho mấy em nha. Hai con B8 này đẹp quá. Bao nhiêu xì một áo phải em vậy? 95.000 một cái nha. 95.000 một áo luôn giúp em, và món này tổng cộng có 10 màu cho mình á. Có tổng cộng 10 màu thôi cả nhà của em ơi, nên chị nào mà ưng thì mấy chị nên may, còn một mấy con thôi. Đây B2 luôn giùm em nha. Mà hiện tại đang cầm sẽ là một con B2 luôn cho mấy chị nha. B2 đồng giá là cũng chỉ 95.000 áo luôn cho ngày hôm nay nha. Cái set đang mặc và đây tri ân như thế này là cũng chỉ có 180.000 thôi à. Lấy áo cũng được mà chị lấy quần vẫn được, mua giúp em luôn. À, chị mới làm một con rồi nha, em nhớ lấy đúng size rồi. Cảm ơn chị yêu thật đơn nha. Rồi con này chọn giùm em mã B2 nha cả nhà ơi. B2 95.000 luôn giùm em nha. B2 95.000 cổ nữ hoàng tay bọc luôn giùm em nha mấy ơi. B2 luôn giùm em 95.000 thôi cả nhà ơi. Con này đẹp xuất sắc. Đây chị đang mặc 59 con, chị nhắc cậu có hẹn chọn size số 3 luôn giúp em. Rồi em mặc sang màu khác cho mấy chị ơi. Chị nào lấy B3 thì mình vào giỏ hàng mình lấy luôn giùm em nha. Rồi đang mặc hiện tại cho em là B3 cả nhà ơi. B3 con này là con B8 là màu tím này đẹp nè cả nhà ơi. Con B8 này đẹp, còn em đang mặc là B3 dây trắng nha, ngâm gì mặc con này cũng đều ok hết cho em luôn nha. Mua về con này mặc ở nhà rồi hàng ngày cũng được, đi đám đi tiệc đi lễ đi chùa đi đâu cũng phù hợp luôn giùm em nha. Rồi giá con này cho xăng 95.000 luôn mấy chị ơi. Rồi B8 luôn mấy chị ơi, B8 95.000 giùm em nha. Đây trời ơi xinh quá cả nhà ơi. Ê tôi bật các bạn ơi. Bạn bị gì? Có bị yến không? Bị gì? Chứ nói gì? Yến không? Nghe lên. Chị chở gì nữa? Khổ dữ ha. Để cho mặt nha. Mà hiện tại đứng cầm sẽ là một con mã B luôn giúp em nha. Mã B cổ nữ hoàng luôn giúp em, coi dáng mềm mịn thoải mái xịn sò luôn cho mình luôn ạ. Lấy áo đang mặc vậy, lấy áo đang mặc là chị phải nhắc vào cái dấu hàng lấy nha, chứ mình cầm em không không vậy là mấy chị sẽ không đi đơn đồ chung cho mình nha. Đặt hàng trên hữu nhắc vào cái dấu hàng luôn giúp em, mình nếu trên nào không biết thì mình cứ cầm em lên cho em biết luôn nha. Thiệt á, mấy thằng này thật lớn mà ra chưa có chị chắc. Chị hỏi đường thì thấy đường về nhà luôn. Thằng nó bị đuổi chắc rồi. Cá mày luôn 10 ngày. Thiệt luôn á. Một ngày một tao không được cái nó cắm ngay cho con. Vậy con. Vậy nó ghét con quýnh trong khá nó hưởng nó cũng như là nó cũng được. Chắc chắn là có ngày đó rồi. Rồi đâu gì cũng có. Chưa chắc à. Vậy mình giờ mình nghĩ đi. Giờ mình nghĩ. Thật mới gì. Thì mày nghĩ mới có thằng khác vô. Mày không nghĩ sao thằng khác vô được không? Cái chuyện ngủ. Bắt thì tao nghĩ, tao nghĩ là sao tao bị quýnh con. Giờ mày nói, mày bắt nói lắm hả? Ừ. Rồi mấy chị ơi, B6 luôn vậy mày. Ôi 2 giờ hả trời. Rồi chưa làm gì cho cuộc đời chưa 2 giờ mấy chị ơi. Đây con này luôn mấy chị ơi, con này là con màu B6 luôn giùm em nha. Rồi B6 95.000 luôn mấy chị ơi, B6 95.000 giùm em nha. Đẹp quá.
Ôi, con B6 này xích xác luôn mấy chị ơi, 95 ngàn giùm em nha. B6 95 ngàn luôn mấy chị ơi. B8 là một màu đang cầm luôn cho mấy chị nha. B8 đồng giá 95 ngàn luôn giúp em nha. Và màu đang mặc sẽ là một con màu B6 luôn cho mọi nha. B6 cũng đồng giá 95 ngàn luôn cho ngày hôm nay luôn. Coi set đang mặc 100 chứ mà 180 ngàn á. 180 là cả set, một áo em đang mặc là 95 ngàn. Và em đang mặc hiện tại trên người là con B6 luôn giùm em nha cả nhà. Bé em ơi. Rồi B6 luôn giùm em 95 ngàn nha cả nhà ơi. Con này em tranh thủ em lên lại cho cả nhà luôn nha. Rồi 95 ngàn con luôn. Áo này chắc phải gì em nhỏ, này chắc phải sẽ là phải thông lưới coi vậy thì mình thoải mái luôn cho mấy chị nha. Đặt hàng nhất vào cái hàng mình nếu trên nào không biết mình cũng cứ comment lên cho biết luôn, em cũng sẽ hỗ trợ lại luôn cho mấy chị đặt hàng nha. Đây B luôn mấy chị ơi, B8 còn em đang mặc là B6 nha cả nhà ơi. Rồi 95 ngàn một con luôn giùm em, 40 cho đến 85 độ về giùm em làm mặt đẹp nha. Rồi mình đang vào xem like, mình tương tác, mình tim tim lên giùm em cả nhà ơi. 95 ngàn B8 giùm em luôn. Áo này mặc có size lớn không em? Dạ có nha, size lớn bên đây mình tới size 585 con lận. Nói chung mà chị nào muốn đặt hàng là mình cứ việc lên đúng cho ca và chị kèm một con nặng của mình luôn đi chị. Đây B4 mấy chị ơi, B4 95 ngàn luôn mấy chị ơi. Đây con này chọn giùm em là màu B4 nè nhỏ ơi, B4 95 ngàn luôn giùm em nha. Đã đặt, đã mua, đã săn rồi comment cho em biết em lên đơn thành công cho mình luôn nha. Lên đúng chiều cao và kèm luôn cái con nặng luôn giúp em nha. Thao tác vào cái dấu hàng, chọn màu, chọn size là mình sẽ có đơn luôn cho mình nha. À, áo xe nào quần xe đó hay là xe em đúng rồi chị. Chị lấy áo xe nào thì chị lấy quần xe đó luôn giúp em nha. Và chị nào đã có quần rồi thì khỏi cần phải mua quần nữa, vẫn được luôn cho mình á. Áo này sẽ dạng cổ nữ hoàng luôn giúp em nha. Cổ nữ hoàng nút bọc luôn giúp em, và nút em sẽ bọc theo được cái sắc vải của nó. Vì vậy mặc áo cực kỳ là sang trọng luôn cho rồi, mình nha. Rồi đang mặc cho em luôn mấy chị ơi, B4 giùm em đang cầm mặc hiện tại là B6 nha cả nhà ơi. Rồi B6 95 ngàn cổ nữ hoàng tai bồng luôn giùm em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp cho mấy chị luôn. Rồi chị nào mà đi và xem like đã đặt, đã mua, đã săn rồi comment cho em một biết bộ nha. Bao nhiêu tiền nha? Một bộ là 180 ngàn nha. Áo là 95 ngàn, quần 85 ngàn chung luôn cho mình nha. Có bộ có 180 ngàn thôi à, thì mình tranh thủ luôn lấy luôn giúp em cá bộ luôn cho mình nha. Đẹp lắm. Rồi mấy chị ơi, chị nào mà đi vào xem like ưng con này nữa thì mình tranh thủ nha cả nhà ơi. Ưng con này nữa thì mình vào dọn hàng giùm em nha. Đây B5 luôn cả nhà ơi. B5 95 ngàn luôn giùm em nha. Và với chị phải lấy một cái áo và lấy một cái quần riêng nha, hoặc là chị nào đặt hai đơn đi chị là tự động sẽ gặp đơn vô cho mấy chị nha. Con nhà trong phòng vui vui mà con kim không có không bước ra ngoài đường đi chơi xong vô nhà không. Đây con này B5 giờ hay trước. Đây con này là nút bọc hết cho mấy chị ơi. Đây em đang mặc là B6 con này luôn giùm em, cái B5 mấy chị ơi, B5 luôn giùm em nha. Rồi chị nào đi vào xem like đặt đơn tranh thủ nha cả nhà ơi, có 95 ngàn con thôi em đi được đó, nó là đơn gì cho cả. Đây con này B1 mới chơi, con này là B1 có giùm em chứ giờ làm cũng có nổi đâu. Đây B1 mới chơi. Rồi. Đặt cái vô đẹp chết rồi đúng không? Đừng nó cậu như thấy ghét. Cái gì cũng kêu cho nói giọng đó. Nhiệt nhẹ. Nghe dữ rồi. Kêu mày nặng, mày có đi nổi không? Tắm một nước đi cũng xong. Ừ. Đây B1 mới chơi. B1 95 ngàn luôn mới chơi B1. Giờ tao đi ra ngoài mà tao xỉu ngoài mình chưa chắc mày ổng tao vô nổi nữa. Tao ổng thấy ngày dưới lộ cái gì đó. Tao ổng giận thứ đó thì giờ ổng mày thấy ngày lộ á. Rồi con này chọn giùm em mấy chị ơi. Rồi B1 giùm em nha cả nhà ơi. Con này là B1 giùm em ha. B1 95 ngàn luôn mấy chị ơi. Rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào lấy B1 và dọn hàng luôn giùm em mấy chị ơi. B1 sẽ là một con màu vàng luôn cho mấy chị nha. B1 sẽ là một con màu vàng cực kỳ là xịn sò luôn giúp em nha. Chắc phải bên em giặt tay giặt máy là vui tươi thoải mái luôn cho mấy chị nha. Và dạng này cũng sẽ là dạng trong đầu luôn giúp em. Dạng trong đầu đơn giản dễ mặc luôn cho mình nha. Mà hiện tại đang cầm là con B4 luôn cho mấy chị nha. B4 chính là rồi em đang mặc là B6 mấy chị ơi. B4 là màu xanh luôn giùm em nha. B4 là màu xanh mấy chị ơi. Rồi con này cho mấy chị săn hôm nay là chỉ có 95 ngàn giùm em nha. B8 là cả nhà ơi. Rồi em chuẩn bị qua mẫu luôn rồi nha. B8 luôn mấy chị ơi. Em chuẩn bị qua chứ mà có còn mẫu mới nữa nha. Em lên mẫu mới nha mấy chị ơi. Em lên tiếp nha. Em lên cổ phu nha mấy chị ơi. Em lên cổ phu nha. Vậy đó hả? Giữ vậy sao? Ủa vậy sáng đi xong đồi khỏi món gọi cái mì cùi vậy? Tao đâu có sọn. Mà nói vậy mình xúc phạm Lâm nó sọn dùm mày rồi. Còn đi vòng 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 sau lưng nhỏ làm gì? Ai? Ai đi sau lưng đó? Mấy con heo đi. Heo đầu mày chứ không như vậy. Em chuẩn bị qua mau cho mình một cái con mẫu mới nữa nha. Đúng rồi, tao mặc cái gì là tao biết tính luôn rồi.
mặc đồ đi chứ. Mày cuồng điên luôn. Thôi vậy. Để tao mặc đồ đi. Tại sao? Sao bằng? Đúng vậy. Cái hộp cái bự phải như con siêu nhân bún có bún cái tiền hộp có phải bọt không vừa hồi sáng nó lội cửa hộp hả chú kể nghe mắc cười chơi tao mắc cười nữa không tao mắc cười nó rồi em qua luôn mới chơi em qua cổng mẫu khác nhưng mới chơi đây con này là con B 7 giùm em nha cả nhà ơi rồi chế nào mà đi vào xem ai đặt đơn nổi tranh hội giùm em nha em qua mẫu liên tục luôn á em hôm nay em sẽ qua mẫu liên tục luôn cho mấy chị nha cứ nhấp vào cái hèm chấp thử cho mình một con hay mặc luôn đi gì rồi đang mặc luôn á chơi đang mặc hiện tại cho em luôn nha cả nhà ơi đây em đang mặc hiện tại cho mấy chị là con G5 nha cả nhà ơi G5 95.000 luôn dùm em nha 40-85 con độ về nha mấy chơi rồi đang mặc là G5 mấy chị yêu ơi G5 95.000 luôn dùm em nha em cho mình đây G18 mới chơi G18 95.000 luôn dùm em nha đây đang mặc là G5 em đang cầm là G18 mấy chị ơi chắc phải thun lưới luôn hả em đúng rồi chị không phiên về mấy cái mẫu khác mẫu này bên em cũng sao là phải thun lưới coi dĩ thì mình luôn cho mấy chị nha thôi món này mày ơi ai bắt thầy đi giùm tao đi mày ơi thầy ca dở quá tôi nghĩ tôi nhức đầu quá trời trời đây G18 mấy chị ơi G18 luôn mấy chị G18 hai gì thường ngày ví dụ như không có thịt thì tao không nói đi bên đây nó có thịt mà cũng nặng vậy đó rồi sao chịu nổi không đây cứu nổi thầy đây mấy chị ơi đang mặc là G5 mấy chị ơi G5 95.000 cổ vuông tay bồng luôn giùm em nha cả nhà ơi đây con này đẹp nè cả nhà ơi con này đẹp luôn giùm em nha con này là con G16 giùm em nha G16 mấy chị ơi cổ vuông tay phòng luôn giúp em nha dạng này sẽ là dạng cổ vuông tay phòng luôn cho mình nha muốn đặt hàng cái mẫu này lên chiều cao kèm luôn cân nặng luôn giúp em nha con này cũng sắc phẩm đang mặc cho em là G5 mấy chị ơi G5 95.000 còn em đang cầm là G16 cả nhà ơi G16 95.000 luôn giùm em nha rồi con này cho em luôn mấy chị ơi G18 nha cả nhà ơi G18 95.000 luôn giùm em nha G18 là cam sữa hay em đúng rồi chị con G18 sẽ là một con màu cam sữa cực kỳ là xịn sò luôn cho mấy chị nha G18 này nó mới lên hôm qua luôn á rồi con này chọn giùm em là G18 cả nhà ơi G18 95.000 luôn giùm em nha 40-85 độ về giùm em con này là mặt đẹp nha rồi con này chọn giùm em là G18 luôn mấy chị ơi tôn da tôn dáng không kén da còn nó không kén dáng luôn cho mấy chị luôn nha à, lấy cho chị một áo đang cầm đi em dạng G16 của mình là tự nhiên còn có xe một hay không gì vậy rồi con này luôn giùm em mới chơi G12 với lại á là hưởng ngày mình phải chưa âm cho mấy chị là 185.000 áo nha hôm nay chưa âm được giá sau luôn cho mình là còn 95.000 luôn thấy được giá sau thấy được giá thợ trên mẫu nhất mẫu này chốt nha rồi con này luôn giùm em mới chơi con này chọn giùm em mã là G12 mấy chị G12 95.000 luôn giùm em nha G12 95.000 luôn giùm em cả nhà ơi mình nói là mỗi lần trà sữa đổ lần sữa rồi cho tự hốt luôn cho biết đó là trà sữa là cái ly mới giống rồi tôi mấy là tôi khóc đây con này luôn mấy chị ơi con này là G1 giùm em nha đây con này là G1 luôn mấy chị ơi ủa sao nó miệng không em nó đây nãy có đọc như vậy à chị mới dùng đây con này luôn mấy chị ơi con này là G1 giùm em nha cả nhà ơi đây G1 giùm em G1 95.000 luôn mấy chị ơi G1 95.000 giùm em nha G2 đẹp đó ủa con G17 mấy chị ơi chấn động G17 nè mấy chị ơi cái nào đẹp em cũng lên sao cho cả nhà ơi và đặc biệt con này hôm nay đang có mại giảm nha đây G17 giùm em nha G17 mấy chị ơi thằng tao nghe cái mỏi chu chu mà tao không biết là tao muốn chán thằng ghê luôn đây G17 mới chơi G17 này mà không cho con cái trái này là con giận này luôn á đây tới chiều thầy đừng có mong này con có một thịt nào cho thầy nha đó một con thì không có một con còn 2-3 cái đây G2 giùm em mới chơi G2 95.000 luôn giùm em nhìn cái gì đây nè có la được không con này có lòng đây bạn tập trung không đây con này luôn mới chơi con này luôn giùm em là G2 cả nhà ơi đây G2 95.000 giùm em nha G2 luôn mới chơi rồi con này luôn giùm em là G17 nha
Nói chung tất cả cái mẫu em like cho mình xem là nó sẽ có trong cái chỗ này hết luôn cho mấy chị nha. Có em mới ra được, không có là like không được đâu chị. Vì vậy mình cứ nhấp vào cái hẻm tham khảo mình coi màu từ từ nha. Mình sẽ từ từ đi là nó sẽ có trong cái chỗ hàng cho mình đó. Rồi G1 phải chơi. Rồi G1 95.000 giờ chị nào đang là khách mới hiện tại cho em một lúc theo dõi luôn nha. Khách cũ thì chia sẻ phim like cho bạn bè người thân của mình vào mua chung nha. Rồi mấy chị ơi, em cho mấy chị săn con này 95.000 là cực kỳ yêu thương cho mấy chị luôn nha. Rồi chị nào đang vào xem like đã đặt, đã mua, đã săn một rồi comment cho em biết nha. Rồi con này chọn giùm em mã là G1 mấy chị ơi, G1 95.000 giùm em nha. Giá đồ đẹp giá xinh là tại có đồ đẹp giá hời là chỉ có tại phiên live ngày hôm nay thôi nha. Nếu mà chị nào thấy đẹp, thấy được cái giá hời á chị, tranh thủ nhất vào cái giới hạn một vài mình chốt nha. Con này xinh lắm luôn á. Đây con này chọn giùm em mã nè cả nhà ơi, con này chọn giùm em mã là G2 nha cả nhà ơi. G2 95.000 giùm em nha, G2 cả nhà ơi. Tim đẩy view và tương tác lên nhiều nhiều luôn giúp em nha. Nhấp vào cái dấu hàng lên đơn G5 thì thông tin của mình là mấy chị ơi sẽ có đơn luôn cho mình nha. G màu hiện tại đang mặc là con G5 luôn giúp em nha, là bởi hiện tại nó mới lên hôm qua luôn chị. G5 là mới lên luôn á. Nên chừng nào hiện tại chưa có con G5 trong cái thủ đồ của mình thì mua G5 về mặc nha. Đếm game lại cho mấy chị đặt hàng nha. Rồi thì hiện tại mẫu em có game cho mấy chị rồi nha. Rồi G12 sẽ là một con màu tím cà luôn cho mấy chị nha. Chị nào hết ngọt á mà lấy luôn con màu tím cà cho mình về mặt nha. Còn hết sai thì lấy con màu đang mặc luôn giúp em khoảng được luôn. Rồi con này chọn giùm em mã là G12 mấy chị ơi, G12 95.000 nha. Rồi con này là G13 luôn mấy chị ơi, có 95.000. G17 xin lỗi, G17 giùm em nha. Rồi chị nào mà đặt đơn thì mình tranh thủ nha cả nhà ơi. G này G mấy? Lấy đồ rồi sếp ơi, xúc đẹp xuất sắc. Cảm ơn chị Thi Thi nha. Trời ơi, nay mua thêm chị ơi, đẹp nay mua thêm nha chị ơi. Nay phải mua thêm nha, đây con này em ơi. Đẹp làm phải mua thêm cho mình đi chị, G19. Con G19 luôn giúp em nha, G19 là nó sẽ nằm gần cuối trong cái dấu hàng bên em á. Đây, G19 luôn mấy chị ơi, G19 95.000 giùm em nha. Rồi, trời ơi, con G19 là xuất sắc chua mấy chị ơi, G19 95.000 giùm em nha. Đây nè mấy chị không? Đó, một bằng em nè mấy chị. Đó, một cao không vậy trơn á. Đây. Nói gì mà mày sinh đẻ sinh non chi cho nó lúa sao luôn tao. Đây con này là G6 mới chơi. G6 luôn giùm em nha. G6 luôn giùm em nha cả nhà. Với em ơi, cái tao mà lúc mà tao mới đẻ ra á là mày biết mày đau không? Mày dưới cái đầu gấu. Mày dưới cùi chỏ chân của tao dưới đây nè. Đây, rồi chị nào đang vào xem live đặt đôi cho có chừng mẹ em mới rửa xương mình đi. Tôi biết luôn. Đấy luôn 4 lần. Mày biết luôn á. 1m55-47 con là size số 1, chị Thi là chọn dạ, size số 1 của mình ơi, nha. Chọn một hôm lúc trước chị mua size mặt là size đó thôi. Trời ơi con G6 đẹp quá mấy chơi. Rồi G6 95.000 giùm em nha. G6 95.000 luôn mấy chơi. Đây G19 luôn giùm em nha. 95.000 luôn mấy chơi. G17 luôn giùm em dạ, nha. Lúc trước mình mua size nào mà hiện giờ là mình mua lại size đó nha. Vì nó có form như nhau à. Đây con này luôn mới chơi, G17 luôn mới chơi. Đây con này là G17 giùm em nha. Đây con này luôn mới chơi, G12 nha mới chơi. Đây con này luôn mới chơi, con này là G12 mới chơi, G12 giùm em nha. Con này luôn mới chơi, con này là G16 giùm em nha. Đây đây con này luôn mới chơi, con này là G18 rồi mấy. Màu đang màu kem đang cầm hả? Con màu kem đang cầm là con G18. Rồi G18 luôn giùm em, cái mấy chị ơi 95.000 con nha. 95.000 một con luôn mấy chị ơi. Chị nào mà đang vào xem live đặt đơn tranh thủ giùm em nha. Rồi G18 95.000 luôn mấy chị yêu ơi.
Đặt đơn thì mấy chị có tranh thủ chị nhắc vào cái chỗ hàng mà đặt luôn cho mình đi chị. Nếu không biết cần cứ cần mang lên trang viết nhanh, em sẽ hỗ trợ và kèm sản phẩm cho mấy chị luôn nha. Rồi 95 ngày luôn mấy chơi G18 giùm em nha. Rồi chị Thi Thi ơi, chị nhắc vào chỗ hàng chị chọn size 1 giùm em nha. Chị là chị mặc size 1 thôi chứ yêu ơi. Đây con này đẹp nè mấy chơi, đẹp nha. G18 nha. G18 sẽ là một con màu kem cực kỳ là xịn sò luôn cho mình. Trang của G5 em đang mặc luôn mấy chơi. Em đang mặc là G5 cho mình nha. Rồi chị nào đang vào xem live ưng con này là tranh thủ nha cả nhà ơi. Ưng em đang mặc nữa thì tranh thủ vào chỗ hàng giùm em nha. Ơn con nào nhắc vào cái dưới hàng chốt luôn con đó luôn giúp em hàng vẫn là có sao.